Lão Lục mạnh đến mức nào? Tu luyện 99 năm nhưng chỉ luyện tay phải, chỉ để luyện ra thuật rút kiếm nhanh nhất thời đó. Nhưng kẻ hàng ngày luyện rút kiếm hàng triệu lần. Dù tốc độ rút kiếm đã đạt 0,01 giây, vẫn luôn là đồ bỏ vô dụng trong mắt sư phụ. Đây đã là lần thử thách thứ 364.999 của hắn rồi. Ta không tin lần này không giết được ngươi. Chết đi, thuật rút kiếm siêu cấp vô địch của Lão Tăng. Lại tránh được rồi. Ngu xuẩn, dám tấn công Lão Phu. Người cũng có sao đâu. Đó là không sao ư? Đó là do ta tránh nhanh. Xem ra kiếm pháp của tên này lại tiến bộ rồi. Đã đến lúc rồi. Đi thôi. Đi đâu? Tất nhiên là xuống núi. Con có thể đi đâu nữa? Sư tôn, con từ nhỏ đã theo người lên núi. Nuôi một con chó cũng có tình cảm chứ. Trong 99 năm qua đệ tử chưa từng xuống núi. Sao còn muốn bám lấy không đi? Người không cần nhắc dạy thêm chút gì sao? Với tư chất kém cỏi, pháp này đã đủ rồi. Người nghiêm túc đấy à? Ta biết người không cam lòng, nhưng đừng bất mãn. Dù sao người tư chất kém cỏi, nhưng cũng không thể chỉ dạy rút kiếm chứ. Người dạy con dù chỉ một hai chiêu, con cũng không nói gì khác. Đừng nói con xuống núi bị người ta giết. Người chẳng phải bị người ta chê cười. Nói người dạy đệ tử vô dụng sao? Ây, không phải sư phụ không dạy, mà là người tư chất kém cỏi. Tư chất kém cỏi, ngày nào cũng chỉ có câu này phải không? Đó là vì người ngu đần khác thường. Đừng tham nhiều, không thể dạy thêm. Ngư đại lực. Được rồi, uổng công con gọi người là sư phụ. Con muốn cắt đứt quan hệ sư đồ với người. Thật là đứa vong ân bội nghĩa. Dù sao đi nữa, ta cũng nuôi người gần trăm năm, giờ dám gọi thẳng tên rồi. Vậy đã nói rõ nhé. Sau này có chuyện đừng tìm ta. Tạm biệt, lão già. Đừng bao giờ gặp lại. Sư tôn, tiểu huynh đệ xin tự trọng. Ngươi vừa cắt đứt quan hệ với lão phu rồi. Kiếm pháp thượng thừa con không dám mơ. Ngươi dạy vài chiêu hạ thừa cũng được. Để khỏi phụ tình thầy trò ta một phen. Vậy để ngươi thất vọng rồi. Lão phu không biết kiếm pháp hạ đẳng. Đi đi, không tiễn. Khoan đã, con biết người không nỡ xa con mà. Không có con người sẽ cô đơn lắm. Hơn nữa con yêu thế này. Xuống núi trước đi không quá hai dặm, mắt trợn ngược lên là tắt thở mất. Mang theo đồ lặt vặt của người đi. Nếu người nhẫn tâm vậy, lúc chuồn cất nhớ báo một tiếng, con sẽ đến thắp hương cho người. Ha, những ngày yên bình không còn bao lâu nữa. Thằng ngốc, hãy trân trọng cuộc sống hiện tại đi. Hắn tên là Chu Du, lúc 9 tuổi tình cờ gặp sư tôn, nói rằng có cách kinh người, thiên phú dị bẩm, là kỳ tài võ học hiếm có. Vì vậy đưa hắn rời khỏi gia tộc. Một khi lên núi đã ở lại đúng 99 năm. Hắn cũng từng mơ ước giang hồ hiệp kiếm, nhưng sau nhiều năm trên núi, hắn mới cho tỉnh ngộ. Lão già này mỗi ngày chỉ dạy mình rút kiếm, đơn giản, khô khan nhàm chán, cũng không được hỏi, chỉ cần hỏi một câu là bị bảo tư chất kém cỏi, không thích học nhiều, đầm nhiều nuốt không trôi, muốn học bay lượn trên không. Kết quả thế nào? Người trẻ không kiềm chế được, dễ bay loạn gây tai nạn. Hơn nữa trên cao nguy hiểm, không cẩn thận là rơi chết. Tính là của ngươi hay của ta đây? Ngoảnh đầu lại đã không thấy cổng núi Trấn Dụ Quan. Đối với nơi này, sư tôn cũng chẳng bao giờ giải thích gì. Dù sao những năm qua cũng chẳng có động tĩnh gì. Hắn chỉ biết qua Trấn Dụ Quan sẽ đến một thế giới đặc biệt, chẳng có gì để bận tâm. Rút kiếm 99 năm, một sớm trở về thời điểm trước khi lên núi. Nơi này không lưu ta, tự có nơi lưu ta. Nơi không lưu ta, ta bộc phát tư duy của kẻ phát tài. Tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều. Chợt nhờ đến túi hành lý sư tôn chuẩn bị cho mình, mở ra xem thử đều là những thứ gì. Một chiếc nhận chứa đồ, một sắp giấy vệ sinh, một bản đồ thực phẩm bổ sung đan dược. Thật là lão già hồ đồ, trực tiếp để hết trong nhận chứa đồ là được rồi. Xem thử trong nhẫn có những gì nào. Chỉ thấy Chu Du đeo nhẫn vào, lập tức tập trung linh hồn lực, khắc ấn vào thân. Trước mắt lập tức xuất hiện một không gian dài rộng cao 3 mét, bên trong chất đầy đồ ăn vặt thượng phẩm, ở giữa còn đặt trăm miếng đồ ăn vặt cực phẩm. Trên đống đồ ăn vặt này đặt một tấm lệnh bài đồng, trên đó khắc hai chữ Trấn Vực, chủ yếu là một thanh cổ kiếm hắn thường dùng. Vỏ kiếm được đúc bằng huyền kim, khắc hình quỷ múa trên vỏ kiếm, vẻ mặt hung dữ. Thanh kiếm này tên là Chu Tà, từng là vũ khí thân cận của Ngư Đại Lực, những năm qua vẫn luôn được Chu Du sử dụng. Tất nhiên đan dược cũng chuẩn bị không ít cho hắn, ở góc để riêng một khu vực chất đầy ắp, một lúc khiến Chu Du rơi nước mắt đầy mặt. Sư tôn ơi, sao người không biết chuẩn bị cho con ít vàng? Người để con đi đâu phá thân đây? Xem cái đầu của ta này, đồ ăn vặt không thể bán lấy tiền sao? Bản thân của nhiên tư chất kém cỏi. Về nhà một chuyến đã. Bây giờ ta mới 108 tuổi, chỉ cần cha mẹ cũng chăm chỉ tu luyện như ta, bây giờ chắc cũng mới hơn 130 tuổi, chắc chắn vẫn còn sống khỏe. Ta muốn phá thân, ta muốn trở thành một người đàn ông thực sự. Mùi vị nhân gian này, hắn thật sự đã quá lâu không được cảm nhận. Suốt trăm năm qua, mỗi ngày chỉ ăn đan dược nhịn đói, khi muốn đổi khẩu vị, cũng chỉ ăn một ít đan dược bổ huyết, lục vị địa hoàng hoàn, kim ngân lang huyền đan, hoắc hương chính khí hoàn. Miệng sớm đã không còn vị gì. Có quá nhiều lúc, hắn nhìn thấy cỏ dại trên mặt đất, cũng muốn lao đến gặm một miếng. Xin chuột mới ra lò đây. Ngoài giòn trong mềm, thấm phức, ngô, ăn rồi còn muốn ăn nữa. Bọ cạp chiên, ngon ngọt đậm đà, mua rồi hãy nếm thử. Cán đỏ thân trắng, ăn vào không phải nằm ván.
Đồ hiếm thực sự hoang dã. Cái này có độc phải không? Cái gì có độc? Không độc tôi bán cho cậu cái ống. Không thật, anh Kiều, lấy một cái. Cậu nhìn cứ nghi ngờ thế. Tôi không giống những kẻ thiếu đức đó đâu. Tuyệt đối không dùng rồng giả thay thế. Có thể ghi nợ không? Lát nữa tôi xin tiền bố mẹ rồi trả cho anh. Không tiền cậu nhìn cái gì mấy hào? Nhìn người đàng hoàng, hóa ra là kẻ ăn bám. Cút đi. Chu Du nhìn đồ ăn trước mắt. Nhưng tiếc là hắn không có tiền. Nhưng hắn cũng không ngốc. Lấy đồ ăn vặt đổi xiên chuột. Điên rồi à? Đi đi đi. Tất cả tránh ra cho ta. Chà, nhà họ Lâm thật sự muốn làm nhà họ Chu. Lần này làm nhà họ Lâm không thể xuống đài. Làm sao có kết quả tốt được. Nhưng nhà họ Chu cũng thật là... Năm đó họ đã hứa hôn với nhà họ Lâm. Giờ chỉ vì con trai nhà họ Lâm phẩm hạnh không tốt mà muốn hủy hôn. Đâu phải đùa chứ. Có lẽ cũng chỉ là cái cớ thôi. Những năm gần đây nhà họ Chu cũng không khá. Nhà họ Lâm chắc chắn muốn một mình độc quyền. Nhà họ Chu nào? Anh là người ngoài phải không? Đúng, tôi là người ngoài. Vậy anh không biết rồi. Bình thường ở Thanh Bình Thành chỉ có một nhà họ Chu. Nghe nói cũng gần 100 năm rồi. Lúc đó nhà họ Chu đột nhiên phát tài, thế lực mạnh lắm. Nghe nói con thứ hai nhà họ Chu được một vị cao nhân ngoài đời dẫn đi, cho một số tiền rất lớn. Ý tôi là hiện giờ đã xảy ra chuyện gì? 15 năm trước nhà họ Lâm và nhà họ Chu kết thông gia. Giờ con cái đã lớn, nhà họ Chu không thừa nhận nữa. Hôm qua còn hủy hôn, ồn ào cả lên. Nhà họ Lâm tất nhiên cảm thấy mất mặt, chắc chắn sẽ đến gây sự. Trời ơi, không phải thật sự là nhà tôi chứ? Năm đó khi theo sư tôn rời đi, sư tôn của thật đã cho một số tiền rất lớn, bao gồm cả một quyển công pháp. Theo lời sư tôn là phí an cư. Dù sao người cũng sẽ đi một thời gian dài, có thể sẽ không bao giờ trở lại. Chu Du tìm nửa ngày mới tìm thấy cổng nhà. Cổng lớn nhà họ Chu đã bị đá nát bét. Người xem náo nhiệt bên ngoài còn vây quanh ba vòng trong ba vòng ngoài. Chu An, ta cho ngươi mặt mũi rồi phải không? Ta chỉ vắng nhà hôm qua thôi. Ngươi đã dám cho con gái ngươi hủy hôn. Lâm Đồng, ngươi nung chiều con trai gây tội ác, hãm hại phụ nữ lương thiện. Ngươi còn có lý à? Con trai ta chơi chết mấy người phụ nữ thì sao? Điều đó chỉ chứng minh con trai ta là đàn ông, có thể truyền nối huyết thống. Hôm nay ta nói cho ngươi biết, con gái ngươi muốn gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả. Không chỉ nó phải gả, ta còn muốn ngươi quỳ trên lầu thành xin lỗi nhà họ Lâm ta. Ngươi mơ đi, nhà họ Chu ta thà chết hết cũng không bán con gái. Đồ chó đẻ, không uống rượu mời lại uống rượu phạt, đồ chó. Vốn tưởng kết thông gia với các ngươi có thể tìm hiểu rõ lịch sử phát tài của các ngươi. Đã ngươi ngạo mạn như vậy, nhà họ Chu không cần tồn tại nữa. Lấy vũ khí ra, hôm nay chỉ cần là họ Chu, một người cũng đừng hòng sống sót rời đi. Xem ai dám. Thần Nhi mau lùi lại. Lâm gia chủ, hôm nay ngươi động tới nhà họ Chu ta, không sợ nhị gia ta về trả thù ngươi sao? Nhị gia ngươi, nhị gia ngươi chắc cỏ trên mộ cũng cao ba thước rồi. Nếu thật như lời đồn, sao lâu như vậy không thấy hắn về? Nhưng ngươi không cần lo, con trai ta còn muốn chơi đùa ngươi, sẽ không để ngươi chết nhanh đâu. Trần Nhi, nàng có gì phải làm thế chứ? Đàn ông ba thê bốn thiếp rất bình thường mà. Hơn nữa ta chỉ chơi chết họ thôi. Này, hoàn toàn không ảnh hưởng đến địa vị của nàng đâu. Đây chẳng phải là một loại tình yêu sao? Ta ra lệnh cho các ngươi lập tức rời khỏi nhà họ Chu ta. Nếu không nhị gia ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Nhị gia ngươi, ta sợ lắm ô. Nhị gia ngươi đang ở đâu vậy? Ra đây cho chúng ta xem một chút đi. Thế hệ của hắn, kể cả thế hệ của cha luôn nhớ chuyện này. Nhưng có lẽ đó thực sự chỉ là một truyền thuyết. Dù sao cũng chẳng ai thấy. Xin lỗi, xin lỗi. Cho tôi đi qua. Mẹ kiếp, ai vậy? Có lẽ tôi chính là nhị gia mà họ nhắc đến. Chu An lập tức trợn tròn mắt. Tên khốn này còn trẻ hơn mình, lại dám mạo nhận làm nhị thúc của mình vào lúc này. Rốt cuộc là chiếm tiện nghi hay có ẩn tình gì đây? Hân hạnh, hân hạnh. Khí tức của hắn rất yếu, tuy tôi rất yếu, nhưng có vẻ họ còn yếu hơn. Đeo cái vỏ kiếm rách ở thắt lưng đã dám mạo danh hiệp khách. Phải không? Muốn chết à? Tay tôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên nhóc đó hoàn toàn không ra tay. Sao tay Lâm Đồng lại đứt rồi? Chẳng lẽ gần đây có cao thủ? Rốt cuộc người này là thế nào? Tại sao khi hắn ra tay, tôi là người ở cảnh giới thoát thai mà cũng không nhìn thấu được? Trong lòng Lâm Đồng không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Hắn rất kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa là hắn ngu. Phản huyết cảnh, thoát thai cảnh, thông linh cảnh, chấn huyền cảnh là tất cả các cảnh giới mà hắn biết. Cảnh giới cao hơn hắn không rõ nữa, vì vốn dĩ cũng không tiếp xúc được. Nhưng thiếu niên trước mắt này, trong cảm nhận của hắn, tuyệt đối không thể là thông linh cảnh trở lên. Này, tôi biết anh có lời muốn nói, nhưng anh đừng nói đã. Hỏi một việc, Chu Triều là gì của các cô? Là ông của tôi. Ồ, ra là vậy. Vậy thì không sai vậy rồi. Ông cố và bà cố của cô thì sao? Ông cố và bà cố hơn 10 năm trước đã về Bích Thủy Sơn trang dưỡng lão rồi. Ông cũng đi được nửa năm rồi. Nhà họ Chu bây giờ luôn do cha tôi quản lý. Còn sống là tốt rồi. Chú thật sự là nhị thúc sao? Nếu cha mẹ tôi năm đó không chọn sinh thêm một đứa con trai nữa, thì có lẽ đúng là tôi không sai rồi. Bái kiến nhị thúc. Bái kiến nhị gia. Cuộc đời thật kỳ diệu. Chỉ là xa nhà một thời gian, vừa về thì thế hệ lại tăng lên. Hi hi.
Truyền thuyết không sai. Nhị gia nhà họ Chu của Nhiên có hai bàn tay khéo léo. Đúng là rất mạnh, nhưng tôi hoàn toàn không thấy hắn ra tay. Anh thấy không? Hắn có ra tay không? Chứ không lẽ cái tay đó tự đứt à? Trời ơi! Chuyện này trên đường về, tôi cũng đã hiểu được một số. Bất kể năm xưa có hứa hẹn gì, nếu đã có người trong đôi bên không vui, thì hãy hủy bỏ đi. Tên này rốt cuộc là thật hay đang giả vờ bí ẩn? Nhìn có vẻ rất yếu. Nhưng vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Để ta thử lại lần nữa. Công khai hủy hôn với nhà họ Lâm ta, còn muốn cứ thế bỏ qua. Vậy mặt mũi ta để đâu? Mặt mũi nhà họ Lâm ta để đâu? Vậy thì sao? Tất cả nỗi nhục phải được rửa sạch bằng máu. Hiểu không? Ngươi không hiểu thì đi chết đi. Tôi muốn về nhà. Nếu làm nhiều điều ác thì chết đi còn hơn. Chu Du rất không hiểu, cảm thấy mình rõ ràng đã rất yếu rồi, tại sao họ còn yếu hơn mình, và tại sao họ đều không đỡ vậy? Chu An bên cạnh cũng đứng như trời trồng, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn chẳng thấy gì cả, nhưng Lâm Đồng ở cảnh giới thoát thai thực sự đã chết trước mặt hắn. Khoảng cách gần như vậy, tôi rõ ràng thấy kiếm của hắn hoàn toàn chưa từng rút ra, tay phải cũng chưa từng động đậy, chẳng lẽ chỉ là tay trái quá mạnh? Xin hỏi nhị thúc, người đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Hắn quá muốn biết. Vị nhị thúc trong truyền thuyết này luôn là thần tượng từ thời thơ ấu của hắn, nhưng khi nói ra câu này, Chu Du liền gặp khó khăn. Cảnh giới của hắn thật sự không cao, hơn nữa hắn còn khác với người khác, ít nhất cách dạy của sư tôn khác. Cách tu luyện chính thống là tập trung linh khí trời đất, tiến hành tẩy rửa huyết mạch, từ đó đột phá đến cảnh giới thoát thai, chia làm 9 tầng trời. Nhưng tu luyện của Chu Du lại khác, trong đó phản huyết cảnh chia thành 3 cảnh giới: tối huyết, luyện cốt, đoạn kim, mỗi loại chia thành 9 tầng trời. Theo lời sư tôn, khi nào máu của mình có thể phát ra ánh sáng vàng, cổ vận kinh văn, tóc vàng rồng ngâm, hắn mới có thể đột phá đến thoát thai cảnh. Nếu không, cảnh giới hiện tại của Chu Du chính là phản huyết cảnh chắc chắn. Vì vậy bạn biết hắn làm sao nói mình ra ngoài 100 năm? Anh lớn tuổi đã có cháu gái, nhưng bản thân vẫn còn là phản huyết cảnh. Haha, khoảng chừng là thông linh cảnh. Không, chân thần cảnh. Đại khái là như vậy. Chu An đâu dám hỏi kỹ nữa. Dù sao thì đây là bậc trưởng bối, dù nhìn trẻ hơn mình 100 tuổi thì cũng là nhị thúc của mình. Nhị gia, người quá giỏi. Làm thế nào vậy? Chỉ là rút kiếm thôi, không có gì phức tạp. Người đã rút kiếm sao? Cháu không thấy à? Chu Thần mờ mịt lắc đầu. Hắn và cha mình gần như giống nhau, đều không thấy gì cả. Nhị thúc, bây giờ Lâm Đồng đã chết, nhà họ Lâm chắc chắn sẽ không cam tâm. Cha của Lâm Đồng là Lâm Long nghe nói đã đột phá đến thông linh cảnh, ông ta không dễ đối phó đâu. Thông linh cảnh? Nghe vậy, Chu Du cũng giật mình trong lòng. Thông linh là gì? Thông là thông suốt linh của huyết mạch, tu luyện đến thông linh cảnh có thể thức tỉnh huyết linh, huyết mạch càng mạnh, thường thức tỉnh huyết linh càng mạnh theo. Trước đây hắn cũng đã hỏi sư tôn về vấn đề này, nhưng sư tôn trả lời rất qua loa: con cứ yên tâm tu luyện, cảnh giới sẽ có thôi, huyết linh cũng sẽ có, tình hình cụ thể con cứ từ từ lĩnh ngộ đi. Nhưng nghĩ kỹ lại, để giết linh và tránh bị thương, nên mình vô tình đã dùng 3 thành công lực. Nghĩ đến đối phó với thông linh cảnh có lẽ vẫn được. Cha, giờ nhị gia đã trở về, hơn nữa người còn giỏi như vậy, chỉ là một thông linh cảnh thôi, còn gì phải lo nữa. Suy nghĩ của Chu Du hoàn toàn không ở đó. Đi mấy ngày rồi? Bây giờ thật sự đói rồi. Có gì ăn không? Tốt nhất là loại chưa qua dầu, thịt kho tàu, chân giò lớn. Có, miễn là nhị gia thích. Thần nhi phải lo đủ. Tất cả các người, dọn dẹp xác chết đi, nhanh làm cơm, để mừng nhị thúc trở về. Anh ấy thật sự đói rồi. Nhìn Chu Du ăn ngấu nghiến, nếu đây không phải nhị thúc của mình, hắn chắc chắn nghi ngờ có phải là ma đói đến chơi không. Chu Thần thì mỉm cười, liên tục rót rượu cho Chu Du. Cô ấy thật sự vui mừng, mình không chỉ không phải gả cho tên khốn đó, khủng hoảng của gia tộc cũng được giải quyết, còn gì vui hơn thế nữa. Còn nữa không? Có, nhị gia thích gì nhất định phải đủ. Nhị gia ăn từ từ thôi, lát nữa còn có đùi cừu nướng, sắp mua về rồi. Nhị thúc, chuyện nhà người xem có phải là... Đang nói thì có 2 người hầu từ bên ngoài hối hả khiêng đùi cừu nướng chạy vào. Ngay khi thấy đùi cừu nướng, Chu Du cảm động đến suýt khóc. Quỷ mới biết những năm qua anh ấy sống như thế nào. Sau khi ăn hết một đống thịt cừu, Chu Du cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Đây mới là cuộc sống của không bao giờ ăn đan dược nữa. Đó không phải thứ người ta ăn. Tuổi lớn như vậy rồi, sao gặp chuyện lại không bình tĩnh thế? Nhị thúc dạy đúng, con chỉ là lo lắng. Lúc này ta còn chưa nghiêm túc đâu, cứ yên tâm đi. Đúng là khi giết Lâm Đồng, anh ấy chỉ rút kiếm tùy ý, thậm chí chưa dùng đến rút kiếm nghiêm túc. Nhờ lão già sư tôn kia, tuy dạy kiếm pháp đơn giản, nhưng Chu Du đã tự sáng tạo nhiều biến hóa trong 100 năm qua. Còn đối phó với Lâm Đồng chỉ dùng thủ pháp đơn giản nhất. Nhị gia, người ăn từ từ thôi, đừng bị mắc nghẹn. Cảm giác thưởng thức món ngon thật tuyệt vời.
Chu Hoa càng sợ điều gì thì điều đó càng đến. Con đến nhanh như vậy. Nhị thúc, là Lâm Long đến rồi. Tất cả ra đây chịu chết cho ta. Thật sự là thông linh cảnh. Chu An run rẩy, sắc mặt biến đổi, tu luyện đến thông linh cảnh. Sau khi thức tỉnh huyết linh, tu vi hoàn toàn tăng lên một cấp độ. Chu Du nhìn sàn nhà và cửa lớn nhà mình bị đạp nát, lại nghĩ đến đùi cừu của mình. Đùi cừu của tôi, còn cả sàn nhà này và cửa nhà chúng tôi nữa, khỉ thật. Nhị gia, đây chính là thông linh cảnh sao? Sao lão đầu nhỏ này trông có vẻ rất yếu vậy? Chính là người đã giết con trai và cháu trai ta. Đúng là tôi, không sai. Rất tốt, rất tốt. Quả là kẻ dám làm dám chịu. Có lẽ người không biết ai đứng sau lưng ta. Điều này tôi thực sự không biết. Nhưng ai có liên quan gì đến tôi đâu. Tên nhóc này đủ ngông cuồng. Hôm nay ta sẽ cho người chết một cách rõ ràng. Lão Phu là đệ tử của Mãnh Hổ Môn. Người đắc tội với ta cũng như đắc tội với Mãnh Hổ Môn. Mãnh Hổ Môn là cái gì vậy? Rất lợi hại sao? Nhị gia, đó là môn phái trong Top 500 của Đại Lục Côn Lôn. Ô, Top 500 à? Tôi tưởng Top 5 chứ. Chỉ là Top 500 mà dám ngạo mạn như vậy. Đồ khốn kiếp. Tuy không biết ngươi đã dùng thủ đoạn gì để giết con trai ta, nhưng ta rất rõ ngươi yếu đến đáng thương, thậm chí không đủ tư cách đứng trước mặt ta. Đợi ta giết hết tất cả các ngươi, rồi lấy mấy lão già nhà họ Chu các ngươi chặt thành vạn mảnh để giải mối hận trong lòng. Đến đây, nhị gia, cẩn thận. Thuật rút kiếm nghiêm túc. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Tên nhóc này rõ ràng chỉ có phản tà cảnh. Hắn thực sự đã rút kiếm chứ? Tại sao ta ở thông linh cảnh mà không thể nhìn thấu? Đối mặt với thông linh cảnh mà nhẹ nhàng như vậy. Nhị thúc này thật sự quá mạnh. Nhị gia này quả là cao nhân ngoài đời. Lại đây, ta biết người có lời muốn nói. Thừa lúc còn thở. Muốn nói gì thì nói nhanh đi. Ta là trưởng lão ngoại môn của Mãnh Hổ Môn. Những năm qua ta luôn cống nạp, quan hệ phức tạp. Người giết ta, họ tuyệt đối sẽ không tha cho người đâu. Ta ghi nhớ rồi. Chẳng lẽ lúc này người không nên tỏ ra sợ hãi sao? Đó là môn phái Top 500 của Đại Lục Côn Lôn đấy. Sợ hãi, có vẻ ở cùng lão già sư tôn đó lâu quá, nên không còn cảm xúc này nữa. Ta sợ. Chu Du nhìn Lâm Long sắp chết. Anh ta cảm thấy đối phương có lẽ cần câu trả lời này. Ngươi nói dối. Thật sự sợ hãi. Trong lòng tôi sợ hãi. Ôi nhị thúc, đó là Mãnh Hổ Môn đấy. Trước đây đã có tin đồn về điều này. Nghe nói trong môn phái như vậy có cường giả đáng sợ vượt qua cảnh giới chân huyền. Lần này nhà họ Chu e rằng Chu Du ẩn cư trăm năm, trong lòng đối với những chuyện thế tục này hoàn toàn không có khái niệm gì. Về điều này cũng thực sự không có cảm giác gì nhiều. Đưa tôi đi gặp bố mẹ và anh cả đi. Đã lâu không gặp rồi, thực sự rất nhớ họ. Nhị gia, cha phải ở lại xử lý việc nhà, để con đưa người đi. Không sao đâu, cháu đưa ta đi. Hoặc nói cho ta biết địa điểm, ta tự đi cũng được. Chu An đột nhiên nhận ra một vấn đề rất quan trọng. Nhị thúc của mình này dường như cách suy nghĩ hơi khác với người bình thường. Giống như không có chuyện gì khiến anh ấy quan tâm nhiều. Nguyên nhân gây ra tình trạng này thường có 3 loại. Thứ nhất, môn phái của nhị thúc có thể mạnh hơn. Thứ hai, nhị thúc thực lực rất mạnh. Thứ ba, nhị thúc phản ứng chậm. Rõ ràng là điểm thứ ba chắc chắn phải loại trừ. Tự nhiên, chỉ còn lại điểm thứ nhất và thứ hai kết hợp. Nghĩ đến đây, Chu An lập tức có thêm tự tin. Trong mắt cũng có ánh sáng. Nơi nhị thúc ở rất hẻo lánh và đường núi xa xôi. Vậy để thần nhi đi cùng người nhé. Vừa xuống núi đã giết người. Giang hồ này thật là nguy hiểm. Thực lực yếu như vậy mà lại dám chọc giận thế lực môn phái, thật không nên. Không biết từ khi nào mình lại không sợ chết thế này. Anh ta định vị bản thân rất rõ ràng, chỉ là một tu sĩ bình thường, rút kiếm 99 năm và còn ở cảnh giới phản tà. Tay trái nhẹ nhàng vuốt vỏ kiếm Chu Tà, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay dường như nhắc nhở anh tất cả điều này đều là thật. Thuật rút kiếm chia làm 3 bước: ngự kiếm, thu kiếm, vận kiếm. Vận kiếm không phải vận thân kiếm mà là tâm kiếm. Khi bạn nắm chuôi kiếm đối mặt với kẻ địch, trái tim bạn sẽ nói cho bạn biết người trước mắt có thể bị bạn chém giết hay không. Ngay cả dũng khí rút kiếm cũng không có, dám vỗ mông bỏ đi. Rút kiếm chính là rút ra trái tim mình, để tâm kiếm của mình theo kiếm rút ra quét sạch tám phương. Còn về thu kiếm chính là có thể nắm được, buông được, có thể rút kiếm gây ra sát nghiệt thì phải có khả năng chịu đựng mọi thứ. Như khi thu kiếm, rút kiếm để giết, thu kiếm để hòa. Nhị gia, người thật sự quá giỏi.
hoàn toàn không thấy người ra tay. Ngay cả Lâm Long ở thông linh cảnh cũng không phải đối thủ của người. Phải không? Tôi cũng cảm thấy mình có thể hơi giỏi. Nghĩ ra, người chắc chắn đã đạt đến cảnh giới chân huyền trong truyền thuyết. Phải không? Hàm huyết cảnh, thoát thai cảnh, thông linh cảnh, chân huyền cảnh. Gần gần vậy. Người bây giờ sao cứ thích hỏi cảnh giới thế? Cảnh giới có quan trọng thế không? Tôi thấy trước đây nhà họ Chu cũng đông người. Giờ mọi người đi đâu hết rồi? Bây giờ Thanh Bình Thành chỉ còn cha và con. Nhị thúc và tam thúc vì việc kinh doanh của gia tộc đã đến Thanh Viễn Thành. Ở gần chúng ta thôi, cách khoảng 200 dặm. Con còn một anh trai đã đến môn phái tu luyện. 3 năm rồi chưa về. Anh cháu đến môn phái nào? Có phải tắp 500 không? Điều đó quá khó. Môn phái tắp 500 dù vỡ đầu cũng không vào được. Anh con đến môn phái chỉ là thế lực hạng 3, tên là Hoa Hưng Môn. Cũng phải tốn rất nhiều công sức mới vào được. Tắp 500 thôi mà, cũng chẳng có gì ghê gớm. Môn phái tắp 500, người thường không dám nghĩ tới. Ở trong đó, không chỉ có người của vương triều Hoa Hạ chúng ta, còn có nhiều thiên tài từ các vương triều khác. Nghe nói ai cũng rất xuất sắc. Và chỉ cần từ tắp 500 đi ra, đều có thể dễ dàng vào. Còn trừ Yêu Ti và Khu Tà Nha thì sao? Trừ Yêu Ti và Khu Tà Nha là gì vậy? Nhị gia, người không biết sao? Những năm qua tôi luôn ở trên núi, hoàn toàn không biết gì về thế lực dưới núi. Trừ Yêu Ti và Khu Tà Nha, ở vương triều Hoa Hạ và các vương triều khác đều có thành lập thế lực. Chỉ cần có thể vào được những thế lực này, phúc lợi đãi ngộ đều rất tốt. Không chỉ mỗi tháng có nhiều đồ ăn vặt, còn có đan dược và công pháp quý hiếm. Nghe nói càng giết nhiều, phần thưởng nhận được càng hậu hĩnh. Công pháp sư tôn lão già đó, ngay cả cách bay lượn trên không cũng không dạy. Ở mặt này của thực là thiếu sót nhiều. Nhiều năm như vậy, cũng chưa thể vào được thoát thai cảnh. Những đồ ăn vặt trong nhận chứa đồ này, có lẽ cũng chưa chắc đã đủ. Không thể cả đời thực sự là kẻ vô dụng được. Ít nhất cũng phải thử xem công đức lâm, cũng xem thứ huyết linh của mình là cái gì. Trừ Yêu Ti chủ yếu phụ trách săn bắt yêu thú gây họa khắp nơi. Khu Tà Nha truyền rằng tồn tại chuyên để trừ tà. Bây giờ nạn yêu quái có nghiêm trọng không? Còn tà ma là cái gì vậy? Anh ta chỉ nhớ khi mình rời đi năm đó, không dám nói thiên hạ thái bình, nhưng cũng gần như không thấy yêu thú. Nhị gia, người ẩn cư tu luyện trăm năm, không để ý thế sự, không biết chuyện xảy ra bên ngoài cũng là điều không tránh khỏi. Rất nhanh Chu Du đã hiểu ra. Hóa ra ngay năm thứ 9 sau khi anh rời đi, thiên hạ nổi lên nạn yêu quái, đặc biệt là ở vùng biên cương, yêu thú càng hoành hành, số lượng thành trấn bị phá hủy không kể xiết. Trừ Yêu Ti và Khu Tà Nha cũng vì thế mà được thành lập, dùng hình thức thường để khích lệ tích cực trừ yêu. Còn về tà ma, Chu Thần cũng không biết gì, chỉ nói có thể là một loại dị loại ngẫu nhiên xâm nhập vào. Tháng trước, nghe nói cách chúng ta 500 dặm về phía nam gần thành Tần Dương cũng xuất hiện yêu quái, không biết có ảnh hưởng đến chỗ chúng ta không. Chuyện bao vây thành à? Qua mô tả, Chu Du mới biết hiện tại kinh thành của vương triều Hoa Hạ nằm ở khu vực trung tâm của vương triều. Cách bố trí như vậy rất đơn giản, đợi cả thiên hạ chết hết mới đến lượt họ. Nhưng bây giờ nhị gia đã trở về, nhà họ Chu chắc chắn sẽ bình an vô sự. Sau một thời gian ngắn ở cùng, đối với vị nhị gia trong truyền thuyết này, bây giờ anh ta không chỉ sùng bái mà còn tin tưởng tuyệt đối. Hi hi, nếu cậu biết tôi ở cảnh giới phàm huyết mà vẫn dám có sự tự tin này, tôi gọi cậu là nhị gia cũng được. Yêu yêu quái. Chu Trường sợ hãi đến mất hết vẻ đẹp, mắt đầy sợ hãi. Đã nghe nhiều về chuyện yêu thú, nhưng Thanh Bình Thành không phải ở ngoài cùng. Hôm nay là lần đầu tiên cô ấy thấy. Chu Du lặng lẽ nhìn con sói khổng lồ màu máu, cũng không biết có phải do ảnh hưởng của lão già sư tôn kia không. Anh ta rất khó cảm thấy sợ hãi, hoặc có lẽ là mất tích khiến anh ta đã có được tâm kiếm. Con sói khổng lồ màu máu hướng về phía Chu Du, trong đôi mắt đỏ ngầu hiện lên vẻ tham lam. Bản năng của yêu thú khiến nó nhận ra huyết mạch của người này rất thuần khiết, thịt rất ngon. Đó là sự biến đổi chất lượng do vô số đan dược tích tụ lại. Người đàn ông này không còn là người nữa, mà là một cây thuốc quý. Nếu ăn một miếng, chắc chắn có thể tiết kiệm trăm năm khổ tu. Chạy mau, đây là tà ảnh lang yêu thú hạng 3. An Nhiên cẩn thận. À, Chu Du nhìn đầu sói, suy nghĩ một lúc với vẻ mặt nghiêm túc, tay trái chạm vào đầu sói, vẫn chưa chết hẳn. Tia máu cuối cùng bay ra, bị anh ta hấp thu. Đáng tiếc không phải hạng 6. Chu Du hơi tiếc nuối, yêu thú hạng 6 mới có yêu đan. Yêu đan này không chỉ có thể tinh luyện, mà còn có tác dụng luyện cốt đoạn cân bì. Nhớ lại những năm qua, sư tôn gần như mỗi năm đều cho anh ta dùng một lần. Bây giờ rời xa sư tôn, nhiều việc phải tự lo liệu. Chu Thần mắt sáng rực, như nhìn một vị thần. Anh ấy thật phi phàm, như núi ngọc sụp đổ trước mắt mà sắc mặt không đổi. Mỗi lần ra tay đều như trong mơ, rõ ràng mới gặp chưa đầy một ngày, nhưng cảm thấy an toàn tràn trề. Dường như chỉ cần ở bên người đàn ông này, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ tiếc anh ấy là nhị gia của mình, hoàn toàn không thấy người đàn ông đó ra tay. Chẳng lẽ là cô gái kia? Cô ấy giả vờ sợ hãi, thực ra là một cao thủ tuyệt thế không tầm thường. Nếu không làm sao có thể một kiếm chém chết tà ảnh lang yêu thú hạng 3. Đa tạ cô nương đã cứu mạng, tại hạ lộ nhân gia khắc cốt ghi tâm. Không, không có gì đâu. Thực ra em chẳng làm gì cả. Có biết nấu ăn không? Chân sói này chắc ngon lắm.
Anh ta lại đói rồi, bây giờ anh ta đang ăn để bù đắp. Muốn ăn hết những món ngon mà trăm năm qua chưa bị ra, em làm ngay đây. Công tử tuần tú này thật là kiêu ngạo phóng túng. Người khác lo giết sói, anh ta thì tốt, chỉ lo ăn sói. Cô nương khoan đã, tại hạ biết một chút cách nướng, để tôi làm thay vậy. Chưa từng thấy kẻ dày mặt vô sỉ như vậy. Nhị gia, người tỉnh rồi. Quả nhiên là công tử nhà giàu. Nhưng cách xưng hô này hơi kỳ lạ. Hoặc là gọi nhị công tử, hoặc gọi nhị thiếu gia. Cái nhị gia này là sao vậy? Nướng xong chưa? Có thể ăn được rồi, chỉ là bây giờ hơi nóng. Thơm thật. Cô nương sao phải khổ thế? Gì cơ? Cô nương tài năng xuất chúng, nhưng lại phải ủy khuất hầu hạ kẻ như vậy. Chẳng lẽ không thể lãng phí tài năng sao? Không thấy vậy, em thấy được hầu hạ nhị gia là một chuyện rất may mắn. Thật không dám giấu, tại hạ là đệ tử của môn phái cách đây 300 dặm. Nếu cô nương muốn, tại hạ sẵn lòng giới thiệu cho cô. Với thực lực của cô, chắc chắn có thể là một vị trưởng lão khách mời. Hóa ra Lộ huynh là đệ tử của môn phái. Thất kính, thất kính. Nghe vậy, Lộ nhân gia lập tức cảm thấy có nhiều tự tin hơn. Quả thật khi đi ra ngoài, sự hỗ trợ vô hình của môn phái là không thể bỏ qua. Cô nương còn trẻ như vậy, đã có tu vi như thế, tương lai chắc chắn là nhân tài không tầm thường. Hai người đang nói gì vậy? Sao vậy nhị gia? Không ngon sao? Giữa thăm cha mẹ và chân sói, tôi lại chọn chân sói. Thật là đứa con bất hiếu. Vậy chúng ta mau đi thôi. Khi họ lên xe ngựa, Lộ nhân gia nhìn quanh, trong lòng cũng âm thầm lo sợ. Cảnh sư huynh bị ăn, dường như vẫn còn lờn vờn trước mắt. Đêm nay nếu muốn sống sót, e rằng cần phải đi nhờ xe, tìm kiếm sự che chở của cô gái này. Chu cô nương, tại hạ có thể đi cùng không? Nhị gia, người thấy sao? Được thôi, đều được cả, nơi chúng ta đến cũng không xa. Vậy cùng đi nhé. Hi hi. Xa rời sự ồn ào của thế tục, vẻ đẹp tĩnh lặng tự nhiên. Viện dưỡng lão Bích Thủy Sơn Trang, không tệ, làm khá tốt đấy. Này, anh kia sao chưa đi? Tại hạ có việc quan trọng cần bàn với Chu cô nương, cần cô ấy cho câu trả lời. Bàn chuyện gì vậy? Nhị gia, anh ấy nói có thể cho em làm trưởng lão khách mời của môn phái, nhưng thực lực em thấp kém, làm sao có năng lực đó? Cô nương quá khiêm tốn rồi. Tài năng của cô, tại hạ đã thấy tận mắt. Nhớ lại cảnh tà ảnh lang bị chém giết trong trước mắt, đến giờ vẫn còn khá choáng ngợp. Nếu nhân vật như vậy vì tôi mà gia nhập Diệu Quang môn, thì địa vị của tôi e là cũng sẽ tăng theo. Biết đâu ngay cả trưởng môn cũng sẽ để ý đến tôi. Từ đó cặp kè với mỹ nữ giàu có, bước lên đỉnh cao cuộc đời. Nếu cô có ý định đó, tự quyết định là được. Cô ấy hơi mạnh mẽ, xuất thân bình thường, sao đột nhiên lại có tư cách trở thành trưởng lão khách mời của Diệu Quang môn chứ? Thực sự không hiểu nổi. Cô nương đừng vội từ chối, tôi sẽ ở đầu làng này. Nếu cô có ý nghĩ gì, cứ báo cho tôi bất cứ lúc nào. Tạm vượt qua đêm này đã. Khoảng cách gần như vậy, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, tôi hét lên một tiếng cứu mạng. Chẳng lẽ cô chủ tốt bụng này lại không quản sao? Vậy để xe ngựa đó cho anh làm chỗ ở tạm nhé. Ông cố, bà cố, mau xem cháu đưa ai đến này. Thật sự đã chia cách quá lâu rồi, lâu đến nỗi đã hoàn toàn xa lạ với nhau. Anh ấy rời đi khi 19 tuổi, lúc đó anh cả cũng mới vào học. Một đi là cả trăm năm trôi qua. Có thể đoàn tụ vào lúc này, mọi người đều cảm thấy như trong mơ. Còn đi nữa không? Không đi nữa, những năm qua vất vả cho ông rồi. Cháu sẽ bù đắp cho ông. Ông nghe nói cháu kiên quyết hủy hôn. Ông nội, ông biết nhanh vậy à? Khi trời còn chưa tối, đã nhận được thư bồ câu của cha cháu. Tên Lâm Tiết đó rất xấu xa, cháu không muốn lấy hắn. Cha cháu cũng nói không rõ ràng, chỉ nói rắc rối đã được giải quyết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Thần lập tức hứng khởi, kể lại những chuyện xảy ra ban ngày một cách mơ hồ. Những lời này khiến Chu Triều ngạc nhiên đến há hốc mồm, cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả lão già Lâm Long cũng chết rồi. Anh cả, về điểm này em hơi xin lỗi. Em cũng không biết tại sao thấy ông ta như vậy nên đã ra tay. Tuy Lâm Long là người của Mãnh Hổ Môn, nhưng Mãnh Hổ Môn chưa chắc đã coi trọng ông ta. Nhưng vấn đề lại nằm ở phu nhân Lâm. Người phụ nữ này khi còn trẻ vốn là một tiểu thư kiêu ngạo phóng túng, thêm vào đó có hai người anh em là trưởng lão của Mãnh Hổ Môn, càng không ai dám làm gì bà ta. Bây giờ xảy ra chuyện này, bà ta khó mà bỏ qua. Em trai, em có ý kiến gì không? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đến lúc đó tính tiếp thôi. Cần gì phải tiêu hao nội lực bây giờ? Quả nhiên cường giả thực sự là như vậy. Đối với những chuyện thế tục này, hoàn toàn không coi ra gì. Anh xem, em vẫn coi em như người bình thường. Lần này về em cũng không mang theo gì nhiều. Anh cả, anh dùng tạm đi. Rèn sắt còn cần tự thân phải cứng. Thực lực bản thân mạnh lên, đáng tin cậy hơn bất cứ thứ gì. Đồ ăn vặt thượng phẩm. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là hàng giả? Tuy sư tôn lão già này không đáng tin, nhưng cũng không cần chuẩn bị hàng giả cho tôi chứ. Chu Thần ngạc nhiên,
Ấn tượng của cô ta về đồ ăn vặt là khi mới bắt đầu tu luyện Vọng Thất Tuyệt, ông nội đã tốn 10.000 lượng vàng, còn phải năn nỉ ôi mới kiếm được một miếng đồ ăn vặt trung phẩm. Nhưng bây giờ ngay trước mặt cô ta lại bày ra một đống đồ ăn vặt thượng phẩm một cách tùy ý. Em trai à, em thật sự dọa chết người đấy. Có gì ghê gớm đâu, nhớ lại mỗi ngày tu luyện đều tiêu hao hơn 5 miếng. Chưa kể những linh đan rượu dược kia và yêu đan của yêu thú cấp 6 trở lên. Chỉ là những lời này thực sự không dám nói ra. Nghĩ lại đã tiêu hao bao nhiêu tài nguyên tu luyện, vẫn chỉ là một kẻ phàm huyết cảnh. Tiểu Trần, cháu lấy một miếng để tu luyện đi. Em trai, những cái còn lại em cứ giữ lấy đi. Anh đã già rồi, quá lãng phí. Anh cả, anh khách sáo quá rồi. Em không thiếu mấy thứ này đâu, thật không cần anh đâu. Bây giờ anh còn trẻ, tương lai vô hạn, anh già cỗi rồi. Anh xem, em hoàn toàn không thiếu nó. Chu Triều thở gấp. Không được, thực sự không được. Cú sốc này quá lớn. Cảm giác như mình sắp chết vậy. Ông sống cả đời này, chưa từng thấy môn phái nào sở hữu nhiều đồ ăn vặt thượng phẩm như vậy. Trời ơi, nhị gia, ngươi có quá nhiều rồi. Nhiều đồ ăn vặt thượng phẩm thế này, e rằng một số môn phái nhỏ cũng không có được. Em trai à, anh thực sự bó tay rồi. Anh cũng biết em có ý tốt, nhưng hai viên linh thạch thượng phẩm đã đủ cho con bé dùng một thời gian dài rồi. Hơn nữa, người không tội lỗi mang châu báu là có tội. Sau này em tuyệt đối không được phô trương như vậy nữa. Đan dược phụ mẫu khắp huyết này anh cũng có, đều là thứ em ăn hàng ngày. Ông nội, sao vậy ạ? Em gọi cái này là khí huyết đan. Chẳng phải là khí huyết đan sao? Đây là cực phẩm đấy, là khí huyết đan của linh đan các. Thật không cần phải ngạc nhiên đến thế. Cái này cho anh, sư tôn bảo đây là thứ tốt, có lẽ đối với anh sẽ có lợi ích rất lớn. Chai này cho cháu, cái này có tác dụng lớn hơn với phụ nữ. Lục vị địa hoàng hoàn nửa tiên cấp trong truyền thuyết, kim ngân linh huyền đan. Thấy vậy Chu Du đành phải im lặng, cũng không lấy thêm bất cứ thứ gì. Vạn nhất anh cả bị dọa chết, mình thực sự sẽ cảm thấy có lỗi. Chu Triều, những linh đan rượu dược mà mình không dám mơ tới trước mắt. Chìm vào suy nghĩ, nếu có lục vị địa hoàng hoàn, có lẽ mình thực sự có thể bước vào thông linh cảnh, hoàn thành giấc mơ nhiều năm. Còn về cha mẹ, thực sự không có cách nào, chỉ có thể dùng khí huyết đan để tiếp tục duy trì mạng. Em trai, kế hoạch sắp tới của em là gì? Cố gắng tu luyện, em cũng không nghĩ ra việc gì khác để làm. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Hiện tại có cô gái nào ưng ý không? Hi hi, chuyên tâm tu luyện, không có thời gian tiếp xúc. Đó là không có thời gian sao? Đó là thực sự không có cơ hội. Quỷ mới biết cuộc sống của anh ta đơn điệu đến mức nào. Sống với một ông già trên đỉnh núi, ngay cả tay trái tay phải cũng không dám dùng. Làm sao giải quyết xuân tình? Chỉ có rút kiếm. Mỗi khi mùa xuân đến, tốc độ rút kiếm của anh ta sẽ nhanh hơn rất nhiều. Được rồi, em đã hơn 100 tuổi rồi, không thể trì hoãn thêm nữa. Đợi ngày mai anh sẽ nói với Chu An, bảo nó tìm cho em một cô gái tuổi tác tương đương, cũng để thỏa lòng mong mỏi của cha mẹ. Sau khi tâm trạng Chu Triều hoàn toàn bình tĩnh, ông đã làm một phân phối đơn giản. Chu Thần tạm thời lấy 2 miếng, dù sao tuổi trẻ chính là vốn liếng. Để Chu Thần mang 1 miếng cho con trai Chu Ân, mình giữ 1 miếng, nhưng cái còn lại thì nói gì cũng không thể nhận. Cảm ơn nhị gia. Vậy tối nay mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Bây giờ anh ta chỉ muốn gấp rút nâng cao thực lực. Ngày xưa cuộc sống trên núi rất bình yên, giờ xuống núi cảm thấy khắp nơi đều là rắc rối. Thêm vào đó là yêu quái mà Chu Thần nói, anh ta cảm thấy mình phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh mới có thể chăm sóc cha mẹ, chăm sóc nhà họ Chu. Thảo nào nói em trai thực lực mạnh, đó hoàn toàn là kết quả của nỗ lực. Lúc nào cũng nghĩ đến tu luyện. Nếu các cháu muốn tu luyện thì cứ đi đi, đừng quản ta. Khi ta ở trên núi, thường ngồi ngoài chơi cả đêm. Trời ơi, vừa rồi là tiếng gì vậy? Chẳng lẽ Tuyết Ảnh Lang lại đuổi theo? Dù sao sói cũng là loài yêu thú sống theo bầy đàn. Chẳng lẽ ta thực sự tư chất kém cỏi? Trang cô nương à? Ồ, tiếng đó nghe như thế nào nhỉ? Tên này không phải đã để ý Chu Thần chứ? Nhị gia, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không sao, ngoài kia có một con sói xám. Sói không phải là Huyết Ảnh Lang đấy chứ? Hình như tôi nghe thấy có người gọi tên tôi. Huyết Ảnh Lang thực sự bị Ngư Đại Lực hại chết. Ở bên cạnh anh ta hàng ngày, thật sự không có chút cảm giác nguy hiểm nào. Nhanh lên gọi anh cả. Ông nội đã uống đan dược, đang tập trung đột phá. Dù sao có nhị gia ở đây, chỉ là một con sói nhỏ thôi, có gì đáng sợ đâu. Không đáng sợ thì tôi không được sợ à? Nhị gia, chúng ta phải nhanh lên kẻo có người chết mất. Mạng người khác là mạng. Mạng của nhị gia tôi không phải là mạng à? Nghiệt xúc, dừng tay. Tiểu huynh đệ, cậu không sao chứ? Còn có thể chiến đấu cùng tôi không? Chu cô nương, cô đến rồi. Nhanh lên, giúp một tay đi. 3 vị quỷ tử cũng vội vã quay đầu nhìn cảnh tượng. Rất ngạc nhiên, họ cũng cảm thấy tình hình không ổn.
nên mới vội vàng chạy đến. Sau đó thì đánh nhau. Dù sao người và yêu thú cũng chỉ có vậy thôi. Ý thức lãnh thổ lúc này phát huy đến cực điểm. Họ đều ở trình độ gần thoát thai cảnh 8-9 tầng trời. Trong thế tục có được tu vi này đã là không tệ rồi. Chỉ có hai người ở phàm huyết cảnh. Đây là viện binh mà cậu nói sao? Đêm nay chúng ta chắc chắn sẽ trở thành thức ăn của những con ảnh lang này. Mọi người hãy phấn chấn lên. Xe ngựa của tôi, ngựa của tôi. Các người đánh nhau thì cứ đánh, phá hoại tài sản thì không đúng rồi. Nói về con ngựa này, suốt dọc đường tận tụy làm việc, chưa từng nói một câu không hài lòng. Chu Thần mặt trắng bệch, nhưng trong lòng lại nổi lên cảm giác chính nghĩa. Nhưng bây giờ cô ấy cũng rất hối hận. Từ khi nhận được đan dược, cô ấy cứ ngắm nghía mãi. Chỉ tại viên tinh anh linh tuyển đan đó quá đẹp, hoàn toàn không nỡ ăn. Biết vậy đã ăn trước rồi. Biết đâu còn có thể tăng thêm vài cảnh giới. Nhưng chúng ta không sợ, còn có nhị gia ở đây. Ai cho cô ta can đảm vậy? Con bé này gan thật. Thôi được, giết động vật thì không chịu nổi. Đừng lại gần tôi. Xong rồi, chú cô nương mau cứu tôi. Tại sao không cứu người hâm mộ trước? Hồ đồ quá, cái gì mà nho đó chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Chú cô nương oai hùng quá. Chu Thần thấy nhị gia ngay sau lưng mình, lập tức tự tin tăng cao, can đảm bùng nổ. Cô ấy chưa bao giờ có cảm giác an toàn như vậy. Chu cô nương bá đạo quá, chu cô nương oai hùng quá. Chém nó đi, cô nương cẩn thận. Công tử tuấn tú này thật là giỏi. Một kẻ ở phàm huyết cảnh mà lại có sức chiến đấu nghịch thiên như vậy. Huyết ảnh lang hạng tư này lại có thể bị chém chết bằng một kiếm, ánh kiếm lúc nãy. Hóa ra, tất cả là do tên công tử không đáng tin này gây ra sao? Anh ta mạnh quá. Có vẻ trước đây tôi đã hiểu lầm anh ta. Này, ai đó tháo hết chân sói ra. Thịt rất chắc, rất ngon. Tay nghề nướng của cậu cũng không tệ. Anh cả, tay em gãy rồi. Gãy rồi à? Yếu thì luyện nhiều vào. Anh cái gì anh? Anh có ý kiến à? Đồ công tử mặt dày. Việc bẩn thỉu nặng nhọc đều do tôi làm. Chọc tức cậu ấm này, tôi sẽ đầu độc anh. Không độc chết anh không để yên đâu. Ồ, ánh mắt ngạo mạn vậy là thái độ gì đấy? Dù sao tôi cũng đã cứu mạng cậu. Chỉ tại bản thân thực lực không đủ, vẫn nên nhịn đi thôi. Độ công tử, có lẽ nhị gia thực sự đói rồi. Anh có thể kiềm chế một chút không? Được thôi, vết thương nhỏ này không là gì. Tôi sẽ đi nướng ngay. Lúc nãy cậu không nói tay bị gãy sao? Giờ thì tốt rồi. Trời ơi, cái mà sư tôn nói là gì nhỉ? Liếm chó, đúng rồi, liếm chó. Sư tôn lão gia đó cũng là một con chó liếm to. Cái gì mà lộ nhân gia? Tôi tên là lộ nhân gia. Lộ nhân gia là cái quái gì lộ nhân gia? Được rồi, lộ nhân gia. Nướng xong nhớ gọi tôi. Tên khốn này, gặp phải anh ta thật là tám đời xui xẻo. Chu cô nương. Các cô là người nhà họ Chu à? Vâng, ông nội tôi là Chu Triều. Cô là cháu gái của Chu Triều à? Vậy vị này chắc là nhị gia nhà họ Chu phải không? Đó là nhị gia của tôi. Của nhiên danh bất hư truyền. Nhị gia nhà họ Chu quả là nhân tài trẻ tuổi. Đã qua hơn 100 năm mà vẫn giữ được vẻ trẻ trung. Nhưng đứa nhóc nhà chúng tôi không thể so được với anh. Thật may mắn, đa tạ anh rất nhiều. Nếu không mấy cái mạng già của chúng tôi đã bỏ mạng ở đây rồi. Vết thương của các vị không sao chứ? Tác giả còn chưa ngừng viết mà. Chết không nổi đâu. Không ngờ yêu quái đã đến được nơi này của chúng ta rồi. Sợ là sau này sẽ không được yên ổn nữa. Không khác nhất định sẽ đến tận nhà cảm ơn. Hai vị xin cáo từ. Anh còn ổn không? Không sao, chỉ là tay bị gãy thôi. Máu trên người anh ta chảy không ngừng. Làm sao gọi là không sao được. Cảm giác mạng nhỏ này rất không xong rồi. Chu Thần rất lo anh ta thực sự sẽ chết ở đây. Anh vẫn nên về với tôi chữa thương trước đi. Vậy những cái chân sói này để ngày mai thu dọn nhé. Ngài ấy cũng không nói nhất định phải ăn ngay bây giờ. Chỉ là sợ ngài ấy không vui. Lúc đó lại quở trách cô đấy. Nhị gia rất tốt. Chỉ là hơi tham ăn thôi. Chu cô nương, nhị gia của cô mạnh như vậy. Sao không nói với tôi sớm? Anh cũng đâu có cho tôi cơ hội nói. May là không chọc giận anh ấy. Cô có thể giới thiệu tôi được không? Để nhị gia của cô làm trưởng lão khách mời của Diệu Quang Môn. Điều này tôi cũng không chắc. Nếu các người đều gia nhập môn phái, mượn thế lực của môn phái, cũng có thể nâng cao thực lực của gia tộc các người mà. Đó là Diệu Quang Môn đấy. Là môn phái mà bao nhiêu người chen lấn muốn vào. Tôi sẽ tìm cơ hội nói lại ngài ấy. Đến lúc đó hãy nói tiếp. Mới có một ngày mà đã gặp bao nhiêu rắc rối. Của nhiên vẫn không yên tĩnh bằng trên núi. Trên núi ngày nào cũng rút kiếm. Tuy rất nhàm chán, nhưng ngày nào cũng giết chóc cũng không phải chuyện thú vị. Này, quên hỏi cậu. Hôm đó cậu và người bị ăn kia đi làm gì? Khảo sát tình hình xung quanh. Cũng chỉ là xem có yêu thú nào xâm nhập vào khu vực vòng 16 không. Kết quả các người cũng biết rồi. Vận may không tốt lắm. Vòng 16, vòng 5, vòng 6 ở đâu? Nhị gia, vòng 5, vòng 6 là ở Kinh Thành. Còn xa lắm. Vậy bên môn phái của các anh thực ra đã biết hết rồi. Đúng không? Lúc đó chúng tôi có hơn chục nhóm xuống núi. Tuy tôi không quay về, nhưng những người khác chắc chắn đã truyền tin tức tương ứng về rồi. Vậy Diệu Quang Môn sẽ có quan điểm như thế nào về chuyện này? Có cử người bảo vệ các thành phố lân cận không? Tôi không biết. Địa vị tôi quá thấp. Bên trên sẽ quyết định thế nào tôi cũng không rõ.
Anh cả, tay tôi đang chảy máu. Nhanh đi băng bó đi, xem ra người thân vẫn chỉ có thể tự mình bảo vệ thôi. Sáng sớm hôm sau, Chu Du đã dẫn Chu Thần lên đường. Lộ Nhân Gia cũng chuẩn bị rời đi, tại hạ chuẩn bị về Sơn Môn báo cáo. Bất kể kết quả thế nào, tôi nhất định sẽ đến nhà họ Chu ở Thanh Bình Thành tìm các vị. Ngoài ra Chu cô nương, đề nghị của tôi cũng xin cô nhớ chuyển lời. Việc này tôi cũng sẽ báo cáo lên trưởng lão. Lộ công tử, nhị gia của tôi, sao mới gặp nhau chưa được bao lâu mà đã lưu luyến thế? Đi sai hướng rồi. Ô, cháu dẫn đường đi. Cái này một đầu, hai đầu, tổng cộng 35 đầu. Đúng là một lũ huyết ảnh đã lẻn vào. Hai đứa còn không mau rời đi. Lão lục độc thân 99 năm, nhưng lần đầu tiên đi xem mắt, lại phát hiện đối tượng hẹn hò là một bà lão 80 tuổi. Anh ta nên đối phó thế nào? Cái này một đầu, hai đầu, tổng cộng 35 đầu. Tập tính của loài yêu thú sống theo bầy đàn của nhiên như vậy. Bất kể đi đâu tiến hóa cũng đều theo từng đàn. Nhị gia, con sợ, hai người còn không mau rời đi. Một nụ hôn môi không ai nếm thử, một cú đá chết huyết ảnh lang. Nhị gia có vẻ bị thương rồi. Đi thôi, tôi đói rồi. Nhanh về nhà ăn cơm thôi. Đừng lại gần, nguy hiểm. Kiếm pháp nhanh quá. Người này ra kiếm nhanh đến mức, thực lực mạnh đến nỗi mấy chục con huyết lang này đều có thể chém giết trong chớp mắt. Nhưng cảnh giới chỉ là phàm huyết cảnh tầm thường, thế nhưng kiếm pháp lại đạt đến đỉnh cao tạo cực. Ngay cả một số cao thủ tôi biết cũng không bằng 1/10 của anh ta. Đa tạ hai vị đã ra tay cứu giúp. Thấy chuyện bất bình, rút đao tường trợ. Đây đều là những gì người tu hành chúng ta nên làm. Chỉ riêng sự giác ngộ này của các vị đã hơn những kẻ chỉ biết lập công gấp 10 gấp trăm lần. Nếu hai vị không chê, tại hạ Lý Oánh Cơ muốn kết giao với các vị. Hai vị có muốn gia nhập Trừ Yêu Ti của chúng tôi không? Để góp một phần sức lực cho thiên hạ bách tính. Trừ Yêu Ti, nhị gia. Trừ Yêu Ti là cái quái gì? Trừ Yêu Ti, hóa ra Lý cô nương là người của Trừ Yêu Ti. Lý Mộ tài hèn, nếu các vị muốn, tại hạ có thể làm người giới thiệu. Bên cô có công pháp nhẹ thân gì không? Tất nhiên tốt nhất là công pháp để bay. Công pháp, xin rong tôi hỏi xả. Yo, hoàn xin sổ chi la, thỉnh quê đa ba. Bú quê, chứ sử dụng trận trận mải đa 2 sổ Huawei Mate 40 Pro. Bị xin chi, phiền y là 1900 đô. Sửng xa lại đa chén, tôi nâng dạy mải đa chấu xế lạ. Dây chinh hảo đô rần dạy yung trận trận. Sì à, trận trận sư gà quan phong y 2 sổ bình thái. Mày thái sổ chi, tôi kinh qua công trình sư chuyển miên kiểm nghiệm. Bị ngoài miên đa 2 sổ trận quê. Sau miên đa bình bản y thỉnh hóa sơn đa. Thuy chinh y trận trận. Dẫn tôi vào Trừ Yêu Ti nhất định sẽ xem thử. Chỉ cần gia nhập Trừ Yêu Ti của chúng tôi sẽ được hưởng tất cả phúc lợi của vương triều. Nhưng tôi nghe nói có vẻ chỉ có môn phái tắt 500 mới đủ tư cách gia nhập Trừ Yêu Ti. Chúng tôi chỉ là con cháu gia tộc thế tục, sợ là sẽ kéo chân các vị. Công tử sao phải tự coi thường mình. Trừ Yêu Ti cần chính là người có dũng có mưu, thực lực mạnh mẽ. Dù sao những thế lực môn phái đó đều chỉ muốn rút đầu trốn phía sau. Còn Trừ Yêu Ti phúc lợi tốt, điều đó cũng có cái giá của nó. Phải xông pha ở tuyến đâu? Chỉ riêng lòng dũng cảm và kiếm pháp vừa rồi của anh, đệ tử tắt 500 chưa chắc đã hơn được anh. Tôi tin rằng nếu có sự gia nhập của hai vị, chắc chắn có thể cứu được nhiều người hơn. Hai người từ lời nói của Lý Oánh Cơ hiểu được tình hình hiện tại. Các thành phố ngoài vòng 17 gần như đều thất thủ, trở thành thức ăn cho yêu thú. Hiện nay, vòng 17 đã bùng nổ toàn diện, cuộc chiến lớn giữa người và yêu thú. Một khi xảy ra sơ suất, tin rằng không bao lâu nữa, chiến tranh sẽ lan đến vòng 16. Vị trí tôi canh gác lần này, xuất hiện một huyết lang vương cấp 6. Chính vì con huyết lang này, khiến nhiều đồng đội của tôi chết thảm, cũng khiến phòng tuyến xuất hiện kẽ hở, để đám huyết ảnh lang này lẹn vào. Vì vậy tôi mới đuổi theo đến đây. Huyết lang vương cấp 6, yêu đan, yêu thú cấp 6 trở lên mới có yêu đan. Theo kinh nghiệm giao chiến với sói những ngày qua, sói sẽ không chặn được thật rút kiếm của tôi, chỉ chọn cách đối đầu trực diện. Xoay quanh điểm này, huyết lang vương cấp 6 chưa chắc đã chặn được. Chỉ cần nó không chặn, dù cảnh giới hiện tại của tôi cũng có khả năng chém giết được nó. Nói về tốc độ rút kiếm, tôi vẫn có chút tự tin. Cô nương, nếu tôi có thể giết được huyết lang vương, có thể đổi lấy một bước pháp bay từ Trừ Yêu Ti không? Ha ha ha, ý gì đây? Chẳng lẽ tôi vừa giết bấy nhiêu huyết ảnh lang vẫn chưa đủ chứng minh năng lực sao? Nếu anh có thể giết được huyết lang vương, tôi gả cho anh cũng được. Cái này thì không cần, tôi chỉ muốn công pháp thôi. Lý cô nương bị thương không nhẹ, vừa hay nơi này cách Thanh Bình Thành không xa, hay cùng đến đó nghỉ ngơi vài ngày. Nhà tôi cũng có một số đan dược chữa thương, vậy xin đa tạ. Dưỡng thương xong, tôi còn phải nhanh chóng trở lại chiến trường. Trong thời gian ngắn ngủi, Chu Thần và Lý Oánh Cơ trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng qua cuộc đối thoại giữa Lý Oánh Cơ và Chu Thần, Chu Du càng nhận ra tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào. Nhị thúc, không ngờ người về nhanh vậy. Lần này đi gặp một số chuyện, nên phải về sớm. Cha đã gửi thư bổ câu cho con. Cháu đã biết chuyện cha đề cập lúc đó. Con cũng đã liên lạc một hai nơi. Nhị thúc, khi nào người có thời gian gặp gỡ? Gặp gì? Đối tượng xem mắt. Cha bảo con chọn cho người một cô gái tuổi tác tương đương. Hôm qua con đã mất nửa ngày mới tìm được cho người đấy. Thôi bỏ đi. Nhị thúc, con đã nói với người ta rồi.
Dù có hợp ý người hay không, người cũng nể mặt gặp một lần đi. Dù sao cũng chỉ là gặp mặt, cũng không phải đính hôn ngay, phải không à? Gặp mặt xem mắt. Chu Du cảm thấy rất hoang đường, nhưng đã sắp xếp rồi thì cũng nên gặp một lần chứ. Sao cháu còn gấp hơn cả ta, không đi bầu bạn với Lý Oảnh Cơ à? Dù sao cũng là nhị nương tương lai, để con giúp ngài xem xét nào. Nghe ngươi nói vậy, ta cũng có chút mong đợi. Không biết là tiểu thư danh giá nào, cha có con mắt rất tinh. Người cứ yên tâm đi, hi hi. Ồ ra là vậy, tôi nghe nói có người trước khi xem mắt sẽ để cha mẹ, người lớn tuổi xem qua diện mạo của chàng trai trước, thử xem tính cách thế nào, nếu không, thậm chí không được gặp mặt cô gái. Hóa ra là có ý như vậy. Không có lý đấy. Nhị thúc, đây là bà Hứa. Hồi trẻ được gọi là đóa hoa thanh bình, con đã phải năn nỉ là mới mời được bà ấy đến. Tiểu Anna, nhị thúc cháu đâu rồi? Ta sao không thấy đâu cả? Bà Hứa, đây chính là nhị thúc con đây ạ. Trông còn trẻ quá. Nhị thúc con tu luyện có đạo, đương nhiên trẻ hơn người thường vài. Bà thấy có hài lòng không ạ? Bà cẩn thận đừng ngã. Hay là ngồi xuống nói chuyện đi ạ. Ôi, bà già này đã đến tuổi này rồi, đáng lẽ không nên làm phiền nữa. Nếu không phải cháu thành tâm thì chắc chắn không làm việc này đâu. Khoan đã, tôi hơi lẫn. Vậy là tôi gặp bà trước rồi mới được gặp con gái hoặc cháu gái của bà phải không? Nhị thúc, người nói gì vậy? Miễn là hai vị đồng ý, những người trẻ tuổi đó làm sao dám nói không chứ? Sao lại vội vàng thế? Nhị thúc, hai vị đức cao vọng trọng, các người quyết định thì tự nhiên là xong. Còn về xính lễ cưới hỏi, cháu tất nhiên sẽ lo liệu chu toàn cho người. Vậy bà Hứa, bà có hài lòng không? Hài lòng, rất hài lòng. Nhị thúc, nếu người hài lòng, vậy chuyện này cứ thế mà định đi. Cháu sẽ đi chuẩn bị xính lễ, giấy hôn thú ngay. Tôi còn chưa thấy người ta, tôi hài lòng cái gì? Nhị thúc đừng đùa cháu nữa. Người không phải đã thấy rồi sao? Tính ra tuổi tác, bà Hứa còn trẻ hơn người 20 tuổi đấy. Rất hợp lý. Đúng là phụ nữ 88 tuổi, lấy về át phát tài. Cái gì? Đối tượng xem mắt của nhị gia lại là bà Hứa sao? Dù mắt có mù cũng không đến nỗi làm bừa như vậy chứ. Diện mạo của nhị thúc, nói 20 tuổi còn là nói già đấy. Tiểu Anna, ta nghe thấy có cái gì rơi xuống đất rồi. Nhị thúc, bây giờ người không thể nói không đồng ý được. Cháu đã tốn bao công sức mới cầu xin được mối lương duyên này. Nếu không phải nhìn mặt nhà họ Chu chúng ta, còn có chút tiền đồ, người ta còn không thèm đến đây. Dừng lại, dừng lại, chuyện này dừng ở đây thôi. Ta hơi thất vọng về cháu, thậm chí có thể nói là rất và cực kỳ thất vọng. Đây đâu phải xem mắt, rõ ràng là đi chăm sóc người già đến cuối đời. Nhị thúc, người ta nói vợ trẻ chồng già mà. Huống hồ bà ấy còn trẻ hơn người 20 tuổi. Ta không đồng ý. Hôm nay dù ông bà nội có ở đây, ta cũng không đồng ý. Không đồng ý, cậu còn chê già này nữa. Được lắm, cái nhà họ Chu này dám làm nhục già này như vậy. Bà Hứa, bà đừng nóng. Ta, đóa hoa thanh bình, không chịu nổi tên cuồng đồ này làm nhục như vậy. Từ nay hai nhà Hứa Chu cắt đứt quan hệ. Bà ơi, cháu tiễn bà. Nhị thúc, sao người lại làm vậy chứ? Đây là mối lương duyên tốt biết bao. Bà Hứa cũng chẳng còn mấy năm nữa. Nếu không phải cháu chịu cầu xin, bà ấy chắc chắn không ra khỏi cửa đâu. Chỉ cần cưới bà ấy, sau này người sẽ là người có địa vị cao nhất nhà họ Hứa. Cháu nghiêm túc đấy à? Sau khi cha gửi thư bồ câu, cháu đã tốn bao công sức lo liệu cho người. Suy đi tính lại, chỉ có bà Hứa mời xứng với người, lại còn cùng lứa tuổi nữa. Nhưng giờ người lại làm vậy thôi. Cháu thực sự không biết phải làm sao nữa. Vậy cháu đừng làm gì cả. Xem kia, toàn chuyện nhảm nhí. Đúng là nói tìm một người phụ nữ cùng lứa tuổi mà. Chẳng lẽ nhị thúc lại muốn già mà ham của lạ? Muốn tìm một cô gái đôi tám đang xuân. Nếu thực sự như vậy thì chẳng phải hơi già mà không đứng đắn sao? Cha gặp chuyện rồi. Nghe nói lão thái thái họ Lâm đã về Thanh Bình Thành. Cái nhà họ Chu không biết sống chết. Giết chồng ta, giết con cưng của ta, còn giết cháu trai yêu của ta. Chẳng lẽ chúng đã quên ở Thanh Bình Thành này, rốt cuộc ai là người làm chủ? Mỗi ngày đều đối mặt với một cái cây, đứng hàng giờ liền. Mọi người đều tưởng anh ta đang ngẩn người, nhưng anh ta đã luyện rút kiếm vạn lần. Chỉ vì tốc độ tay quá nhanh, người thường hoàn toàn không thể nhìn thấy. Đệ tử của Ngưu Đại Lực này thật sự chỉ là một kẻ phế vật ở cảnh giới phàm huyết sao? Quá kỳ lạ. Trăm năm trước xuống núi mang theo một đứa trẻ về, giờ xuống núi lại tệ hại như vậy. Ta thực sự không hiểu nổi. Chẳng lẽ lão già đó cố tình làm vẻ bí ẩn, lừa gạt chủ nhân? Không nghĩ nhiều nữa, lão già Ngưu Đại Lực đã giết nhiều đồng tộc của chúng ta như vậy, cũng đến lúc cho lão nếm trải nỗi đau mất người thân rồi. Không được, chủ nhân, chỉ nên giám sát thôi, không được tự ý ra tay. Dù sao lão Ngưu Đại Lực cũng rất sâu cạn, có lẽ tên nhóc này có bí mật mà chúng ta không nhìn thấu. Hơn nữa, với năng lực của Ngưu Đại Lực, dù thực sự là một kẻ vô dụng,
trăm năm cũng có thể đào tạo thành một cường giả không tồi. Không thể đến giờ vẫn chỉ là phàm huyết cảnh. Tôi rất nghi ngờ thể chất của tên nhóc này có điều kỳ lạ. Vì vậy, điều chúng ta cần làm bây giờ là tiếp tục giám sát hắn, cho đến khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Mẹ ơi, anh cả bị nhà họ Chu hại. Cháu trai lớn cũng gặp nạn. Ba phải vì nhà họ Lâm chúng ta làm chủ. Người này chính là Lâm Dũng, nhị phòng của nhà em trai ruột của Lâm Long. Lão Thái Thái là cao thủ thông linh cảnh thứ hai sau Lâm Long. Sau khi Lâm Long linh đồng chết, nhà họ Lâm không còn ai dám ra tay nữa. Dù sao một kẻ có thể giết được cường giả thông linh cảnh, chắc chắn là tồn tại họ không thể chọc vào. Cái nhà họ Chu không biết sống chết. Giết chồng ta, giết con cưng, còn giết cháu trai yêu của ta. Chẳng lẽ chúng đã quên ở Thanh Bình Thành này ai mới là người làm chủ? Mẹ à, Dượng đã được thông báo chưa? Lần này nhà họ Chu chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước tiên lấy cớ hủy hôn, từ đó bày mưu giết người, hãm hại nhà họ Lâm ta. Chúng ta không thể không đề phòng. Một lũ hạ đẳng, thật sự coi mình là nhân vật gì? Ngươi hãy truyền lệnh đi canh gác tất cả các cổng thành. Tất cả người nhà họ Chu chỉ được vào không được ra. Đợi ngày mai em trai ta đến, nhất định khiến chúng gà chó không tha. Sáng sớm hôm sau, Chu Du tỉnh dậy từ trạng thái tu luyện. Đêm nay lại tiêu hao 5 miếng đồ ăn vật thượng phẩm, nhưng cảnh giới vẫn hoàn hảo dừng lại ở phản huyết cảnh. Ngũ trọng thiên, ta có lẽ thuộc loại đại khí tinh thành. Đợi ta có ngày nổi danh một phen, nhất định phải làm cho con mắt chó của Ngư Đại Lực sáng lóa. Có người muốn ra tay với ta? Từ khi Chu Du có kiếm tâm, chỉ cần là cảm giác bất lợi với anh ta đều sẽ bị phát hiện trực tiếp, trong đó rõ rệt nhất chính là ác ý. Như ta, một người hiền lành chất phác thế này mà đã bị nhắm đến nhanh như vậy. Chu Du chậm rãi bước ra ngoài, nhìn về một con hẻm. Anh ta mơ hồ cảm nhận được ác ý đến từ sâu trong con hẻm đó. Trong tình huống có nhiều lớp tường làm bình phong mà vẫn có thể phát ra ác ý với ta, xem ra không đơn giản. Chắc chắn có bí pháp gì đó luôn theo dõi từng cử động của ta. Nhưng đi được một đoạn, cảm giác đó dường như đột nhiên biến mất. Chu Du suy nghĩ một lúc rồi trực tiếp quay về nhà. Tên nhóc này của Nhiên có vấn đề, nhanh chóng phát hiện ra chúng ta như vậy cũng chưa chắc. Tôi thấy tên nhóc này ngoài ăn thì chỉ biết ăn, hoàn toàn không giống một cao thủ. Các ngươi đang tìm ta phải không? Các ngươi là ai? Ai phái các ngươi đến? Ngươi làm sao tìm được chúng ta? Chỉ đơn giản là đi thẳng từ phía sau đến thôi. Tên nhóc này đi thẳng đến mà chúng ta không hề phát hiện, chỉ đơn giản như vậy thôi à? Chứ còn sao nữa? Muốn chết. Không ổn, chạy mau. Chu Du ngồi xuống kiểm tra kỹ lưỡng, hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Đây là thứ quái gì vậy? Theo cảm giác chạm vào, hoàn toàn không phải sinh vật. Trong khoảnh khắc đó, ta chắc chắn đã chém đứt thân thể chúng, nhưng vậy mà vẫn có thể trốn thoát sao? Khi Chu Du lại mở rộng cảm giác thù địch đó cũng hoàn toàn biến mất. Hơi giống như ẩn thân, nhưng lại không hoàn toàn giống. Chẳng lẽ là cái gọi là tà ma mà Tiểu Trần nói? Ta vừa mới xuống núi, cũng chưa có thủ án gì. Nhà họ Lâm, đúng rồi, chắc vẫn liên quan đến nhà họ Lâm. Chắc chắn là vì ta đã giết Lâm Long, nên bây giờ họ cực kỳ cẩn thận, thậm chí còn tìm viện trợ từ bên ngoài. Không có hồi kết, chỉ vì Chu Thần hủy hôn với tên khốn đó mà phải gây chuyện lớn như vậy. Xem ra mãnh hổ môn không thể để yên. Thôi, đợi chúng xuất hiện, tập trung giải quyết hết luôn. Nhị gia, chào buổi sáng. Sao cháu đột phá đến thoát thai cảnh rồi? Vâng ạ. Nhị gia, viên đan dược người cho quá mạnh. Cháu vốn chỉ ở phàm tiết cảnh tam trọng thiên, uống một viên kim ngân linh huyền đan này trực tiếp giúp cháu đột phá luôn. Gì cơ? Sao ta nhiều như vậy mà chẳng có tác dụng gì? Thì ra thực sự có tác dụng. Ta cứ tưởng sư tôn lão già đó nói khoác. Không sao, có tác dụng là tốt rồi. Ta có rất nhiều đan dược, cho cháu thêm một viên lục vị địa hoàng hoàn. Cháu vài ngày nữa hãy uống. Chẳng lẽ một viên lục vị địa hoàng hoàn cũng giúp cậu ta đột phá lên thông linh cảnh? Nếu thực sự như vậy, tại sao trời lại bất công với ta như thế? Quá bất công. Cảm ơn nhị gia, đều là người nhà cả, có gì mà phải cảm ơn? À, nhà họ Chu chúng ta có những công pháp nào? Chỉ có vong khí quyết thôi ạ, kèm theo một bộ vân tiêu kiếm pháp. Có kiếm pháp thì có, nhưng chắc nhị gia không thèm đâu. Nghe cha nói, công pháp này chính là do sư tôn người để lại năm xưa. Đương nhiên rồi, đồ của lão già sư tôn đó ta đương nhiên không thèm. Nhị gia, có lẽ người nhà họ Lâm đến rồi. Cái cổng này đứng đây tốt tốt, sao cứ phải phá hoại đi phá hoại lại? Nhị thúc, Chu Triều đâu? Bảo lão già đó ra đây chịu chết. Lão thái thái họ Lâm, chuyện trước đây không phải nhà họ Chu chúng tôi chủ động khiêu khích. Cha, tất cả người nhà họ Chu lập tức tập hợp ra đây chịu chết. Ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết hiện nay yêu quái hoành hành, cầm đánh nhau quy mô lớn sao? Ông đây là trưởng lão ngoại môn mãnh hổ môn Bao Tinh. Còn ngươi là ai? Ta là Lý Oánh Cơ của Trừ Yêu Ti. Ta khuyên người lập tức rút lui. Có bản lĩnh đó, sao không đi giết vài con yêu thú? Mọi người đều nhìn về phía Lý Oánh Cơ. Trừ Yêu Ti họ nghe nhiều, nhưng hôm nay mới thực sự gặp lần đầu. Trừ Yêu Ti, ha ha ha. Ngươi tưởng cái danh xưng đó có thể dọa được ông đây à?
Ngược lại là ngươi, là thành viên của trừ yêu ti, không đi tiền tuyến săn yêu thú, lại đến can thiệp vào chuyện giữa các gia tộc, chẳng phải quá buồn cười sao? Nếu ông đây báo cáo lên trừ yêu ti, e rằng qua đêm cũng khó giữ nổi thân. Ngươi còn muốn động thủ? Ngươi cũng chỉ là thông linh cảnh thôi. Ông đây là chân huyền cảnh đấy. Trừ yêu ti có quy định riêng của họ, ban đầu thành lập chỉ để đối phó với yêu quái. Chuyện thế tục này anh ta thực sự không can thiệp được. Tiểu cậu, nói nhiều với chúng làm gì? Nhanh chóng chém hết chúng cho chó ăn đi. Ngươi còn một người anh phải không? Sao hắn không đến diệt nhà họ Chu các ngươi? Cần gì anh cả ta phải ra tay? Một mình ta là đủ rồi. Nhưng tên nhóc ngươi cũng có vài phần can dạ đấy. Chỉ ở phàm huyết cảnh mà dám đứng trước mặt ta như vậy. Hắn không đến thì phiền phức rồi. Định một mẻ lưới bắt hết, triệt để giải quyết chuyện này. Nhưng giờ một người không đến, chắc chắn sẽ còn là mối họa. Tiểu tử, những kẻ như ngươi, ông đây không biết đã giết bao nhiêu đứa rồi. Theo ta thì lẽ ra phải diệt trừ nhà họ Chu các ngươi từ lâu rồi. Chỉ là tên em rể vô dụng của ta, cứ muốn tìm hiểu rõ lịch sử phát tài của nhà họ Chu các ngươi. Còn nói nhà họ Chu các ngươi có một lão nhị gì đó đã tu tiên thành tiên, thật là buồn cười. Ha ha ha. Hi hi, nhân tiện nói luôn, tôi chính là lão nhị đó. Ra là ngươi muốn chết. Quả nhiên là cao thủ chân huyền cảnh, đừng nói là một kẻ phản huyết, ngay cả cao thủ thông linh cảnh trước mặt hắn có lẽ cũng khó chống đỡ nổi ba chiêu. Ha ha ha. Sao, tên nhóc người sợ hãi rồi phải không? Người già không ra mặt, lại cho người trẻ ra đối phó phải không? Vậy thì trước hết chém ngươi, rồi sau đó chặt từng người còn lại thành từng mảnh cho chó ăn. Người sẽ chết đấy, mau chạy đi. Tuy ta rất yếu, nhưng có vẻ ngươi còn yếu hơn. Ngươi rất ngạo mạn, nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp phải ta rồi. Đây là một món bảo khí thượng phẩm đấy, vậy mà lại gãy như thế. Lại là kiếm pháp đáng sợ đó. Cây cao hút gió, gió tất sẽ thổi đổ. Một thiên tài trẻ tuổi như vậy, nếu phía sau không có thế lực mạnh mẽ bảo vệ, một khi bị lộ, kết cục thường chỉ có thể là cái chết. Vốn không muốn giết chóc nhưng giang hồ đã sớm khiến thân bất do kỷ. Ra là người muốn chết. Ha ha. Tuy ta rất yếu, nhưng có vẻ ngươi còn yếu hơn. Ngươi rất ngạo mạn, nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi gặp phải ta rồi. Ăn. Ăn. Đây là một món bảo khí thượng phẩm đấy, vậy mà lại gãy như thế. Thì ra những truyền thuyết về nhà họ Chu đều là thật. Đã như vậy rồi, tại sao nhà họ Lâm nhờ viện trợ bên ngoài vẫn chưa ra tay? Thôi vậy, sống trong cuộc đời đục ngầu này, rắc rối ở khắp nơi. Nhưng nếu làm người quá sợ rắc rối, thì rắc rối sẽ không dứt cho đến khi chết, không bao giờ yên. Mau chạy đi. Nhà họ Lâm uy tín lừng lẫy ở Thanh Bình Thành này, cứ vậy mà kết thúc hoàn toàn rồi. Kiếm pháp mạnh quá, hoàn toàn không thấy anh ta ra tay. Tôi về ngủ trước đây, chuyện sau này cậu sắp xếp người xử lý đi. Vâng, nhị gia. Sư tôn à, thực sự con có chút nhớ người. Vẫn là những ngày ở cùng người không lo không nghĩ. Nói thật, sao lần này lão già đó lại để lại lệnh bài cho ta? Chẳng lẽ lão già đó không muốn canh giữ Trấn Ngọc Quan nữa, muốn ta đến đó ngồi tù? Không được, ta không muốn làm vật thế tội đâu. Chết cũng phải chết ở bên ngoài. Cái chữ yêu ti mà cô nương này nói có lẽ là một lựa chọn không tồi. Vào đó lấy được công pháp bay, thiếu gia ta lên trời có đường, xuống đất có lối. Ta còn sợ gì hắn bắt ta về? Đợi nhà họ Chu hưng thịnh, ta sẽ cưới vài ba thê thiếp, sống cuộc sống hạnh phúc nhỏ bé của mình. Chẳng phải sung sướng hơn đến Trấn Dụ Quan sao? Tư duy mở rộng, cục diện tự nhiên cũng mở rộng. Chu Du chỉ cảm thấy như được khai sáng, toàn thân nhẹ nhõm. Sáng sớm hôm sau, Chu Du liền tìm đến Lý Ảnh Cơ. Cô nương Lý, tôi đã suy nghĩ cả đêm. Hiện nay yêu quái hoành hành, là một thành viên của Vương Triều Hòa Hạ. Tôi nghĩ nên làm tròn trách nhiệm của mình. Có thể giới thiệu chúng tôi vào trừ yêu ti đó không? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Vâng, muốn góp một phần sức lực cho bách tính thiên hạ. Thật tốt quá. Nhưng cảnh giới và thân phận của chúng tôi, cứ yên tâm, trong ti tôi còn có chút quan hệ. Điểm này hoàn toàn không thành vấn đề. Nhị thúc ơi. Những người vừa đi, phía mãnh hổ môn đó, cứ theo lời thoại ta đã dặn cháu mà nói là được. Hơn nữa, Thanh Bình Thành ở vòng 16, chúng ta chỉ đến vòng 17 thôi. Cách không xa, Chu An gần như muốn khóc. Gọi là không xa sao? Dù không xa cũng phải 300 dặm chứ. Tiền bối cứ yên tâm đi. Chỉ cần họ và trừ yêu ti của chúng tôi, dù là mãnh hổ môn muốn động đến các vị, cũng phải cân nhắc kỹ. Cha à, cha cứ nói theo lời nhị gia dặn đi. Một tháng sau, ta sẽ về. Chu An đành bất lực gật đầu, nhìn đồ ăn vặt thượng phẩm nhị thúc để lại đêm qua và ông kê bạch phụng hoàng. Có vẻ phải nhanh chóng nâng cao thực lực trước khi anh cả bao tâm đến, nếu không e rằng cơ hội chạy trốn cũng không có. Ngay khi họ vừa rời đi, lộ nhân gia của Diệu Quang Môn cũng vội vàng chạy đến. Công tử có việc gì? Đang tìm ai? Xin hỏi đây có phải nhà của cô Chu Thần không?
Mấy ngày trước được nhà họ Chu ra tay nghĩa hiệp, cứu mạng tại hạ. Ồ, vậy anh không tìm nhầm chỗ đâu. Nhưng tiểu Trần họ đã ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi sao? Có biết khi nào về không? Họ mới đến tiền tuyến trừ yêu ti không lâu. Nói có lẽ phải một tháng sau mới về được. Tiền tuyến, cái này, công tử có việc gì? Lần này tôi đến là muốn báo cho cô Chu. Biết rằng trong vòng 16 hiện tại vẫn tương đối yên ổn. Những yêu thú gặp trước đây, có lẽ chỉ là đột phá phòng tuyến, lọt vào một cách ngẫu nhiên. Cảm ơn công tử đã đến chuyển lời. Dùng đan dược để chữa thương hiệu quả tốt hơn. Những gì anh có thể nghĩ ra, anh nghĩ chúng tôi không nghĩ đến sao? Dược thảo tuy công hiệu bình thường, nhưng ưu điểm là có thể nấu ngay lập tức. Thử hỏi một luyện đan sư, một ngày có thể luyện được bao nhiêu đan dược, mà khi thực sự giao chiến, mỗi ngày tiêu hao bao nhiêu? Không có đủ dự trữ. Chuyện này hoàn toàn không thực tế. Tôi cũng nghe nói luyện đan sư rất hiếm. Thành công là một phần, tiếp theo là thời gian tiêu hao, nhiều người không chịu nổi. Các người ra ngoài nên không rõ tình hình tiền tuyến. Diệp Thành chỉ là một cửa ra vào, nhưng bất kể ở đâu, đều phải nhớ, tuyệt đối không được để lộ đan dược trên người. Tại sao phải che giấu? Dễ bị cướp giết. Vì vậy, gia nhập trừ yêu ti cũng là góp chút công cho thiên hạ. Nhưng những người này sau nhiều năm chém giết, ai nấy đều tâm độc thủ ác, không phải người tốt như các ngươi tưởng tượng đâu. Nghe vậy, ánh mắt Chu Du quét qua hai bên, thấy một số người cố ý vô tình liếc nhìn ba người họ. So với những người khác, Chu Du bọn họ chính là người mới đến. Người mới thường có một đặc điểm, đó là trên người sẽ mang theo đan dược chưa kịp tiêu hao và nhiều tài nguyên quý giá. Chu Du cảm nhận được từng ánh mắt như mặt trời thiêu đốt rơi xuống sau lưng mình, cảm giác đó giống như bị bầy sói vây quanh. Tôi đã nghĩ quá đơn giản về trừ yêu ti rồi. Đây hoàn toàn chỉ là một đám cùng sát tàn bạo tụ tập lại với nhau. Họ vì bản thân rất khó có được tài nguyên tu luyện nên mới hưởng ứng lời kêu gọi của vương triều Hoa Hạ, gia nhập trừ yêu ti, đừng rời xa tôi nhé. Lão Niết, Vạn Cát à, việc bên đó xử lý thế nào rồi? Đều đã giải quyết xong. Hôm nay tôi đặc biệt giới thiệu hai người, một người thoát thai cảnh, một người phàm huyết cảnh. Điều này không đúng quy tắc. Những người như vậy lên chiến trường sống không quá một canh giờ đâu. Bảo họ mau về đi, đừng đến đây tự sát. Lão Niết, tôi nói chuyện riêng với ông một chút được không? Hoàn toàn chắc chắn. Nếu không, dưới sự vây công của hàng chục con huyết ảnh, với tình trạng của tôi lúc đó, tuyệt đối không thể sống sót trở về. Nghe cô nói vậy thì cũng có chút thú vị. Nhưng tư chất của hai người này quả thực rất bình thường. Tuy nhiên vị công tử trẻ tuổi này dường như có một cảm giác khác biệt. Thôi, hãy quan sát thêm đã. Các người đã suy nghĩ kỹ chưa? Săn bắt yêu thú không phải trò đùa đâu. Một khi ra khỏi thành, muốn hối hận có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Đã suy nghĩ kỹ rồi, vậy được, theo ta đến đây. Nhỏ một giọt máu của các ngươi lên trên này, tuyệt đối đừng làm mất. Đây liên quan đến công lao tương lai của các ngươi. Còn cách sử dụng thế nào, Lý Oánh Cơ sẽ từ từ nói cho các ngươi biết. Khi Chu Du rạch ngón tay, để lại một vệt máu trên lệnh bài trừ yêu, ánh sáng màu đó, chẳng lẽ điều này không thể nào? Hàm huyết cảnh tuyệt đối không thể, là một kẻ có huyết mạch cao quý. Người này quả thực có điều kỳ lạ. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Cần đăng ký tên tuổi gì sao? Trước khi các ngươi trở thành trừ yêu sư thực sự, bổn ti không cần biết tên tuổi của bất kỳ ai trong các ngươi, nên tiện thể nhắc nhở các ngươi một chút. Nếu có người cầm lệnh bài trừ yêu của các ngươi, cũng có thể đổi lấy điểm công lao. Chẳng phải là đang xúi dục mọi người tàn sát lẫn nhau sao? Xúi dục thì không đến mức đó, nên nói là đôi khi lòng người còn độc hơn cả yêu thú. Hoàn toàn có thể hiểu được. Lệnh bài trừ yêu có khắc trận pháp nhiếp hồn, máu của các ngươi có thể kích hoạt trận pháp bên trong. Từ nay về sau, mỗi khi giết một con yêu thú, lệnh bài trừ yêu sẽ hút lấy linh hồn yêu thú vào trong. Như vậy mỗi lần về thành có thể nộp lên để đổi lấy điểm công lao, và điểm công lao cũng sẽ được ghi lại trong lệnh bài trừ yêu. Các ngươi đều nhớ kỹ, tuyệt đối đừng làm mất. Vì khi có 100 điểm công lao, có thể đổi lấy một món bảo khí rồi. Vậy còn linh khí cực phẩm thì sao? 50.000 điểm công lao đổi được một món. 50.000 điểm công lao đến năm nào tháng nào mới có được? Nếu ở trong môn phái, dù ngươi có cố gắng đến đâu cũng không có cơ hội đâu. Ít nhất vương triều Hoa Hạ đã cho ngươi cơ hội này. Nhìn theo cách này thì sư tôn lão già đó mới đủ rộng lượng. Yêu thú cấp 1 là 1 điểm công lao, cấp 2 là 5 điểm, cấp 3 là 10 điểm, cấp 4 là 30 điểm, cấp 5 là 100 điểm, cấp 6 là 300 điểm, cấp 7 là 1.000 điểm, cấp 8 là 5.000 điểm, cấp 9 là 50.000 điểm. Nghĩa là chỉ cần giết một con cấp 9 là có thể đổi trực tiếp một món linh khí cực phẩm rồi. Ha ha ha. Tên này không phải bị mất trí rồi chứ? Cấp 9 là đại yêu thực sự đấy, có thể tùy ý biến hóa hình dạng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu người thường gặp phải thì chắc chắn phải chết. Vậy giết yêu thú cấp 1 phải giết đến 50.000 con, giết cấp 2 cũng cần 10.000 con. Cô Lý, đến giờ cô có bao nhiêu điểm công lao rồi? Tôi cũng chỉ mới có 800 thôi. Vũ khí này tôi dùng 300 điểm công lao đổi lấy, coi như là vớ được món hời. Những loại vũ khí hạng nặng như thế này ít người sử dụng. Nếu tôi chỉ muốn đổi một bộ công pháp bay lợi hại hơn, cần bao nhiêu điểm công lao? Cấp bậc của công pháp cũng được phân loại thành thiên địa huyền hoàng và thần cấp. Nghe nói vương triều Hoa Hạ cũng có công pháp thần cấp, nhưng yêu cầu cực kỳ khắt khe, nên tôi cũng không rõ. Hoàng cấp thì khoảng 5.000 điểm công lao.
huyền cấp thì phải trên 10.000 rồi. Địa cấp từ 30.000 trở lên. Thiên cấp tôi cũng không rõ. Kinh khủng vậy sao? Công pháp khác với vật ngoài. Thêm một người học là thêm một phần nguy cơ bị tiết lộ. Nhưng nếu anh chỉ cần công pháp bay, có lẽ sẽ rẻ hơn nhiều. Tên nhóc đó không đơn giản. Hắn có nhẫn chứa đồ. Đồ hiếm đấy. Cảnh giới phàm huyết mà có nhẫn chứa đồ rất không hợp lý. Nhẫn chứa đồ đâu phải ai cũng có được. Số lượng tản tu trong thiên hạ không chỉ hàng triệu, nhưng người có nhẫn chứa đồ có lẽ không quá 20 người. Ngay cả thế lực môn phái cũng chỉ có đại môn phái thực sự mới có, và chỉ người có địa vị cao mới được đeo. Nhưng hiện tại một kẻ phản huyết cảnh lại có nhẫn chứa đồ, còn đến tiền tuyến. Điều này rất không hợp lý và cực kỳ bất thường. Hắn có điểm kỳ lạ, có lẽ bề ngoài khác bên trong. Dù bề ngoài khác bên trong, phèn tuyết tịnh thì sao chứ? Khó nói ngươi lo lắng về thực lực có thể hắn đang giấu. Hắn rất nguy hiểm, cảm giác của ta là vậy. Nói cho ta biết ngươi sợ hãi đi. Ta sợ ngươi chết mà không biết mình chết thế nào. Có thể một đòn phục sinh, cũng có thể một đòn chết luôn. Tu tam bọn chúng đã nhắm đến đám người này rồi, nhưng rất xảo quyệt. Nếu ngươi cứ do dự mãi, có lẽ cả nước lèo cũng không hớt được. Ngươi nói bán tin tình báo này cho bọn chúng đáng giá bao nhiêu? Có lẽ đáng giá mạng già của ngươi. Rõ ràng là một thợ săn muốn dựa vào săn bắt yêu thú để kiếm chút yêu đan, nhưng vừa chuẩn bị ra khỏi thành lại phát hiện hóa ra mình đã sớm trở thành con mồi của kẻ khác. Vậy bây giờ chúng ta có phải đi ra ngoài luôn không? Cậu rất vội à? Đúng là rất vội. Anh ta cần yêu đan. Tu luyện trước đây vốn là như vậy, chỉ là những yêu đan đó đều do sư tôn cung cấp. Bây giờ xuống núi, những việc này chỉ có thể trông cậy vào bản thân. Lạ thật, sao cái khí tức đó lại xuất hiện nữa? Hôm đó để chúng trốn thoát, không ngờ hôm nay lại tự tìm đến. Nếu không phải viện trợ bên ngoài nhà họ Lâm thì đúng là nhắm vào tôi. Bình thường chúng tôi ra khỏi thành ít nhất cũng cần 6 người trở lên, số người quá ít, một khi hết sức sẽ rất bị động. Tuy nhiên, hiện tại vì không ai biết thực lực cụ thể của các bạn, phần lớn người ta không muốn đi cùng chúng ta, trừ những kẻ có ý đồ xấu. Người có thực lực không đi cùng vì sợ bị kéo chân, người đi cùng lại là kẻ muốn hại bạn. Trong tình huống này, tổ đội chắc chắn là khó cả hai đầu. Có lẽ sư tôn đuổi ta xuống núi lúc này chính là để xử lý những việc này. Thôi kệ đi, đợi tiểu gia công thành danh tại, ba thê bốn thiếp bên mình, còn quan tâm lão già đó làm gì nữa. Tôi đã hoàn toàn nắm rõ tình hình, không cần tìm người nữa. Chúng ta đã đủ rồi. Cậu tưởng là trẻ con chơi đùa à? Khu vực thất thủ thực sự rất nguy hiểm, một khi xảy ra chuyện sẽ hoàn toàn không có đường lui. Các người muốn ra khỏi thành, vừa hay chúng tôi cũng đang tập hợp nhân lực, sao không cùng nhau ra ngoài? Chúng tôi không cần, xin tránh đường. Đừng mà, cùng nhau làm bạn đi. Chư yêu diệt ma chẳng phải là việc tốt sao? Hơn nữa, Lý Oánh Cơ cô, đồng đội trước đây của cô vừa mới chết, chẳng lẽ không cần tuyển thêm người sao? Này nhóc, tiền tuyến không giống hậu phương đâu, thực sự rất nguy hiểm. Tôi tu tam tuy không có tài cán gì, nhưng cũng có vài anh em, mọi người hợp tác với nhau cũng là chăm sóc lẫn nhau. Các người là người mới mà. Không cần đâu, chúng tôi đã đủ người rồi. Tên nhóc này ngạo mạn quá, nhưng không có đồng đội càng tốt. Đợi các người ra khỏi thành xem ta làm gì ngươi. Vậy các người tự lo lấy nhé, tạm biệt. Nhị gia, con thấy tên tu tam đó muốn giúp chúng ta, đi cùng họ có lẽ cũng tốt phải không? Chu cô nương, cô không biết đâu, đám người đó không có tên nào tốt cả. Tôi nghe người ta nói riêng họ ít nhất đã hại chết hơn chục người mới đến tiền tuyến. Chúng ta phải hết sức cẩn thận mới được. Lo trước nghĩ sau không phải là tấm lòng tốt đâu. Ai không đi cùng chúng ta thì người đó là người tốt. Đơn giản vậy thôi, đạo lý gì vậy chứ? Tiểu Tĩnh nha, có vẻ sự việc trở nên thú vị rồi. Đừng bán tin tình báo của hắn nữa. Tên này xem ra không phải kẻ tầm thường. Người có thể sở hữu nhận chứa đồ, ít nhất phải có hậu thuẫn mạnh, không phải loại tán tu như chúng ta có thể chọc vào. Chúng ta lát nữa cũng theo dõi xem sao. Tạm thời quan sát tình hình đã. Này này này, sao cậu lỗ mãng thế? Quay lại ngay, tìm cách kiếm thêm vài người đã, như vậy mới an toàn có bảo đảm. Các cậu đều chưa có kinh nghiệm chiến đấu mà. Tiểu Trần à, chiến đấu bên ngoài phải tuân thủ một nguyên tắc, đó là không được tha cho kẻ có ác ý. Nhị gia, con nhớ rồi. Nếu ta quay đầu bỏ chạy, cháu nhớ đừng do dự chút nào, phải chạy nhanh hơn cả ta. Vâng, nhị gia. Tạm thời chỉ dặn dò nhiêu đó thôi, sau này nhớ ra gì sẽ nói tiếp với cháu. Này, các cậu đừng làm bừa. Thật đáng sợ quá, thật quá hoang đường. Tôi lại dẫn theo hai kẻ không biết sống chết đi tìm cái chết, hai người đợi tôi với. Lạ thật, người đâu mất rồi? Con mồi béo bở đến tay không thể để bay mất. Chẳng lẽ là con chim già đội lốt đơn lẻ? Không thể nào, tôi nhìn rõ mà. Chắc chắn là hai con gà mờ. Kẻ Lý Oánh Cơ đó cũng chỉ có chút quan hệ với Hoàng Bào Trừ Yêu Sư, nếu không cũng chẳng thèm để ý đến. Đừng đùa nữa, cả đời Diều Hâu lại bị Diều Hâu mổ mù mắt. Tôi sắp bị Diều Hâu chơi rồi. Thời buổi này chim già già trẻ cũng chẳng lạ, sao lại không tin tôi sau bao nhiêu phi vụ? Lần này lại không tin tôi nữa. Không phải vấn đề tin hay không tin nữa, mà là chỉ có mày tiếp cận được hai người đó. Mày còn nói gì về việc hắn có nhận chứa đồ? Cái thứ đó đâu phải người thường có được. Các anh nhớ nhé, tu tam ta vốn phát tài không quên anh em. Người có thể sở hữu nhận chứa đồ chắc chắn lai lịch rất lớn. Trong cái nhẫn đó chắc chắn có của cải mà chúng ta không tưởng tượng nổi. Phi vụ này nếu thành công,
anh em chúng ta có thể ẩn náu trên núi vài chục năm. Đợi qua cơn gió, còn cần phải liều mạng khắp nơi như bây giờ nữa không? Đưa đầu treo trên thắt lưng. Mọi người đều là những kẻ tâm ngoan thủ ác. Những năm qua, những tân binh rơi vào tay họ. Nam thì trực tiếp giết, nữ thì chơi đùa chán chê, rồi ném vào chỗ yêu thú tụ tập, bảo đảm phi tăng xóa dấu vết, không còn sót lại gì. Tu Sơn, tôi muốn xác nhận lại, cái đó thực sự là nhẫn chứa đâu à? Đúng vậy, thật hay giả thế, dù sao chúng ta đều chưa từng thấy mà. Anh em à, các anh biết nhân phẩm của Tu Tam tôi rồi đấy. Nếu các anh còn do dự về chuyện này, thì tôi cũng không ngại lộ danh tính một chút. Nói thật không chút khoa trương, 30 năm trước, tôi từng làm tạp dịch 3 tháng ở Hoa Hưng Môn, tấp 500 đại lục côn, đó là môn phải tấp 50 đấy. Trong thời gian làm tạp dịch đó, một lần tình cờ có cơ hội, những nhân vật lớn đi ngang qua tôi, trên tay một người trong số họ có chiếc nhẫn chứa đồ giống hệt con mồi béo bở kia, nên chỉ cần liếc mắt một cái, tôi có thể khẳng định trên tay con mồi béo bở đó chính là nhẫn chứa đồ thật. Nếu vậy thì người này chắc lai lịch rất lớn, e là không thể giết trực tiếp được. Đừng lo về hắn, chỉ là phàm huyết cảnh thôi mà. Phàm huyết cảnh trước mặt chúng ta chẳng khác gì đồ chơi. Anh em phải lanh lẹ lên, sắp phát tài rồi. Cẩn thận, có yêu thú. Phải tập trung chú ý, con sẽ chú ý. Nhị gia, con phải nhanh chóng tìm ra yêu thú mạnh hơn. Phải tìm ra đại yêu cấp 6 thậm chí cấp 9 mới được. Một canh giờ sau, ba người xuất hiện trên một ngọn đồi nhỏ. Một tòa cô thành sừng sững phía trước. Trên tường thành, bầy sói tru trong mưa, dày đặc một mảng. Đây có lẽ là nơi tụ tập của huyết ảnh lang. Có thể sói vương cũng ở đây. Nhị gia, chỉ là trong thành này ít nhất cũng có cả ngàn con huyết ảnh lang phải không? Cậu làm gì vậy? Khứu giác của sói rất nhạy, một khi đến gần, chỉ cần xuất hiện mùi người lạ sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Lại sao nữa? Thú vị, tên Tu Tam đó của Nhiên đã theo kịp. Gì cơ? Đám người này, nhóm Tu Tam đó đều gần đột phá lên chân huyền cảnh. Các người có nắm chắc không? Nếu rơi vào tay họ, e rằng chúng ta sẽ sống không bằng chết. Các người cứ ở đây đi, tôi đi dạo một chút. Đừng liều lĩnh, cô Lý, đừng lo, tin tưởng nhị ra đi. Hộ tán, nhìn kìa, là con cừu béo đó. Này tên béo, đứng yên đó cho tao. Rất nhanh, năm người nhanh chóng tản ra, bao vây Chu Du. Này nhóc, chẳng lẽ con mụ đàn ông đó không nói với mày rằng khi ra ngoài không được đi một mình à? Hình như có nói, nhưng tôi không nhớ. Ha ha, các người cười kiểu đó thì phải nói là trông rất giống kẻ xấu đấy. Này nhóc, nói đi, con mụ đàn ông và cô gái xinh đẹp kia đang ở đâu? Nói ra thì ta có thể cho mày chết nhanh hơn một chút. Giết cỏ tận gốc là nguyên tắc của bọn họ, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai biết chuyện này. Nếu không sớm muộn cũng sẽ điều tra ra bọn họ. Sao lại vô cớ thế này? Không cần phải đối xử với tôi một như vậy. Một bộ vô tội, đạo lý măng ngọc thì có tội mày không hiểu à? Ai đánh lén vậy? Là đàn ông thì đứng ra đi. Lão cẩu, ngươi ra tay à? Đùa gì vậy? Khoảng cách xa thế này, ngươi tưởng ta là thần à? Không phải là tiểu cầm ngươi tự ra tay, rồi lại muốn vu oan cho lão tử chứ? Tôi chẳng làm gì cả. Chẳng lẽ ngoài chúng ta còn có một nhóm người nữa? Không được thì rút lui thôi. Danh tính của người này không rõ, thực lực không rõ, sức chiến đấu không rõ. Ngươi cũng đừng có ý đồ xấu. Hãy xem họ thêm chút nữa. Nếu thực sự ra tay giết người, chúng ta sẽ cướp lại từ tay Tu Tam. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, điều này sẽ không tính vào đầu chúng ta. Hi hi, hắn là thông linh cảnh thất trọng thiên đấy. Sao lại chỉ một chiêu? Tôi còn chưa kịp nhìn rõ. Nhanh giết hắn đi. Giết xong rút ngay. Chán quá. Quỷ thần ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đã nói rồi mà, đừng tham lam, đừng không tin, chưa biết đằng sau ẩn giấu ai đâu. Ê rằng cả anh và tôi đều không thoát được đâu. Hai vị cũng đến à? Cái này, cái này, anh vừa nãy không phải còn ở, hắn lại có thể lặng lẽ xuất hiện sau lưng chúng ta. Nếu ra tay thì ê rằng chúng ta đã. Hai vị cũng đến để cướp bóc chúng tôi à? Tiểu huynh đệ, chúng tôi chỉ đến xem náo nhiệt thôi, tuyệt đối không có ý gì khác. Đưa những thứ có giá trị trên người ra đây. Cái gì? Sống lâu mới thấy hết chuyện đời, làm kẻ trộm cả đời lại còn bị người ta cướp. Dù các người không đến để giết tôi, chắc chắn cũng đến để kiếm lợi. Giao hết mọi thứ ra đây, tôi cho các người một cơ hội. Huynh đệ, cách làm của anh thế này là đang ép chúng tôi vào đường cùng đấy. Ai mà chẳng biết, ở tiền tuyến này, đan dược chính là mạng sống. Xin hỏi huynh đài, Tu Tam bọn họ là anh giết à? Không phải tôi, ha ha. Chẳng lẽ còn có thể là anh sao? Ha ha ha. Tiểu huynh đệ nói chuyện thật thú vị, lại còn thích đùa nữa chứ. Nhưng tôi lại thích người hay đùa. Chúng tôi không vui vẻ gì, đan dược cũng có thể chia cho anh một phần. Chuyện này cứ thế kết thúc đi. Sao được, đó đều là công lao của lão tử đổi lấy đấy. Đổ phá ra. Hai tên này lại đang tiến gần tôi, thật khiến người ta khó chịu. Cứ theo dõi tôi mãi. Nhưng tại sao lại theo dõi tôi chứ? Chẳng lẽ là kẻ thù của lão già sư tôn? Đúng rồi,
chắc chắn là tại Sư Tôn. Họ làm gì được Sư Tôn, nên tìm cách đến đây xử lý hắn. Ý hắn là gì vậy? Coi thường đan dược của chúng ta à? Chưa từng thấy loại dị loại này bao giờ. Có thể giết nhưng không thể nhục mạ. Tôi rất khó chịu. Chịu đựng không được. Ở đây cũng không xa thành phố thất thủ lắm. Tôi phải lèn vào, ăn trộm chút. Không về tay không, đó là nguyên tắc của tôi. Chuẩn bị một mình đọ sức với cả thành phố. Đối mặt với hàng ngàn hàng vạn yêu thú, lão lục này có thể vượt thoát không? Đây chính là thành phố thất thủ, có chút thú vị. Sói vương cấp 6 ơi, tôi đến đây tôi mẹ ơi. Hắn chán sống rồi à? Lại chuẩn bị một mình đi. Tên điên, nói thật đấy. Chỉ riêng lòng dũng cảm này của hắn, tôi có hơi thích tên nhóc này rồi đấy. Theo dõi hắn xem sao, biết đâu còn cứu được mạng nhỏ của hắn. Thầm thật, lại là thanh kiếm đó. Ánh sáng vừa rồi là gì vậy? Lần này tôi nhìn rất rõ, tên nhóc đó hoàn toàn không rút kiếm ra. Sao toàn là cao thủ cấp thấp vậy? Tốt lắm. May mà chúng ta không ra tay. Tôi nghe nói một số môn phái để đào tạo đệ tử sẽ cử người bảo vệ đi cùng, đưa họ ra ngoài trải nghiệm. Rõ ràng hắn đến đây để luyện gan. Dù sao tôi cũng không tin một kẻ phàm huyết cảnh có thể làm được đến mức này. Người bảo vệ ra tay nhanh nhẹn thế, ít nhất cũng là cường giả âm dương cảnh nhỉ. Đúng vậy, ít nhất cũng phải là âm dương cảnh, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Yêu thú này cổ thực rất nhiều. Sao cảm thấy tay mình bắt đầu hơi yếu đi nhỉ? Có vẻ vẫn luyện tập quá ít. Anh định làm gì? Chuyện này chúng ta đừng dính vào. Tôi chỉ muốn xem các đại môn phái này rốt cuộc đào tạo đệ tử thế nào. Thôi đi anh, chuyện này họ có để chúng ta xem đâu. Anh nhìn tên nhóc đó bình tĩnh thế nào là biết rồi. Hắn cả kiếm cũng không rút ra, chỉ thuần túy đến để luyện gan thôi. Anh không phải muốn ăn cắp gì đó sao? Tôi đi cùng anh. Đừng đùa, giờ tôi chẳng muốn ăn cắp. Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Ở đây quá nguy hiểm rồi.这苹果15 Pro也给你，这又让你破费了。没事，反正我也没花钱，这都是我在左下角领的。你看发货信息还在呢，真的假的？现在很多人都被外面的假福利游戏吓怕了，但左下角这个是我亲自验证过的，要是上线看不到领取界面，可以直接卸载。你看好多人都领到了。那我现在去还有吗？因为这次和左下角首次合作，所以特意准备了1万台华为Mate 60 Pro和苹果15 Pro，还有5000台iPad，挂挂机升级，喜欢哪个领哪个。升级难不难？这个游戏简单，可以自动挂机升级，再培养个首充里的孙悟空，升级还能更快。那快 教我怎么领啊？你认准我左下角的专属福利链接，3秒下载注册后，上线就能看到领取界面。链接在就是还有，想要的话赶紧充。行，我现在就去。 Nhìn kìa, hắn lại tiến lên rồi. Nghe tôi một lời khuyên, thật sự đừng dính vào chuyện này. Vạn nhất người bảo vệ của hắn không ưa chúng ta, một cái tát đánh chết luôn. Kêu oan cũng chẳng có chỗ. Tôi không phục. Không phục thì có ích gì? Đám người này chúng ta không thể trêu chọc, cũng không thể so sánh. Tôi đoán một viên đan dược họ dùng bình thường đã là thứ chúng ta không dám mơ tới. Nhưng cậu cứ đòi đến. Làm sao tôi biết được bên cạnh tên tân binh này lại có kẻ đáng sợ như vậy? Nếu tôi có thể ngửi thấy chút manh mối, dù cậu đánh chết tôi cũng không đến đây. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, Tạ Lang Vương. Đây chính là lục phẩm yêu quả, không giống bọn tiểu tốt kia. Tiểu Cảnh, tính sổ với ta đi. Cậu xin ngươi đừng đến gần nữa. Đó là lục phẩm yêu thú đấy, đừng nghĩ là còn cơ hội trốn thoát. Mau đi đi. Trời ơi, đây là sức mạnh của lục phẩm huyết ảnh mãng sao? Còn đáng sợ hơn tôi tưởng tượng nhiều. Toàn lực nghiêm túc bạt kiếm thuật. Tôi đã bảo ông dạy tôi nhiều hơn mà, cứ không chịu dạy. Ông xem, mới lục phẩm đã yếu ớt thế này rồi. Cứ thế này, sớm muộn gì tôi cũng chết ở bên ngoài. Lúc đó ông sẽ hài lòng chứ? Rồi xem là tôi phụng dưỡng ông lúc về già, hay ông phải tiến đưa tôi. Nếu chịu dạy thêm một chút, đâu đến nỗi thế này. Cậu ta đang nói chuyện với vị hộ đạo giả đó sao? Vị hộ đạo giả đó ở đâu vậy? Chúng ta xuống xem thử đi. Cái này, quá hoang dã rồi. Nước sống luôn mà không cần rửa sạch sao? Hai người có chuyện gì? Không có gì, không có gì. Chỉ là nghe thấy có động tĩnh bên này, tiện đường ghé qua xem. Công tử, gia sói này ngài còn muốn không? Không cần thì cho tôi. Vậy tôi lấy nhé. Thực ra tôi chỉ là kẻ nhặt rác thôi. Rốt cuộc ngươi là ai? Thông thường, ngươi đã có kẻ mạnh chống lưng, chẳng phải nên để kẻ mạnh ra tay giải quyết yêu quái này sao? Lẽ nào phải chờ đến lúc sinh linh đồ thán mới có thể thể hiện địa vị của các ngươi? Để sư tôn ra tay á? Lão già đó còn lời hơn tôi. Đấng nam nhi sinh ra trong trời đất, không nói đến chuyện vì dân thịnh mạnh, ít nhất cũng phải phù trợ chính nghĩa, cứu người trong cơn hoạn nạn. Còn đám người cao cao tại thượng này, lẽ nào thực sự không quan tâm đến sinh tử của thiên hạ? Dù là lãng phí thời gian vào việc rèn luyện đệ tử, cũng không muốn ra tay cứu vớt chúng sinh sao? Nói linh tinh gì vậy? Xin lỗi, tôi không hiểu. Đứa trẻ còn trẻ, thích nói bừa. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ mạnh như Trấn Thủ Sử. Đến lúc đó, tôi sẽ đạp dưới chân những môn phái vô dụng như các cả dưới gót chân ta. Trấn Thủ Sử ư? Cậu phải cố gắng nhiều đấy. Ngươi coi thường ta.
thân hình cậu không cao, chỉ khí lại cao, dù sao chỉ cần không chết, cậu chắc chắn có cơ hội trở thành chấn thủ sử. Nói thế này nhé, chỉ cần cậu có năng lực, đám lão già đó cầu được nhường vị trí cho cậu ngay. Bọn họ ngày nào cũng buồn chán, đứng trên vách núi chán đến mức muốn tự sát. Ngươi dám xúc phạm chấn thủ sử, mỗi vị chấn thủ sử đại nhân để giữ vững chấn vực quan đều đã đặt cược cả cuộc đời mình. Họ là những bậc cường giả vĩ đại nhất và vô tư nhất thiên hạ này. Tôi có xúc phạm gì đâu, họ xúc phạm tôi thì có. Tiểu Giang, đừng nói nữa. Công tử đừng để ý. Đàn ông mà, ngài biết đấy, mỗi tháng cũng có vài ngày không thoải mái. Không có gì đâu, nhưng này chàng trai, mục tiêu của cậu còn xa vời hơn tôi nhiều. Cố gắng nhiều vào nhé, tôi sẽ ủng hộ cậu đấy. Cuộc đời con người, nhìn một chút là qua thôi. May mà anh ta không so đo với cậu. Sao lại vô cớ chọc giận họ chứ? Chán sống rồi hả? Cậu có biết không, nếu anh ta thử một chút thôi, cậu sẽ chết ngay lập tức trong tay hộ đạo giả đó. Sau này không được như vậy nữa. Môn phái có cách làm của môn phái. Chúng ta là tu sĩ tán tu, lo được cho mình là tốt rồi. Họ chiếm nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, tại sao lại không ra sức? Rõ ràng nếu các môn phái tham chiến hết sức, chắc chắn có thể thay đổi tình thế hiện tại. Chỉ cần sống là được rồi. Nhiều chuyện dù cậu có hoài bão lớn đến đâu cũng không thể thay đổi được, trừ phi cậu thực sự có thể trở thành cường giả như chấn thủ sử. Tuy hy vọng rất mong manh, nhưng trong ba vị chấn thủ sử hiện nay có một vị xuất thân từ tán tu, nhưng cường giả như vậy từ xưa đến nay cũng chỉ xuất hiện có một người thôi. Hãy quay về thực tế đi, xem những thứ anh ta không quan tâm đối với chúng ta lại rất có ích. Tôi đột nhiên cảm thấy đi theo người này, chúng ta chỉ cần nhặt nhạnh cũng có thể phát tài. Lão cẩu, ngươi nói gì vậy? Năm xưa ta nhặt ngươi về nuôi lớn như vậy, ta nhặt nhạnh chút có sao đâu. Cả đời ta trang bị toàn dựa vào nhặt nhạnh. Phát tài rồi, phát tài. Đem mấy tấm da này về, chắc đổi được không ít điểm công lao. Lão cẩu, ta có thể thắng được hắn ngươi không? Ngươi cứ mơ đi. Đan dược hắn ăn có lẽ còn nhiều hơn ngươi từng thấy. Đừng nhìn hắn bây giờ cảnh giới thập phẩm, chừng quay đầu lại, trước mắt đã là âm dương tận. Đám người này coi trọng tích lũy dày, phát triển mỏng. Một tiếng vang kinh người, nhưng có được đợt điểm công lao này, hai ông cháu ta có thể tiến gần đến cảnh giới tiểu nhất vạn. Lần này có thể đổi cho ngươi thêm một bộ huyền cơ công pháp thần ảnh thuật. Lão cẩu, đừng mãi mong đợi những người đó làm cứu thế chủ của chúng ta. Dù sao cả đời ta cũng chẳng có danh tiếng gì tốt. Nếu ngươi muốn cứu thiên hạ, thì ta sẽ vì ngươi mà đi trộm, vì ngươi mà đi cướp, bảo đảm sau này hào quang của ngươi có thể làm chói mắt lũ chó của bọn họ. Trong thành có phải đánh nhau rồi không? Nhị gia của ta không sao chứ? Ông ấy không thực sự vào thành đấy chứ? Có thể không? Chắc là không đâu nhỉ? Nhìn kìa! Nhị gia, người đi đâu vậy? Sao đi lâu thế? Bị lạc đường, phương hướng vẫn có chút vấn đề. Đúng là không cẩn thận là dễ đi nhầm thật. Trong thành vừa rồi hình như có xảy ra đánh nhau. Ta nghĩ ra, người bị thương rồi. Không sao, chỉ là không cẩn thận ngã một cái thôi. May mà không bị thương đến xương. Chỉ thế này thôi, ra còn chưa có gì đáng lo chứ. Công tử nhà giàu này sao lại yếu đuối thế? Đi thôi, đi thôi. Về thôi, ta hơi mệt rồi. Vâng, nhị gia. Chuyện trong thành là do ông ấy làm. Không thể tin được, ít nhất phải có hơn 1000 con huyết ảnh lang. Còn có một con lang vương. Quá kỳ lạ, gã này chắc chắn có vấn đề. Ra tay tàn nhẫn, sắc bén. Một kiếm giết chết, hoàn toàn không chậm trễ. Kiếm pháp như vậy của thực đáng nể. Nhát kiếm chém chúng ta đó, tôi thực sự cũng không nhìn rõ, đến giờ vẫn còn hơi đau. Chẳng lẽ hắn thực sự đã che giấu thực lực? Nếu không làm sao có thể làm bị thương chúng ta này được. Ai đó tránh xa da sói của ta ra, dám nhặt nhạnh ngay trước mặt ta. Đệ tử của ngươi đâu? Chết rồi, thật sự chết rồi, ngã chết. Đứa trẻ đáng thương, ngã đến mức cha mẹ cũng không nhận ra. Ngươi không đùa đấy chứ? Chỉ là một kẻ vô dụng thôi. Các người rốt cuộc trông chờ gì ở hắn? Đệ tử của ngài sao có thể là kẻ vô dụng được? Tuổi già mắt mờ, nhìn nhầm như vậy cũng là chuyện bình thường. Tiền bối sao lại đùa như vậy? Đệ tử của ngài ắt hẳn có điểm độc đáo. Những năm qua ngài vẫn luôn kìm hãm cậu ta. Ngài đang nuôi dưỡng một thanh kiếm phải không? Nuôi dưỡng một thanh sát kiếm. Khi thanh kiếm này thực sự rút ra khỏi vỏ, sẽ có thể thay đổi cục diện thiên hạ. Tin rằng vật này tiền bối sẽ không quên. Gia sư hành động bất tiện, đặc biệt dặn hậu bối đến gặp ngài. Tây Tây vẫn khỏe chứ? Hắn có nhớ ta không? Thường xuyên nhắc đến ngài, biết ngài trấn thủ nơi này không dễ dàng, nên hậu bối mới thay mặt đến thăm ngài. Trời ơi, cuối cùng hắn cũng biết nhớ ta rồi. Nỗi nhớ là một căn bệnh, ta thật đau lòng cho hắn. Gia sư nhờ ta chuyển lời đến ngài, hy vọng vị đệ tử này của ngài có thể kết hôn với đệ tử xuất sắc nhất của Việt Hoàng Tông chúng ta và trở thành tông chủ danh dự của Việt Hoàng Tông. Ý ngài thế nào? Sao con bé này lại không tin ta chứ? Hắn thực sự đã chết rồi. Người thì hơi ngốc, nhưng còn tính là nghe lời. Lúc đó hắn đứng ngay đây đi tiểu, rồi bất cẩn trượt chân ngã xuống. Ôi, đều tại ta cả. Nếu ta dạy hắn chút phép bay, cũng đâu để nỗi ngã nát bét như vậy. Con à, nếu có linh thiêng, nhất định phải tha thứ cho sư phụ nhé. Tiền bối, nhà Hoàng Tông chúng ta từng muốn trở thành đệ nhất môn phái. Vậy các ngươi cứ cố gắng đi, lão già này đã sắp xuống lỗ rồi, cũng chẳng giúp được các ngươi đâu. Vậy để ta báo cho ngài một tin tốt.
Nghe nói đại đệ tử của ngài đã xuất quan. Hắn đang dính líu với những ai? Ngài hẳn là rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, nhà Hoàng Tông chúng ta còn nhận được tin tức. Gần đây có một số tà ma xâm nhập Hoa Hạ Vương Triều. Có vẻ như chúng đang tìm kiếm một người. Không biết người họ đang tìm có phải là đệ tử quan môn của ngài không? Tạo nghiệt thay, đại đồ đệ không thiếu đồ đệ lại mạnh ngắn. Chẳng lẽ là lão đầu này? Ta là sao cô của chuyên hại đồ đệ. Gia sư còn nhờ ta nhắn với ngài, chỉ cần ngài đồng ý gửi tiểu đệ tử cho nhà Hoàng Tông chúng ta, lão nhân gia sẽ cùng ngài ăn một bữa cơm mỗi năm. Tiếc quá, bữa cơm ấy. Đồ đệ của ta ơi, con lại khiến sư phụ bỏ lỡ một mối lương duyên tốt rồi. Lão Lục không có sở thích gì, chỉ thích rút kiếm đi đi lại lại mỗi ngày. Dù đã có bàn tay phải nhanh nhất lúc bấy giờ, nhưng hắn vẫn tin rằng mình có thể trở nên mạnh hơn. Hắn đang làm gì vậy? Mỗi ngày như một gã ngốc, giả vờ nắm lấy chuôi kiếm, nhưng chưa bao giờ thấy hắn rút kiếm. Điều này thật sự quá khác thường. Cô Lý từ từ sẽ quen thôi. Nhị gia sẽ đứng như vậy vài canh giờ mỗi ngày đấy. Lạ thật, cảnh giới của ta tuy chưa nâng cao, nhưng sao ta cảm thấy tốc độ rút kiếm này lại tăng lên 2 phần, sức mạnh cũng có vẻ tăng lên. Phải chăng là do trận chiến hôm qua? Ngươi dường như có chút khác biệt. Ngươi cũng cảm nhận được sao? Ta có mạnh hơn không? Điều đó thì không. Chuyện ở Thành Tích Tức nghe nói chưa? Chính là do hộ đạo giả bên cạnh tên nhóc đó gây ra. Người đó chắc là có lai lịch không nhỏ, lại có cường giả bảo vệ. Đừng có mà đi gây sự. Nghe nói những kẻ bị tàn sát đều trúng kế, giờ ngay cả xác cũng chưa tìm đủ. Thật đáng sợ. Sao nơi này lại có thể lẫn vào một công tử nhà giàu? Không phải là gián điệp triều đình cài vào nha môn đấy chứ? Đừng nói bậy, chưa nghe câu đồn đại hại chết người à? Lão cầu, ngươi hiểu gì chứ? Tránh ra một bên, ta chính là kẻ nhận nhạnh phía sau hắn đấy. Làm sao ta không biết được? Nhìn tận mắt luôn. Không thì ta lấy đâu ra nhiều gia sói thế? Nói thật, đống gia sói của người cũng kiếm được kha khá. Anh em đến muộn cả rồi. Chẳng kiếm được gì. Không nhiều đâu, cũng chỉ cần 1 vạn điểm công lao thôi. 1 vạn á? Ta chém cả năm cũng chưa được 1000 điểm. Cái vận may trời cho này, sao lại có thể đến với mày? Lão cầu, không có cách nào, đôi khi vận may đến rồi thì chặn cũng không được. Xem mày đắc ý kia. Công tử, lâu rồi không gặp. Là ngươi, chẳng lẽ còn muốn theo dõi ta? Ngài nói gì vậy? Tôi đâu còn dám nữa. Trước đây nhận ơn huệ của ngài, nên đặc biệt đến để cảm ơn ngài đó. Từ ơn huệ này cũng có thể nói ra từ miệng lão cầu ngươi được sao? Nhị gia, người đã cho họ đồ gì sao? Không có mà, ta cũng không hiểu lắm. Công tử, đây là 5 viên bách hoa tiểu hoàn đan, chuyên trị nội thương, chút lòng thành, xin đừng từ chối. Bách hoa tiểu hoàn đan, đó là loại phải 100 điểm công lao mới đổi được 1 viên. Lão cổ này ra tay quá hào phóng rồi. Còn chuyện gì nữa không? Xem kìa, khí phách người ta này. Bách hoa tiểu hoàn đan hoàn toàn không để vào mắt. Đúng là nhân tài được thế lực lớn trọng điểm đào tạo. Bách hoa tiểu hoàn đan này đúng là 100 điểm công lao. Đổi 1 viên mà nhiều người còn tiếc không dám dùng. Ngươi chỉ liếc nhìn qua thôi. Gọi thế nào? Gọi ta là lão cổ là được. Còn đứa kia là tam tu tiểu tình. Nhận được thôi. Đúng vậy, đứa trẻ này số khổ. Chỉ có thể theo ta sống khổ thôi. Trước đây làm gì? Công nhân vận chuyển tài sản của người khác. Hả? Ăn trộm thì cứ nói ăn trộm, còn bày đặt cái tên cao quý. Đúng là vật tụ loài, người tụ nhóm. Người có bạn người. Tiểu Trần này, bên cạnh có 2 tên trộm, phải cảnh giác đấy. Ngài nghĩ chúng tôi muốn thế sao? Công tử nhắc nhở như vậy, không phải nên nói sau lưng chúng tôi sao? Ta không thích nói sau lưng người khác. Có gì thì nói thẳng mặt là tốt nhất. Thích tính cách thẳng thắn của công tử quá. Dù có cho tôi thêm 100 lá gan, tôi cũng không dám động đến ngài đâu. Dù sao các người cũng là người mới mà, lần đầu đến đây, đất lạ quê người. Ta nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy không phải. Nếu ngài muốn xem phong cảnh khác lạ bên ngoài, lão phu tuy bất tài nhưng sẵn lòng làm hướng dẫn cho ngài. Đi cùng bên ngài, chúng ta đang chuẩn bị đi Nhất Đao Hiệp. Nhất Đao Hiệp, các người đang chuẩn bị đi đâu? Sao thế, có vấn đề gì? Nghe nói nơi đó yêu quái rất nhiều, cực kỳ nguy hiểm, ngay cả cường giả chân huyền cửu trọng thiên cũng không dám tùy tiện đến đó đâu. Đại yêu sao? Loại vượt qua lục phẩm ấy, có hộ đạo giả bên cạnh, thật sự chẳng có gì phải sợ. Nghe đồn Nhất Đao Hiệp này 5 năm trước từng có một cường giả ngã xuống, trong đó còn để lạc mất một báu vật. Báu vật đó thật giả thế nào tôi không rõ, nhưng truyền tụng thì có vẻ rất chi tiết. Nói là một báu vật của sát môn. Sát môn này không phải tầm thường, từng là môn phái xếp hạng cao trong 500 môn phái mạnh của Côn Lôn Đại Lục. Tiền bối nói có phải là báu vật đó không? Đúng là báu vật đó. Có nghe nói, nhưng chưa ai từng thấy. Không thể xác định, sát môn chỉ có báu vật đó là quý giá nhất. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Sát bích. Đúng là sát bích. Tuy ta tự nhận là ngu đần, phản ứng chậm chạp, nhưng ta vẫn phân biệt được. Tốt xấu chứ. Công tử xin bình tĩnh. Có sự hiểu lầm không rồi. Không phải, ý tôi là tên của báu vật đó gọi là sát bích, là thứ sát môn năm xưa tốn rất nhiều tiền để chế tạo. Nghe nói vì sát bích này mà cả môn phái gần như bị vét sạch. Vật này tuy chỉ là một linh khí thượng phẩm, nhưng biến hóa đa dạng, công dụng vô cùng. Toàn là nói dối. Công tử, tôi nói toàn là sự thật mà. Nếu thật sự có một báu vật như vậy lại bị thất lạc bên ngoài, sát môn lẽ nào cứ để mặc như vậy? Cho dù họ không có thực lực để lấy lại, thì những kẻ mạnh khác cũng tham nam ở đây là có lý do đấy. Năm đó sát môn chủ tham ông Công Quy âm thầm mua thần hạch ra, bán tài sản môn phái cầu xin thần tướng đức tạo cho mình, kết quả vô ý bị phát giác, dẫn đến chuỗi tài chính môn phái đứt đoạn, còn gây ra nạn đói. Sau một trận này đánh nhau đến mức máu chảy thành sông, vô cùng tàn nhẫn, xác chất như núi,
từ đó sát môn cũng suy tàn. Không phải nghe nói là do đại trưởng lão sát môn cướp ngôi sao? Sao lại thế này? Sao không nói các ngươi còn trẻ chứ? Đại trưởng lão sát môn đó cũng chẳng thứ tốt đẹp gì. Hắn bên ngoài nuôi hơn 30 tiểu thiếp, thêm vào đó bản thân còn là con bạc, tin rằng chi tiêu lớn đến mức kinh người, nên thường ngày hắn nhận hối lộ, tham ông công quỹ. Nhưng khi hắn đang lo lắng không thể che giấu, thì việc môn chủ tham ông công quỹ bị tiết lộ, hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Rồi trong cuộc tranh đấu này, chính hắn cũng chết, sát môn cũng hoàn toàn đi xuống. Nhưng may mắn là vị thần tướng kia rất giữ chữ tín, thật sự đã đúc tạo ra sát bích này. Làm sao ngươi biết nhiều nội tình thế? Có vẻ bên ngoài đều không biết những chuyện này. Cái này, chắc là tự bịa ra thôi. Vậy chuyện này chỉ có một mình ngươi biết? Nói thật với các ngươi vậy, lão phu nhiều năm trước từng cứu giúp một đệ tử hộ đạo của sát môn, đều là nghe từ miệng hắn mà biết, hoàn toàn chân thực. Người ngoài chỉ biết sát môn có bảo bối sát bích, nhưng không biết khi môn chủ bỏ trốn, đã mang theo bảo bối này ngã xuống ở Nhất Đao Hiệp. Dù người biết môn chủ nhà mình chết ở Nhất Đao Hiệp, cũng không thể đi khắp nơi nói lung tung, nhiều nhất là đợi khi thực lực mình đủ mạnh rồi đi lấy bảo bối về. Tại sao lại chọn nói cho ta? Với thực lực của công tử, ta muốn đến Nhất Đao Hiệp đó, sao không tiện thể mang vật đó về? Nếu không thì cam tâm sao? Làm sao người chắc ta có năng lực đó? Công tử thích đùa quá. Năng lực của ngài tôi đều thấy rõ cả. Rất tốt, người tôn trọng và tin tưởng ta, ta cũng sẽ không làm người thất vọng đâu. Cảm ơn công tử coi trọng, lão phu nhất định sẽ hầu hạ ngài thật thoải mái. Này, Kiều Cải Nhà, Nhất Đao Hiệp này người đi không? Đi thì đi, nói như thế ai đó rất sợ vậy. Con à, con chắc chắn không cần suy nghĩ kỹ lại chứ? Ai sợ người đó là đồ tôn tử? Cũng không phải chưa từng đến, đã từng nhìn thoáng qua từ xa. Đi thôi, người dẫn đường đi. Công tử mời, vật này trông không bình thường, nếu có thể lấy được về tay thì Tiểu Cẩn trong tương lai một thời gian dài sẽ không lo về tài nguyên tu luyện nữa. Là cổ điêu, ít nhất cũng có lục phẩm. Sức mạnh của cổ điêu này cảm giác mạnh hơn nhiều so với lang vương đó. Sao không để hộ đạo giả của ngươi ra tay? Tạo dáng gì chứ? Thật là làm người ta sốt ruột. Đi, đi mất rồi. Đúng vậy, có người lớn ở đó. Không chạy sao được? Có phải Mã Thượng Tư không? Nói về Mã Thượng Tư này, thực ra cũng chẳng có tài cán gì. Chẳng phải chỉ là một chân huyền tăng sao? Làm như mình ghê gớm làm ấy. Cả đời hắn nhiều lắm cũng chỉ là cái tên đặt hay thôi. Tại sao lại nói tên đặt hay? Mã Thượng Tư mà. Rồi sao nữa? Không có gì, ta nói nhiều quá rồi. Đồ tốt đây, phát tài rồi, phát tài rồi. Vân Bang phương Bắc của Nhiên vẫn có chút vốn liếng. Đây là vật gì vậy? Nghe nói tiểu cự linh trận này kết hợp với một viên linh thạch thượng phẩm quý giá, không chỉ có thể tận dụng đặc tính tụ linh khí trời đất của linh thạch, mà còn có thể giảm tốc độ tiêu hao linh thạch, tốc độ hấp thu linh khí trời đất ít nhất cũng nhanh hơn 3 phần. Tuyệt vời, thật sự tuyệt vời. Đồ tốt có tiền cũng không mua được. Ta đã từng nghe qua thứ này, không ngờ Mã Thượng Tư này lại mang theo vật phẩm quý giá như vậy. Đây tuyệt đối là bảo bối để tu luyện tại nhà hay đi du lịch. Trực tiếp hấp thu linh thạch chẳng phải nhanh hơn sao? Đó là phung phí của trời, bất kỳ viên linh thạch nào cũng cực kỳ quý giá, chỉ có cách này mới có thể phóng đại giá trị của nó vô hạn. Trực tiếp hấp thu linh thạch ai chẳng biết làm, nhưng vấn đề là đâu có nhiều linh thạch để người hấp thu. Công tử xin nhận lấy. Đừng mà, công lao của người tất nhiên do người phân phối. Công lao của ta? Ý nghĩ của người rất hợp lý. Không tệ, Tiểu Trần, cái này cho người đấy. Mẹ kiếp, công tử nhà gia thế tàn gái thật chịu chi, làm ta cũng muốn mặc đồ nữ. Cô gái nào chịu nổi công sự này chứ? Nhìn con bé kia kìa, mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm rồi. Thứ này có phải là linh thạch thượng phẩm bên trong đã dùng hết, rồi tìm cách nhét vào lại một viên là được? Đúng vậy. Hiểu rồi. Ai thấy cũng có phần chứ. Ta không thích chiếm tiện nghi của người khác. Ồ, hào phóng vậy sao? Công tử, ngài có nhầm không vậy? Nhà ai có đứa ngốc tặng linh thạch thượng phẩm cho người khác chứ? Gặp nhiều kẻ phá của rồi, nhưng kẻ phá của ngu ngốc như vậy hôm nay mới thấy lần đầu đấy. Đúng vậy, ta không thể nhầm được. Công tử, ngài làm tạp vụ ở môn phái nào vậy? Đừng chê ta già, người già kinh nghiệm nhiều, bóp vai, đấm lưng, ta làm được hết. Nếu ngài có sở thích đặc biệt, ta mặc đồ nữ cũng được. Ha ha ha, nói linh tinh gì vậy? Tiểu gia không cần người ban thưởng. Phi, khoảng cách thật sự lớn đến thế sao? Điểm xuất phát của hắn có thể là đích đến của ta. Ra tay hào phóng như vậy, có thể thấy tài nguyên tu luyện mà hắn dùng riêng chắc chắn là cực kỳ khổng lồ, không thể tưởng tượng nổi. Hỏi rằng ta làm sao vượt qua được thiên tài như vậy? Ngay cả khi hắn không làm gì, cũng có thể khiến yêu thú lúc phần sợ hãi bỏ chạy. Lẽ nào trước mặt tài sản thật sự vô giá trị? Dẫn đường đi, ta một thời gian nữa phải về nhà. Ta đi thám thính đây, có nguy hiểm ta sẽ lên trước. Ha ha ha, linh thạch thượng phẩm, ta lại có cơ hội chạm vào linh thạch thượng phẩm. Đây không phải là mơ chứ? Lão lúc đấy có được trí bảo, đã tổ chức đội ngũ riêng của mình, nhưng đồng đội trong đội đều có ý đồ riêng. Điều gì đang chờ đợi họ? Nhìn kia, là cường giả âm dương cảnh. Bay, nó lại biết bay. Lão đăng này ngay cả ta cũng không xem vào đâu. Khi nào ta mới có thể giống như nó? Nhìn kia,
hắn đã chết chưa? Chẳng phải rất rõ ràng sao? Chắc không có bất ngờ gì nữa đâu. Xem ra sư tôn nói không sai, độ cao thực sự có chút nguy hiểm. Cô Lý, đừng nói gì cả, cũng đừng hỏi ta, để ta suy nghĩ. Ta muốn yên tĩnh một mình. Hắn sao vậy? Niềm tin sụp đổ rồi. Làm gì thế này? Ta luôn mong muốn được gặp cường giả âm dương cảnh. Nhưng người đã gặp rồi còn gì? Hơn nữa còn là loại quỷ hiếm nhất. Sao ngươi lại thiếu đồng cảm vậy? Có gì to tát đâu, làm như mất cha vậy. Đi thôi. Hi hi. Cách nhất đào hiệp không xa nữa. Rõ ràng cảm thấy yêu thú xung quanh nhiều hơn. Ngươi xem, phân yêu thú nhiều hơn, hiểu chưa? Thế gian đều là phân, tin sâu không thể ngửi. Nếu ta xuống núi, ắt chém người quỷ thần. Cái gì với cái gì vậy? Công tử, thơ hay quá. Đây là sư tôn ta nói, không phải của ta. Tổ sư gia thật ái phong. Mọi người cẩn thận, có yêu thú. Công tử cứ yên tâm tiến lên. Lão phu tuy bất tài, nhưng xin mở đường cho ngài. Tiểu cảnh, cùng lên nào. Ngươi đang làm gì vậy? Không giống phong cách của ngươi. Chẳng phải nên để họ lên trước sao? Ngươi không hiểu, đây gọi là tăng độ hảo cảm. Nhất định phải trở thành nhạc phụ của hắn. Hắn sẽ sớm rơi vào cạm bẫy. 20 năm sau, tất cả những gì hắn có sẽ thuộc về ta. Chúng ta đến gần quá rồi phải không? Không sao, lần này phải xem rõ thực lực của tên nhóc này. Thằng khốn này sao vẫn chưa ra tay? Ta thật sự không chịu nổi nữa. Hắn có thể làm việc đàng hoàng không? Chỉ cần hắn ra tay, chúng ta sẽ có đánh giá cơ bản. Giết hay thả tùy ý. Câu trước đó, mẹ kiếp, ta cũng bực mình rồi. Ta sẽ đi dồn thêm một đợt yêu thú tới. Ta không tin không thể ép hắn ra tay. Người trẻ vẫn còn non nớt quá, làm sao biết được chiến thuật hoàn hảo của ta? Khi ngươi phản ứng lại, thì phải ngoan ngoãn gọi ta một tiếng nhạc phụ rồi. Hai tên này tuy rất tôn trọng ta, nhưng cảm giác cũng chưa chắc đã có ý tốt gì. Sao toàn là yêu thú cấp thấp thế này? Toàn là thức ăn. Lừa. Trên trời thịt rồng, dưới đất thịt lừa. Bữa tối hôm nay sẽ là nó. Công tử muốn ăn thịt lừa, ngài cứ yên tâm giao cho ta. Hay cho một chiêu lừa. Đạn phẩm độc phẩm, yêu thú hấp phong lư. Lão cầu, không sao chứ? Cẩn thận. Cô Lý, cháu cũng rất dậu. Nhanh quá, kỹ thuật kỳ lạ như vậy. Thật là thú vị. Cô Lý, cô không sao chứ? Đã giải quyết hết rồi. Lão cầu, ngươi không sao chứ? Yên tâm, mạng lão phu cứng lắm. Kế hoạch của ta hoàn hảo. Đến lúc đó, để con gái ta thì thầm bên gối hắn. Phú quý họa trời chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nếu hắn không phục, thì bí mật cho hắn uống hạng bình hồng của phụ tán, rồi lấy danh nghĩa tài sản chung vợ chồng chia chắc ít của cải. Hi hi, ha ha ha. Lão cậu đang nghĩ gì vậy? Hôm nay sao ngươi như bị tiêm thuốc kích thích vậy? Ngươi cứ theo ý của ta mà hành động là được. Đứa trẻ ngoan, cuối cùng cũng hết khổ rồi. Sau này ta sẽ dẫn ngươi ăn ngon mặc đẹp, ngày nào cũng không trùng lập. Lão tặc này, tay ngứa ngáy rồi à? Ngươi không sợ trộm đồ của hắn? Hộ đạo giả của hắn sẽ diệt ngươi trực tiếp sao? Lấy đồ nhà mình sao gọi là trộm được? Ngươi muốn làm gì? Cổ điêu, mọi người cẩn thận. Lão cẩu. Lão cẩu, đừng chết. Ngươi chết rồi ta biết làm sao đây. Đừng khóc, con à. Ta già rồi. Sớm muộn gì cũng có ngày này thôi. Công tử, có chuyện gì cứ nói. Cả đời ta chưa từng cầu xin ai. Có thể xin ngài một việc không? Từ chối ư? Ngài từ chối cũng là chuyện bình thường. Dù sao chúng ta cũng chỉ gặp nhau tình cờ. Chỉ là tội nghiệp cho đứa con này của ta. Sau này sẽ cô đơn không nơi nương tựa. Ta đã một tuổi già rồi, đã sớm nhìn thấu sinh tử. Nên dù hôm nay có chết cũng chẳng sao. Nhưng nếu tiểu cần bị người ta bắt nạt, thì dù chết ta cũng không nhắm mắt được. Thường thì những lúc như thế này, ngươi phải nói năng đứt quãng, rồi cố gắng thể hiện ra vẻ yếu ớt sắp chết. Ví dụ như khi giơ tay lên phải thật chậm. Không chỉ chậm mà còn phải run rẩy. Đúng như vậy. Rồi biểu cảm phải phong phú hơn, là ánh mắt đầy tiếc nuối và không cam lòng ấy. Khi nói chuyện môi cũng phải run. Như thế này có thể thể hiện được sự tiếc nuối của người sắp chết, cũng như ba phần tuyệt vọng. Công tử, ta thực sự sắp chết rồi. Không phải giả vờ đâu. Người này làm sao vậy? Lão cổ sắp chết rồi. Khi ta mới lên núi, vì cứ đòi về nhà nên sư tôn ta đã giả chết để lừa ta. So với ông ấy thì ngươi quá kém cỏi rồi. Gãy vài cái xương đã chết rồi. Chân huyền tăng, tam trọng thiên tu vi làm sao có thể yếu ớt như vậy? Ha ha. Xin lỗi, để công tử cười chê rồi. Chỉ là đùa một chút thôi, để giảm bớt không khí căng thẳng. Lão công à, đừng giận mà. Ôi, chỗ này thật sự đau quá. Không thiệt, lần này không thiệt.
Chiêu bán thảm này quả nhiên có tác dụng. Xem ra tên nhóc này cũng có chút lòng trắc ẩn. Viên yêu đan này có vẻ sẽ cho ta rồi, cảm ơn nhé. Không cần khách sáo, chúng ta cùng đi với nhau. Tất nhiên là không thể để người chết thật được. Xong rồi, vết thương này thật là chịu uổng công. Tạm dừng hành trình đi. Tiểu Trần, cậu chăm sóc cô Lý một chút. Vâng, nhị gia. Hai tên này lần này dám đến gần như vậy, cuối cùng cũng bị ta tóm được rồi. Tên này không phải kẻ vô dụng. Hắn dùng tuyệt học thần thạch diệt hồn kiếm của Ngưu Đại Lực. Phàm huyết cảnh này đã ngưng tụ được kiếm tâm. Chúng ta đều bị Ngưu Đại Lực lừa rồi. Hai vị lại gặp nhau rồi. Lần này còn may mắn như vậy không? Chủ nhân, họ còn quen biết sư tôn. Quả nhiên ta đã thay sư tôn gánh tội rồi sao? Thần thạch diệt hồn kiếm là cái quái gì vậy? Đây không phải chỉ là một thủ thuật nhỏ sử dụng linh hồn lực mà sư tôn vừa rồi cũng chỉ là trong cơn tức giận mới nhớ ra dùng. Đây là cái gì vậy? Không hiểu nổi. Vẫn là do ta từ trước ngủ độn. Thôi vậy, khi nào có thời gian sẽ quay lại trấn vực quan hỏi sư tôn. Giải quyết xong hai tên này, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Làm người mà vui vẻ là quan trọng nhất. Chuyện nghĩ không thông thì đừng bao giờ nghĩ đến. Từ chối suy nghĩ. Tôi nói lão gia mỗi năm ăn một bữa cơm, đây là phúc lợi tốt biết bao. Sao ngươi lại dùng kế mỹ nhân? Mấy trăm năm rồi còn có tác dụng sao? Tâm ta bình tĩnh như hồ nước lạnh dưới núi. Nghe nói hắn đã xuất quan rồi. Đây không phải chuyện tốt đâu. Ta chỉ quản dạy hắn có làm chuyện xấu hay không. Ta có thể quản được sao? Việc thanh lý môn hộ vẫn là cần thiết chứ. Ngài có tổng cộng 5 đệ tử. Lão Diêu chúng ta không nói. 4 người trước, người nào chẳng xuất sắc. Việt Hoàng Tông muốn dựa vào mối quan hệ này để xin người cũng là chuyện trong tình lý. Ta nói các người đám người này, sao cứ nghĩ xấu vậy? Tôi chỉ muốn nhắc nhở lão nhân gia. Lão Diêu đang độ tuổi sung mãn, lại ở trên núi không trải đời. Ngài có tin Việt Hoàng Tông chỉ cần tùy tiện đưa một nữ đệ tử, hắn sẽ ngoan ngoãn chạy đến. Người ta còn chưa kịp cởi dây lưng, hắn đã tự nhào vào rồi. Không thể nào, đứa trẻ này từ trước ngu độn, phản ứng chậm hơn bất cứ ai. Chuyện nam nữ hắn không hiểu đâu. Hắn không hiểu thì không cho người khác dạy à? Cái gọi là kẻ mỹ nhân là đưa ra 1000 cô gái cực kỳ xinh đẹp, thế nào cũng có một người hắn ưng ý. Một khi biết được hắn thích kiểu gì thì trực tiếp chẳng dây xích chó vào, muốn chạy cũng không có chỗ chạy. Ta đã nói rồi, hắn đi tiểu bị ngã chết rồi. Chỉ cần lão nhân gia gật đầu, tối đa 3 năm ta sẽ nhường vị trí cho hắn. Sau này hắn sẽ là tông chủ của Thiên Dương Tông. Chơi lớn vậy sao? Đáng xem đấy. Thực ra ta chỉ đùa các ngươi thôi, lừa lấy tài nguyên tu luyện của các ngươi. Thật ra hắn chỉ là kẻ vô dụng, các ngươi đừng lãng phí thời gian vào hắn nữa. Nhị gia có phải bị cảm gió không? Ta chưa bao giờ bị bệnh. Chắc là có con hồ ly tinh nào đó đang nhớ ta. Thạch nhị nãi phải không? Chắc chắn là hắn đang đợi ta ở nơi nào đó. Hy vọng ta có thể tìm thấy hắn. Thật là sơ suất. Hóa ra hai tên này là họ hàng à? Thế này thì đỡ được nhiều chuyện rồi. Nếu là cậu của nhị gia thì tuổi của hắn phải lớn hơn vẻ ngoài. Nếu là loại trưởng bối họ xa thì lại khác. Chúng ta đã bị thương, xem ra chỉ có ngươi có thể đi cùng hắn. Nhất định phải chăm sóc bản thân. Thế Tôn, có phải ngươi đang nhớ ta không? Trên núi chắc rất cô đơn nhỉ. Lão Lục đã rút kiếm 99 năm, nhưng hắn không thể ngờ rằng một ngày nọ hắn cũng sẽ gặp người khiến hắn không thể rút kiếm. Để tìm kiếm sát bích, các thành viên trong đội bị thương nặng, hắn quyết định đi một mình. Chu công tử, xem ra chỉ có ta có thể đi cùng ngài đến Nhất Đao Hiệp rồi. Để họ ở lại đây dưỡng thương đi, đợi chúng ta xong việc sẽ quay lại đón họ. Cũng chỉ có thể vậy thôi. Tiểu Trần ở lại chăm sóc họ nhé, chúng ta sẽ sớm quay lại. Vậy nhị gia, người nhất định phải cẩn thận đấy. Lão cầu, ngươi phải từ từ. Phần này giao cho ngươi đấy. Sau khi ta và Tiểu Tính xác nhận chuyện sát bích, sẽ lập tức quay về. Yên tâm, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Không lâu sau, hai người đã đến khu vực trung tâm của Nhất Đao Hiệp. Đi lại trong khu vực, thu liễm tâm thần, cảm nhận tình hình trong hẻm núi. Rất nhiều yêu thú tam tứ phẩm đầy dãy khắp nơi. Ngũ phẩm cũng có hơn chục con, lục phẩm còn có một con khí tức ẩn giấu rất sâu. Chẳng lẽ là thất phẩm? Chúng ta có nên lập kế hoạch không? Nơi này không thể xông bừa được. Đàn ông có thể không có gì, nhưng phải có lòng dũng cảm, bởi vì đó là phẩm chất chúng ta phải dùng cả đời để bảo vệ. Không vào hang yêu làm sao có thể sát bích đối mặt với hang ổ yêu thú mà vẫn có thể tự tin như vậy? Đúng vậy, còn bình tĩnh hơn cả ta, một kẻ từng trải qua trăm trận. Mà hộ đạo giả của hắn rốt cuộc đang ẩn nấp ở đâu? Chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng, nếu có lúc ta không dám rút kiếm, ngươi phải nhớ chạy trốn đấy. Không phải hộ đạo giả của ngươi ra tay sao? Ngươi có rút kiếm hay không có gì khác đâu. Hai người gan thật to nhỉ. Không xong, bị phát hiện rồi. Thất, yêu thú thất phẩm đã hóa hình rồi. Đã bị ngươi phát hiện rồi. Vậy chúng ta nói chuyện đi. Giao ra sát bích, ta có thể tha cho ngươi không? Đó là thất phẩm đấy. Ngươi lấy đâu ra can đảm vậy? Ngươi muốn sát bích của ta sao?
Nghe nói đó là một linh khí thượng phẩm công dụng vô cùng, nên ta rất muốn xem thử.真的假的呀？这么多，我都跟你说多少遍了，还是不信。这是真的，你看这是左下角厂商给二爷的发货名单，都是上亿波活动粉丝们领到的。我的华为Mate60Pro就是左下角领的。正好我左下角这次有全新链接，您能刷新吗？你在下载抢一台。苹果15Pro Max无限量保底和4000台华为Mate60Pro，还都是顶配，只要看到视频的都能领。该不会早被抢完了吧？放心吧，都一人一份的，只要认准我左下角下载后，上线就能看到领取界面，填好地址发货，苹果华为任你选。那我去搞一个，别忘了先领888红包。 Bản vương lần này đến đây chỉ là muốn xem ngươi. Ngươi, kẻ không biết sống chết của tộc người yếu đuối, có tư cách gì dám đến nhất đao hiệp khiêu khích? Một chiêu phân thắng bại, ta thắng, sát bích thuộc về ta. Ngươi thắng, hai chúng ta thuộc về ngươi. Này này, ta đâu có đồng ý. Ngươi đừng tự tiện quyết định, nhất đao hiệp ta có nhiều huynh đệ như vậy, sao phải đơn đấu với ngươi? Luật lệ của chủng tộc, kẻ thắng làm vua. Sao ngươi sợ rồi à? Ngươi có biết không? Chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ lập tức nuốt sống ngươi. Ngươi không dám chứ? Nếu ta là ngươi, đối mặt với một kẻ yếu đuối, ta sẽ tùy tiện nhường đối phương ba chiêu. Tên sâu bọn này là sao vậy? Rốt cuộc ai cho hắn can đảm dám đến thách thức ta? Người này tuy trông rất yếu, nhưng lại có cảm giác rất mạnh. Luôn có cảm giác bất an. Phải giải quyết hắn nhanh chóng mới được. Tiểu tử, ngươi rất can đảm. Nhưng tiếc là ngươi chọn nhầm người rồi. Muốn chết sao? Toàn lực siêu cấp nghiêm túc bạt kiếm thuật. Đau quá, thật sự rất đau. Hóa ra đây là cảm giác bị thương sao? Lão đằng này, thà để ta bị thương cũng không chịu dạy ta thêm vài chiêu. Ngươi không sao chứ? Tại sao cho đến khi hắn bị thương, vị hộ đạo giả kia vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ điều này là không thể? Giúp ta canh chừng, ta muốn chữa thương. Khi bá thiên tuyệt vận chuyển, huyết khí trong cơ thể đang sôi trào, linh lực đang vận chuyển. Lúc đó, dường như mỗi kinh mạch đều tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, linh lực như rồng xuyên qua toàn thân. Chu du thân thể rung động, phàm huyết cảnh lục trọng thiên, cuối cùng cũng có đột phá. Và đã tiếp cận phàm huyết cảnh thất trọng thiên rồi. Khó quá, trách gì sư tôn luôn nói mình tư chất ngu độn. Đúng là, không phải ngu một chút nửa điểm, nhưng đường lối là đúng, phương pháp cũng đúng. Chẳng lẽ phương pháp chiết xuất tinh huyết sư tôn dạy ta chính là cố ý để lại cho ta một con đường tu luyện? Người đã đột phá rồi, vết thương của người không sao rồi chứ? Miễn là không bị thương gần động cốt thì không đáng lo. Chỉ với thứ này mà còn làm trò nhận chủ bằng máu với ta. Thú vị thật, là nhận chủ bằng máu. Thực ra cũng không hẳn là nhận chủ. Sau khi huyết mạch hóa có thể khiến người sử dụng và vũ khí có sự ăn ý cao hơn. Ồ, thú vị. Thứ này lại thú vị đến vậy. Thú vị, thật sự quá thú vị. Thật là mỉa mai. Sân môn đã khiến môn phải phá sản, dốc hết sức lực để chế tạo bảo bối, cuối cùng lại trở thành của hồi môn cho người khác. Vong vang lớn, đại bảo đàn ông phải như vậy chứ? Chu công tử, bảo bối đã đến tay. Hay là chúng ta quay về tập hợp với họ trước? Được, người dẫn đường đi. Ha ha ha, chúc mừng thiếu hiệp có được bảo bối như vậy. Nhất đao hiệp này đã giữ bảo bối này nhiều năm rồi, không ngờ lại dễ dàng đổi chủ như vậy. Cẩn thận, ta có thể đã trúng ảo thuật. Bảo bối mà ai có thì người đó giữ. Thiếu hiệp nói rất đúng. Người biết ta, việc này không đúng. Vậy ngươi tìm ta có việc gì? Tất nhiên là muốn nhờ thiếu hiệp giúp một việc. Bởi vì chỉ có thiếu hiệp, một nhân vật phi phàm như Ngọc như vậy mới có thể giúp được. Ta là người thích người khác tôn trọng mình. Đã ngươi đối xử với ta lịch sự như vậy, vậy hãy nói yêu cầu của ngươi đi. Xin hỏi thiếu hiệp, ta giống người hay giống thần? Ta thấy ngươi chẳng giống người. Tiểu tử này muốn chết. Không đúng, đối mặt với ảo thuật của ta, người này ý chí như núi, hoàn toàn không thể lay chuyển. Người có biết một người đàn ông trong hơn trăm năm, ngay cả tay phải cũng có thể nhịn? Là khái niệm gì không? Đó là một loại ý chí cực kỳ mạnh mẽ. Trước ý chí như vậy, chút ma thuật mê hoặc này chẳng là gì cả. Nghiêm túc bạt kiếm thuật. Chàng trai à, vẫn còn quá trẻ, sau này thấy những thứ kỳ quái như vậy, việc đầu tiên là phải thu liễm tâm thần, tránh bị đoạt hồn mà không biết. Còn chưa biết, để công tử cười chê rồi. Cảm ơn đã giúp đỡ. Này, Hoa Hạ Vương Triều dùng trừ yêu lệnh thu thập những hồn yêu này, có mục đích gì? Ta không rõ lắm. Bình thường chỉ đổi lấy điểm công lao, ít khi để ý đến điều này. Nhưng thường thì cứ mỗi tháng, các hoàng bào bắt yêu sư đóng quân ở tiền tuyến sẽ rời đi một thời gian, có quy luật. Cũng không phải, có khi 20 ngày, có khi thời gian có thể là 40 ngày. Xem ra ta đoán không sai, hồn yêu này chắc chắn có công dụng. Sao ngươi lại đột nhiên hỏi điều này? Chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi. Ngươi không cần để ý chi tiết này. Nhưng trước đây có nghe lão cẩu nói,
có thể khắc nhiếp hồn trận lên một miếng lệnh bài nhỏ như vậy. Pháp sư đó chắc chắn rất cao cấp. Còn về giọt máu mà chủ nhân để lại, lão cẩu cho rằng có thể là để nuôi hồn yêu. Nuôi hồn yêu? Thứ này cũng nuôi được sao? Ta cũng không rõ. Lão cẩu cũng chỉ nói miệng thôi. Đi thôi, đợi về rồi hỏi lại hắn. Con đường này chúng ta vừa đi qua phải không? Ta lạc hướng thì có thể hiểu được. Vì ta ít xuống núi, người sao cũng, ta cũng không nhìn đường. Có thể do ảo thuật mê hoặc vừa rồi khiến tâm thần bất an. Hộp sọ của hai người trông rất đẹp. Người này khí tức hoàn toàn khác. Để ở đây chắc chắn rất có bầu không khí nghệ thuật. Người quá khen rồi, hóa ra người cũng là một nhã sĩ. Người không sợ ta sao? Ta tại sao phải sợ người? Người tộc các người thấy ta thường sợ đến chết khiếp. Rồi họ thật sự chết. Vậy ta không sợ thì có phải không phải chết không? Logic của người rất thú vị. Ta là người ngốc nghếch, phản ứng luôn chậm hơn nhiều người khác. Có lẽ là đại trí nhược ngu. Người xem, người cũng nói ta ngốc. Thanh kiếm này ta đã từng thấy. Thế thì hỏng rồi. Yêu thú thấy thanh kiếm này thường đều chết cả. Quen biết thì có phải không sao không? Còn nhớ lời ta nói với người trước khi đến không? Người nên chạy đi. Hắn chạy rồi, ta để hắn chạy rồi. Sao lại nói ra trước mặt ta? Vì ta cũng muốn chạy. Vậy sao ngươi chưa chạy? Nếu ta chạy, hắn chắc chắn sẽ chết. Ngươi chẳng ngốc chút nào. Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng sư tôn luôn nói ta ngốc. Ta bỗng không muốn giết ngươi nữa. Thường khi nói vậy là sắp giết ta rồi. Ta thích hộp sọ của người tộc, luôn rất hoàn hảo. Chỗ nào cần tròn thì tròn, chỗ nào cần dẹt thì dẹt. Mọi thứ vừa vặn. Thực ra của khỉ cũng gần giống vậy. Ngươi có thể đổi sở thích khác. Chơi một trò chơi đi. Không chơi, ngươi đi về hướng đó. Trong vòng 1 km, nếu ngươi không quay đầu lại, ta sẽ tha cho ngươi. Dùng tốt được không? Không được, quá khó. Cuộc sống cần tìm chút niềm vui. Nếu giết ngay lập tức, sẽ mất đi niềm vui của việc giết chóc. Cứ yên tâm, ta sẽ chỉ dùng một phần rất nhỏ sức mạnh, không vượt quá thực lực của ngươi. Thực ra cảm giác này rất không tốt. Ta không thích cảm giác bị người khác ép buộc. Vậy ngươi phải mạnh như ta, mạnh như sư tôn của ngươi, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu ta nói với ngươi, ta đã đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với lão đăng đó rồi. Tin hay không không quan trọng, ít nhất đối với ta thì không quan trọng. Đây là lần duy nhất kể từ khi Chu Du không thể rút kiếm. Khi đối phương xuất hiện, hắn đã biết khoảng cách quá lớn. Khi ta đủ mạnh, cũng sẽ chơi trò chơi này với ngươi. Ngươi giỏi đấy. Con người này có chút thú vị, có thể sống thêm một thời gian. Dù sao cũng liên quan đến lão già đó. Lần đầu bị thương sau 100 năm, vốn tưởng mình rất mạnh, nhưng đến khi gặp kẻ địch mạnh như lão Lục này, mới biết ngoài núi còn có núi cao hơn, ngoài người còn có người giỏi hơn. Từng ngày tuổi mới lần đầu bị thương như vậy, để lão tử thông linh có vẻ chưa đủ. Đợi khi lão tử lên ngôi thiên hạ đệ nhất, ta sẽ chơi với ngươi 1000 lần, 10000 lần trò chơi này. Đau quá, tiểu gia đầu chết mất. Quá đáng sợ, tên này mạnh cỡ nào? Cửu phẩm đại yêu, tuyệt đối không thể. Cảm giác chỉ có thể mạnh hơn. Cảm giác áp bức đó, đúng là quá giống sư tôn. Ta đã đợi người rất lâu rồi, quay về phải bồi thường cho ta đấy. Thôi, về thôi. Diệt thần ở hướng nào nhỉ? Xong rồi, xong lại lạc đường rồi. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Xem ra con đường của ta còn dài. Chu cô nương, cô đi chậm lại. Nhị gia của ta vẫn chưa xuất hiện, ta lo hắn sẽ gặp chuyện. Đây là nơi hoàng dã, không phải trong thủ hộ đại trấn. Cô đi lung tung như vậy rất dễ gặp nguy hiểm. Ta không quan tâm, nhất định phải tìm được nhị gia. Chu cô nương, lúc đó anh ấy bảo ta chạy. Anh ấy rất bình thản. Bình thản? Xin lỗi, nói sai rồi. Lỡ lời. Là rất bình tĩnh. Ta tin cô ấy chắc chắn có nắm chắc phần thắng. Đúng vậy, với năng lực của người bên cạnh anh ấy, hắn chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì. Theo lão già ta thấy, giờ này hắn có khi đang ăn ngon uống ngon ở đâu đó rồi. Người bên cạnh ngài ấy đâu có ai? Chẳng phải có hộ đạo giả đi cùng sao? Bảo vệ hắn chu toàn đó, yên tâm đi. Hộ đạo giả? Làm gì có hộ đạo giả nào? Nhị gia của ta luôn chỉ có một mình. Tuy ta biết ngài rất mạnh, nhưng lần này hắn đã bảo người chắc chắn là gặp phải nguy hiểm gì đó. Xem ra ta đoán không sai, hóa ra tất cả đều là thật. Thực lực của người này thật sự mạnh đến thế sao? Tiểu cảnh, người luôn ở bên cạnh hắn, có thấy gì bất thường không? Ta đã âm thầm quan sát suốt dọc đường, thật sự không phát hiện gì. Khi đoạt bảo vật, cho đến lúc hắn bị thương, hộ đạo giả bị vẫn thương, chưa xuất hiện. Nhị gia còn bị thương nữa sao? Ta chỉ là chân huyền cảnh nhất trọng thiên, cảm nhận về nguy hiểm chắc chắn khác với hắn. Nhưng lúc đó ta cũng có cảm giác rất mạnh mẽ, ngay cả âm dương cảnh ta cũng phải chạy trốn. Áp lực đó thật sự quá đáng sợ. Đã như vậy, với thực lực của chúng ta, ép đi tới cũng chỉ là tự sát. Hắn đã bảo ngươi chạy trốn, chắc cũng đã nghĩ ra đối sách. Chu cô nương, ta đã hứa với công tử sẽ bảo vệ các người chu toàn. Chi bằng chúng ta về Diệp Thành cầu viện trước, rồi quay lại tìm hắn, thế nào? Đúng vậy, chúng ta hãy về Diệp Thành trước đi. Với thực lực của hắn, tin rằng hắn chắc chắn có thể ứng phó. Nhưng ta vẫn không yên tâm, vẫn muốn tìm thêm. Vậy thế này đi, các ngươi về trước, ta sẽ lén quay lại một chuyến, nơi ta và Chu công tử chia tay. Nếu không tìm thấy,
ta sẽ quay về Diệp Thành hội hợp với các ngươi, được không? Chu cô nương, hay cứ theo ý của lão tiền bối đi. Ta đã đưa cô ra ngoài, cũng mong cô có thể an toàn quay về. Cũng chỉ có thể vậy thôi. Xin hãy nhất định tìm được nhị gia của ta. Chuyến đi này phải hết sức cẩn thận. Có nguy hiểm thì lập tức rút lui. Yên tâm, chạy trốn thì ta vẫn có chút tự tin. Bụng đói quá, ăn hay không ăn đây? Đây thực sự là một vấn đề. Không được, không được. Quá ghê tởm, thật sự đã ăn đủ rồi. Ta không tin nữa. Ta không ăn thứ này chẳng lẽ có thể chết đói sao? Kẻ nào dám dình mò tộc huyền của ta? Thật sự là một người tộc. Không đúng, tại sao người này lại có thánh vật của tộc ta? Oa, cháu con dễ thương quá. Ngươi lại biết nói chuyện. Cảm giác đã có 6 phẩm, nhưng sao thân hình lại nhỏ thế này? So với thực lực của ngươi, thân hình này hoàn toàn không xứng. Đồ người tộc to gan, ngươi dám không tôn kính ta? Ta là đệ nhị của nhất đao hiệp đó. Với ngoại hình nhỏ bé này mà đệ nhị à? Vậy đệ nhất là ai? Đệ nhất là Cẩu Vương đại nhân của tộc ta. Ngài ấy đã từng săn giết hàng ngàn vạn cường giả người tộc các ngươi, còn đoạt được bảo vật tối thượng của người tộc các ngươi. Nói này, sao bảo vật của Cẩu Vương đại nhân lại ở trên người ngươi? Lúc đó hóa ra còn là Cẩu Vương. Ngươi nói hắn à? Hắn đi rồi, đi rồi. Đi đâu? Rất an tường. Phản nghịch, hôm nay ta nhất định phải vì Cẩu Vương đại nhân báo thù. Ngươi rất nhàm chán, mau rời đi trước khi ta nổi giận. Thực lực của người này quả thật rất mạnh. Đối mặt với đòn tấn công mạnh nhất kinh khủng của ta, lại có thể hóa giải dễ dàng như vậy. Ôi, còn nổi giận nữa kia. Đừng có nhè răng trước mặt ta. Dám nhè răng nữa cẩn thận ta đánh người đó. Ngồi xuống. Tên, Cầu Phú Quý. Cầu Phú Quý, cái tên này đặt nghe sang trọng thật. Mẹ tôi nói rằng, sau này tôi nhất định sẽ giàu sang phú quý. Chủng tộc, tôi trông chưa đủ rõ ràng sao? Bích Huyền. Địa chỉ nhà, Nhất Đao Hiệp, 36 Hiệp. 36 đỉnh, tòa 36, căn 36. 36, được rồi, được rồi. Ngươi đúng là có duyên với số 36 nhỉ. Thái độ của ngươi không tệ, tha cho ngươi. Tôi biết lỗi rồi. Hỏi ngươi một câu, nếu ngươi trả lời làm ta hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi. Bây giờ ta đang đói. Ngươi nói xem ta nên ăn ngươi hay ăn ngươi. Đại ca, xin tha cho tôi. Tôi từ nhỏ đã khổ sở, ngài cũng thấy rồi đấy. Tôi có chút vấn đề về phát triển bẩm sinh, luôn không thể đột phá giới hạn của cơ thể. Tuy đã đạt lục phẩm, nhưng thân hình vẫn giữ nguyên như ban đầu. Nhờ sự chăm sóc của Cầu Lang đại ca, tôi mới có được chút việc tốt trong giới chó. Ngài đã đánh bại hắn, vậy bây giờ đương nhiên là đại ca mới của tôi rồi. Chú chó con này cũng có chút thú vị. Sau này theo ta đi, ta bảo kê cho ngươi. Cảm ơn đại ca đã tha mạng. Chó ngoan, chó ngoan. Ta thề từ nay về sau sẽ không ăn thịt chó nữa. Mọi việc đều tuân theo sự sắp xếp của Cầu Vương đại nhân. Cầu Vương nghe khó nghe quá. Sau này gọi là Khuyển Hoàng đi. Cái tên này nghe ai phong hơn. Vâng, thưa Khuyển Hoàng đại nhân. Ngài định đi đâu vậy? Nói sao nhỉ? Tu luyện của ta gặp chút vấn đề, nên ta cần một số thứ khá đặc biệt để ủ dưỡng huyết mạch của ta. Ta nghĩ người chắc chắn có thể giúp ta. Thứ đặc biệt, hình như khi đồng tộc đi săn đã vô tình phát hiện một linh vật. Linh vật? Linh vật gì? Là một cây linh thảo hoàng dã, ước chừng ngàn năm tuổi, chắc hẳn sẽ có ích cho Khuyển Hoàng đại nhân. Tiếc là bên cạnh đó luôn có một con ám ảnh yêu hồ canh giữ, hoàn toàn không thể tiếp cận. Ám ảnh yêu hồ, nó mạnh lắm sao? Bản thể mạnh hơn tôi nhiều, giỏi ảo thuật và tốc độ. Linh thảo hoàng dã ngàn năm tuổi, chỉ có một con ám ảnh yêu hồ thôi mà. Cứ làm thôi, dẫn đường đi. Hi hi. Ai đến đó? Dám xâm nhập lãnh địa của tộc hồ ta? Cầu Phú Quý, tộc Khuyển chưa từng là kẻ thù của chúng ta. Sao lại xâm nhập lãnh địa của tộc ta? Vị này là tân đại ca của tộc ta, Khuyển Hoàng đại nhân, giao nộp binh thảo, ta có thể tha cho người không chết. Cầu Phú Quý, ngươi nhận người làm cha, nhân lúc tộc trưởng của ta đi tuần tra, còn muốn dò ngó bảo vật của tộc ta. Đợi hắn về, người chắc chắn không được chết tốt. Ảo thuật của yêu hồ, các ngươi có một con yêu hồ, mặc áo đỏ, giả vờ đeo mặt nạ, nói chuyện còn chua ngoa nữa. Táo tợn, đó là thủ lĩnh của tộc ta, dám xúc phạm tộc ta như vậy, muốn chết sao? Ảo thuật của bọn họ rất lợi hại, lại còn cực kỳ xảo quyệt. Đại ca phải cẩn thận. Ôi, không đánh trúng. Xem ra vết thương này thật sự ảnh hưởng đến việc rút kiếm của ta. Nhớ đến tên này là tức giận. Nghiêm túc bạt kiếm. Xong rồi, vốn định thấy đại tỷ của các ngươi không còn. Các ngươi không cho ta cơ hội, vậy chỉ có thể để các ngươi đi theo nó thôi. Khuyển Hoàng đại nhân của Nhiên Vô Song thiên hạ, lại còn không hề bị ảnh hưởng bởi ảo thuật. Đừng để ý những thứ đó, bây giờ linh thảo mới là quan trọng nhất. Ở đây, đây chính là linh thảo. Các ngươi gọi cái này là cỏ à? Đúng vậy, sinh dương thảo. Sinh dương thảo, chẳng phải là hệ sao? Hình như người ta gọi nó như vậy. Chúng ta cháu gọi là sinh dương thảo, là chứa ít linh tính hơn. Loại ngàn năm tuổi này chủ yếu là ở phần rễ. Vậy thì đào lên thôi, con cá nhỏ này. Thưởng cho ngươi, chủ chó con dẫn đường đấy. Cảm ơn đại ca, yên tâm đi theo ta. Chỉ cần ta có một miếng ăn, tuyệt đối không để ngươi đói.
Sinh dương thảo này ta chỉ lấy phần rễ, phần còn lại bao gồm lá, ngươi mang về chia cho mọi người. Đệ tử nay đời trò có hy vọng rồi. Hôm nay chỉ là khởi đầu, nhưng tuyệt đối không phải kết thúc. Sau này ở vùng hoang dã này, tộc khuyển chúng ta nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất. Nói thứ nhất, gan ốc lấy đất, vĩnh không phản khuyển hoàng. Thứ này thật sự có tác dụng không? Thôi, thôi, vẫn tốt hơn đan tuyệt thực mà. Chu Du chỉ lấy phần tinh túy nhất của hệ thống rễ, ăn vào giống như củ cải trắng. Nhưng hắn cũng không quan tâm, dù sao chỉ cần không phải đan tuyệt ăn gì cũng được. Khi linh mộc vào cơ thể, chỉ thấy huyết mạch sôi trào, huyết khí sôi sục. Chu Du lập tức vận chuyển Bá Thiên Quyết để kiềm chế sự xáo động trong cơ thể. Nhưng đây tuyệt đối là một niềm vui bất ngờ. Không ngờ đặc tính của sinh dương thảo lại có thể kích thích mạnh mẽ linh lực còn sót lại trong cơ thể, khiến bản thân đột phá phàm, huyết cảnh thất trọng thiên. Xem ra người ngốc có phúc ngốc, vẫn có thể gặt hái được may mắn này. Một người, một chó, một kiếm. Không tệ, không tệ. Người đều sợ yêu, nhưng hắn lại kết nghĩa anh em với yêu thú. Không chỉ truyền thụ công pháp, còn chia sẻ tài nguyên tu luyện. Lão lục này khai mở với một con chó, tài nguyên toàn dựa vào cướp. Chỉ bằng sức một người đã khiến cả yêu tộc hoang mang bất an. Cầu phú quý à, bộ công pháp vừa truyền cho ngươi gọi là Bá Thiên Quyết, cần luyện tập điều tức lâu dài, chắc sẽ có ích cho việc phục hồi thể trạng của ngươi. Cảm ơn đại ca, nhưng vừa rồi sau khi thử qua, thực sự cảm thấy cơ thể bị rút cạn. Công pháp này tiêu hao linh lực quá nhiều. Đây, cái này cho ngươi. Khi tu luyện kết hợp với cái này hấp thu, có thể bù đắp sự trống rỗng trong cơ thể. Linh thạch thượng thượng phẩm. Đây là thứ hiếm có của nhân tộc. Thuộc hạ không dám, vẫn chưa giúp được gì cho khuyển hoàng đại nhân. Sao dám xa xỉ phung phí như vậy? Ngươi đã giúp ta rồi còn gì? Nhân tộc coi trọng việc lễ tận hậu lễ, thứ này ta có rất nhiều. Thấy ngươi thân thể yếu, cho ngươi một ít cũng chẳng sao. Đại ca lại có thể hào phóng đến vậy. Không ngờ tộc khuyển chúng ta cũng có ngày được dùng bảo bối của nhân tộc. Cầu phú quý, ngươi lại dám giao du với dị tộc, không thấy mất mặt yêu tộc chúng ta sao? Đưa cầu vương các ngươi về đây, xem hắn xử trí ngươi thế nào. Cái gì vậy? Là tộc trưởng của tộc hồ man hoang, lại là một ám ảnh yêu hồ. Tiếc là hắn không thể về được nữa. Hi hi, sao lại nói vậy? Cầu huynh của ta không phải vẫn đang bế quan tu luyện ở vách núi đó sao? Vị này chính là tân khuyển hoàng đại nhân của tộc ta. Thì ra cầu huynh của ta cũng bị hạ gục rồi. Khuyển hoàng, thế này mà cũng xứng làm vương sao? Ta cũng đâu muốn, đây chỉ là hư danh thôi, chỉ là hư danh thôi. Theo tin tức, nghe nói gần đây Nhất Đao Hiệp có một người tộc đến, săn giết rất nhiều đại yêu lục thất phẩm của chúng ta. Ta cứ tưởng là kẻ mạnh nào, hóa ra chỉ là một tên yếu ớt phàm huyết cảnh. Tiểu tử, nhân tình của ta cũng do người giết phải không? Nhân tình nào? Đại ca, sinh dương thảo đó, tộc trưởng hồ tộc đó chính là vợ chưa cưới của hắn. Ồ, ngươi nói hắn à? Chủ yếu là hắn nói chuyện quá là mà. Ta nhất thời không nhịn được. Xin lỗi nhé, tộc ta với tộc địa khuyển các ngươi vốn không có xích mích gì. Hồ ly dám giết nhân tình của ta, chẳng lẽ không sợ tổ bà nội ta rung động tiêu diệt các ngươi sao? Tổ bà nội, đó là của hồ tộc, một con hồ ly già hơn 1.300 tuổi, thực lực cực kỳ mạnh, nhưng cách nơi này rất xa. Mệnh lệnh của khuyển hoàng đại nhân vĩ đại chính là tôn chỉ cao nhất của tộc ta. Ta khuyên ngươi mau rời đi, hôm nay ngươi dám phỏng túng, hắn nhất định sẽ xé ngươi ra. Cầu phú quý, ngươi thật biết cách lấy thế người khác làm thế. Chuyện này ta nhất định phải báo cho tổ bà nội, để các ngươi trả máu bằng máu. Phi, ngươi có mạng về không? Ngươi còn dám báo cáo? Đánh ta đi, yêu tộc các ngươi chẳng phải cũng coi trọng việc mạnh được yếu thua. Kẻ mạnh tồn tại sao? Hay cho một câu kẻ mạnh tồn tại. Ta tuy không biết ngươi dùng thủ đoạn gì giết họ, nhưng hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là kẻ mạnh thực sự. Đại ca cẩn thận. Hê, trước mặt đại ca ta, ngươi tính là cái gì chứ? Khuyển hoàng đại nhân uy vũ, nhưng tổ bà nội này có vẻ hơi. Bản hoàng ở đây, dù là bà nội già hay ông nội già, dám đến phạm, nhất định khiến họ có đi không về. Thế chết trung thành. Khuyển hoàng đại nhân, nói đến thì hình như ta quên mất chuyện gì đó. Không biết tiểu trần họ thế nào rồi. Nếu có lão cầu và tiểu thư bên cạnh, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Cầu phú quý, tộc ta có công pháp gì không? Công pháp độn địa thuật. Đây là thần thông của tộc ta, nhưng yêu thú đều cần đột phá đến bát phẩm mới có thể học được. Vậy ta có thể học không? Đây là bí kíp huyết mạch của yêu tộc chúng ta, nếu chưa đến lúc thì không thể thức tỉnh được. Chính vì vậy, đại đa số yêu thú có phương thức tấn công rất đơn điệu, gần như đều dựa vào thân thể để cứng đối cứng. Nhưng ngài có vấn đề gì sao? Tuy nhiên nếu khuyển hoàng đại nhân muốn học, cũng có thể thử xem. Thật sự cần làm thế nào? Cách đây 800 dặm, có một ngọn thần sơn, bên trong có một thần trì. Những năm trước, chỉ cần là yêu thú đạt thất phẩm, đều có thể vào trong đó bồi dưỡng huyết mạch, để chuẩn bị đột phá bát phẩm. Nhưng đôi khi, cũng sẽ có ngoại lệ xuất hiện một số yêu thú thất phẩm, trực tiếp đột phá lên bát phẩm, từ đó thức tỉnh bí kỹ huyết mạch. Đây chẳng phải là nhà tắm lớn của yêu tộc các ngươi sao? Vì vậy thuộc hạ mới nghĩ có thể thử một lần, nếu khuyển hoàng đại nhân có thể vào thần trì này, hấp thu một phần tinh huyết trong đó, có lẽ sẽ có chút hy vọng. Lại còn có chuyện hiếm thấy như vậy, trong yêu tộc, huyết mạch của nhiều chủng tộc không thể nói là mạnh. Như là Long tộc, Kỳ Lân, tộc Thao Thiên, con cháu của họ ở giai đoạn ấu niên đều có thể có bí kíp huyết mạch. Còn các chủng tộc khác thì không may mắn như vậy, cũng chỉ có thể tìm cách khác thôi. Cách này tìm hay đấy, ngươi xem chúng ta phải làm sao để vào được.
e rằng hơi khó. Những năm gần đây do chiến tranh người đến yêu thường xuyên, tài nguyên tu luyện cực kỳ khan hiếm, thần sơn cũng được đặt làm cấm địa, chỉ mở cửa vào một số thời điểm nhất định, và luôn có các cường giả các tộc thay phiên canh gác. Gần thần trì cũng thường có nhiều đại yêu đột phá bát phẩm lui tới. Đại yêu thất phẩm bát phẩm còn rất nhiều. Trời ơi, đây đúng là thiên đường rồi. Còn đỡ phải đi khắp nơi tìm đại yêu. Xem ra có hy vọng cho yêu đan và đột phá kinh thiên này rồi. Cuối cùng cũng tìm được đường đi. Cổ phú quý à, đã làm yêu thì phải làm kẻ mạnh nhất. Con người phải có ước mơ, nếu không có gì khác biệt với cả ước muối, con không bằng nằm đây chờ chết. Ta tin ngươi nên là một con chó có trí lớn. Khuyển hoàng đại nhân vĩ đại của ta, nếu ngài đã quyết tâm, thuộc hạ cũng sẵn sàng vào sôi lửa bỏng vì ngài. Hầu hạ bên cạnh, rất tốt, đi thôi. Mặc kệ là cực phẩm, cứ làm thôi, dẫn đường đi. Này ai kia, đứng lại cho ta. Có chuyện gì, hỏi ngươi một việc, ngươi có tìm thấy tung tích của cẩu vương không? Các người đến đây là để tìm cẩu vương sao? Ta và sư huynh lần này đến đây là muốn tìm ra tung tích của bảo vật đó. Nếu để chúng ta gặp, nhất định sẽ chém cẩu vương dưới lưỡi kiếm. Hừ, yêu ca ca, hắn dám hung với em. Tiểu tử, ngươi dám vô lễ với sư muội ta. Cho ngươi cơ hội xin lỗi rồi cút đi. Tiểu tử, có lẽ ngươi không biết ta là ai. Nhìn này, bộ đồ của chúng ta. Đây là trang phục tiêu chuẩn của Lam Y Môn. Chưa nghe qua, không hứng thú. Giả vờ không biết hả? Lam Y Môn chúng ta sắp chen vào top 500 môn phái của Côn Nguyên Đại Lục rồi đấy. Môn phái, top 500 à? Ngươi giả vờ không biết có ích gì. Giờ ta nói với ngươi lần nữa, lập tức xin lỗi cô ấy. Tại sao ta phải xin lỗi? Ngươi làm sư muội ta giận rồi. Cô ấy đang rất khó chịu. Cô ấy khó chịu nghĩa là ta khó chịu. Ta khó chịu nghĩa là ngươi sẽ khổ sở. Ô, chú chó con này cũng khá đáng sợ nhỉ. Yêu ca ca, sao phải nói nhiều với hắn thế? Nhìn là biết hắn xuất thân từ làng quê rồi, đồ hèn. Chặt đầu hắn đi, xem hắn còn ngông cuồng được không. Trước tiên chặt con chó của hắn thành từng mảnh trước mắt hắn đi, xem hắn có đau lòng không. Anh bạn, cậu cũng khá buồn cười đấy. Lần đầu thấy người dẫn chó chạy đến tiền tuyến để giết yêu. Không đúng, con chó này có vẻ không phải chó săn bình thường. Nhưng người này rõ ràng chỉ có khí tức phàm huyết cảnh. Chẳng lẽ người này không phải người thường? Không được. Thực lực không đủ mà có thể đi sâu đến đây. Ta thấy các ngươi thật sự bị dục vọng làm cho mờ mắt rồi. Đời này thôi vậy, kiếp sau tỉnh táo hơn nhé. Thực lực của người này thật sâu không lường được. Cương giả chân huyền cảnh mà cũng có thể chém giết trong một đòn. Cầm bảo vật của sát môn, bên cạnh còn có một con chó đế chuyển lục phẩm đi cùng. Chắc chắn là cẩu vương rồi. Ta phải mau quay về báo cho sư tôn. Con chó đầu người thất phẩm này có thể đã đột phá cửu phẩm. Không, là thập phẩm. Thậm chí có thể cao hơn. Cái loại khí tức đặc biệt gần như không khác gì con người. Một khi hắn xâm nhập lãnh địa nhân tộc, tuyệt đối không thể tìm ra hắn nữa. Đây sẽ là thảm họa cho nhân tộc. Lại có kẻ theo dõi. Nhưng lần này khí tức hoàn toàn khác. Ủa, ta xuất hiện ảo giác rồi sao? Vừa rồi hắn còn ở đây mà. Ngươi đã rình mò từ đâu rồi? Ngươi là kẻ thù của ta hay của lão đâu? Ai phái ngươi đến? Tiền bối, ta vốn không có ý xúc phạm. Ta chỉ tình cờ đi qua. Không tệ, cũng khá lễ phép. Ta thích người lễ phép. Tí ngươi, Kỳ Mạn, 18 tuổi, giới tính à? Ta trông không đủ rõ ràng sao? Nữ, nữ phải không? Thuộc môn phái nào? Bách Hoa Môn. Địa chỉ, biệt viện số 28, Bách Hoa Cốc. Được, ta nhớ ngươi rồi. Nếu Nhất Đao Hiệp có bất cứ vấn đề gì, ta sẽ tìm ngươi tính sổ đầu tiên. Lo lắng cho Nhất Đao Hiệp như vậy, chắc chắn là yêu vương rồi. Ngươi không ăn ta sao? Ta tại sao phải ăn ngươi? Yêu thú chẳng phải thích ăn người sao? Hơn nữa ta thơm thế này, lại còn trẻ thế này, cái gì loạn xị ngậu thế này? Hay là ngươi cứ ăn thử một miếng đi. Thật đấy, ta ngon lắm. Đừng lại gần ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Vậy sau khi giết ta, ngươi sẽ ăn ta chứ? Bậy nhà, cầu phú quý. Mau đi mau đi. Này này này, đừng đi mà. Ta không sợ đau đâu. Nữ vương, theo tin do thám báo về, Hồ Vương đáng lẽ hợp tác với người đã bị giết. Lão già đó dễ dàng bị giết vậy sao? Chết thế nào? Theo tin từ hồ tộc truyền ra, chính là do cẩu vương của tộc đế khuyển giết. Cẩu vương Na Tư, từ khi có được bảo bối đó, vốn luôn độc lai độc vãng, chỉ lo cắm đầu tìm cách đột phá trên vách núi đó. Hơn nữa, đế khuyển và hồ tộc nhiều năm nay vẫn sống hòa bình, chưa từng có bất kỳ tranh chấp nào. Bẩm nữ vương, cẩu vương mà người nói cũng đã chết rồi. Ngươi dám nói bậy. Vừa nãy không phải nói cẩu vương giết thủ lĩnh hồ tộc sao? Nữ vương xin bớt giận. Là một nhân tộc, kẻ đó thách đấu cẩu vương thành công và lên ngôi. Không chỉ một kiếm chém chết cẩu vương, mà cả hai thủ lĩnh của hồ tộc cũng chỉ dùng một kiếm là chém chết. Còn cướp đoạt linh thảo của hồ tộc nữa. Giờ bên ngoài đều truyền như vậy. Người này thực lực rất mạnh, lại còn cực kỳ thâm trầm. Chúng ta không thể không đề phòng. Dưới sự xúi dục của cẩu phú quý, có vẻ hắn còn chuẩn bị. Cái gì? Nữ vương, lần này đang trên đường đến Thần Sơn. Nghe nói hắn còn chuẩn bị thách thức quyền uy của Thần Sơn, muốn nhân cơ hội này nổi danh. Nghe ngươi nói vậy, tên nhân tộc này cũng khá thú vị. Thần Sơn đâu phải nơi loại chuột nhất như hắn có thể xâm phạm.
dẫn ta đi gặp hắn. Vâng, nữ vương, tiểu nhân sẽ chuẩn bị ngay cho người. Không ai chịu nổi một kiếm của hắn, chỉ cần thấy kiếm này rút ra, không ai may mắn thoát khỏi, đều bị chém giết trong một đòn. Hắn chỉ dựa vào sức một người đã khiến cả yêu giới khiếp sợ, mà hôm nay lão Lục này chỉ dẫn theo một con chó, đang muốn thách thức cấm địa của yêu tộc. Đại ca, phía trước sắp đến thần sơn rồi, kẻ nào dám xông vào cấm địa của yêu tộc ta, tại hạ cầu phú quý. Vị này là khuyển hoàng đại nhân đời thứ 7 của bản tộc, một chó một tộc. Ngươi không biết hiện giờ cấm địa chưa mở cửa sao? Không đúng, sao tên này lại là nhân tộc? Anh em, lên cho ta. Quả nhiên đều là ngũ phẩm trở lên. Không tệ, không tệ, xem ra đến đúng chỗ rồi. Nữ vương, thực lực của tiểu tử này của thật rất mạnh. Chúng ta có nên không vội không? Tạm thời xem thêm thực lực của hắn đã. Ôi chao, phát tài rồi, phát tài cứ rồi. Ngã xuống thế này, không biết thu được bao nhiêu yêu đan đây. Quyền hoàng đại nhân ủy vũ, tộc ta sắp vươn lên rồi. Cầu phú quý, không tệ đấy. Lần này người đúng là leo lên cành cao rồi. Cầu vương vừa mới chết, người đã dám dẫn một nhân tộc xông vào cấm địa yêu tộc ta. Tạm biệt nữ vương, chỉ vì khuyển hoàng đại nhân của bản tộc muốn đạt được bí kỹ huyết mạch của tộc ta, không quản nguy hiểm đưa hắn đến thần trì để bồi dưỡng huyết mạch. Nữ vương là yêu gì vậy? Thì ra đây là tân khuyển hoàng. Tiểu nữ bất tài, chính là thủ lĩnh xa tộc vật tương vong. Vật tương vong, cầu phú quý. Không tệ, không tệ. Cầu phú quý, ngươi không biết thời gian mở cửa cấm địa sao? Xông vào như vậy là muốn trở thành kẻ thù của cả yêu tộc sao? Nữ vương, các người cũng đến ngăn cản chúng ta sao? Đừng hiểu lầm, lần này không phải do tộc ta chủ trì, ta sẽ không can thiệp. Nghe nói đấy chuyển tộc đổi vương, lại còn là một người tộc, bản vương đặc biệt đến xem thử. Ngươi, người tộc này cũng khá kỳ lạ, một người tộc lại chạy đến vùng thất thủ làm vương của đế khuyển tộc. Trong lịch sử yêu tộc, đây là hành động khá đặc biệt. Tiểu gia ta thích tự do, những thứ đó chỉ là hư danh thôi. Nghe nói thần chỉ kỳ lạ, muốn đến xem thử, nếu không ngăn cản hãy tránh ra. Tiểu tử, ngươi dám vô lệ với nữ vương, ngươi đang sợ hãi điều gì? Sợ hãi? Buồn cười, ta có thể cảm nhận được ngươi thực sự rất sợ hãi. Thực lực của tiểu tử này quả nhiên khó lường, trông có vẻ rất yếu nhưng lại có một sức mạnh bí ẩn. Nếu ta ra tay lúc này chắc chắn không có cơ hội thắng. Có lẽ hắn thật sự có thể giúp ích cho ta. Nếu lần này có thể mượn tay hắn trừ khử nữ vương, thì sau này xà tộc này sẽ là thiên hạ của ta. Tiểu đệ tử không được vô lễ. Là nữ vương trước sức mạnh tuyệt đối của khuyển hoàng đại nhân, tiểu nhân quả thật có chút sợ hãi. Đại nhân lần này đến đây, tiểu nhân có tin tức quan trọng dâng lên. Vậy sao? Nói ta nghe thử. Cách đây 500 dặm về phía đông nam, có một mỏ linh thạch do nhân tộc để lại. Mỏ linh thạch, nơi này của nhiên tài nguyên phong phú. Vốn định đến đây kiếm chút tinh hoa yêu đan, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ. Nói chi tiết hơn đi. Thực ra nhiều tộc đã sớm phát hiện tin tức này, nhưng tiếc là bị con sư ưng thú bát phẩm kia nhanh chân chiếm lĩnh trước, trở thành lãnh địa của hắn. Tên đó dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình, định chiếm mỏ linh thạch đó làm của riêng. Các tộc khác tuy oán hận, nhưng thực sự không làm gì được hắn. Sư ưng thú là cái gì vậy? Rốt cuộc là ưng hay là sư tử? Nghe nói có một ngày, một con sư tử và một con ưng tình cờ gặp nhau vào mùa xuân, thực sự không kiềm chế được nên đã xảy ra chuyện. Sau đó sinh ra một con sư ưng thú. Sư ưng thú thuộc loại yêu thú hiếm, có sự nhanh nhẹn của ưng, sức mạnh của sư tử, rất hung mãnh. Tuy nhiên việc này còn cần thương lượng. Sư ưng thú loại này thường tính cách bạo ngược, rất háu máu và tàn nhẫn. Thực lực của xà tộc tuy không yếu, nhưng bẩm sinh đã là kẻ thù của ưng tộc, sợ rằng chỉ cần đến gần là không thể sống sót trở về. Nhưng nghe nói sư ưng thú không hợp quần, thường sống độc lập. Đúng vậy, qua nhiều cuộc điều tra, nơi hắn ở chỉ có một mình hắn. Nếu có thể liên kết nhiều tộc vây công, chắc là có cơ hội chiến thắng lớn. Vốn tộc ta đã hợp tác với hồ tộc, nhưng thủ lĩnh hồ tộc không may bị ngài giết, nên đặc biệt đến đây gặp cầu vương. Ồ không, là khuyển hoàng đại nhân. Yêu thú sống độc lập không có bất kỳ trợ thủ nào, dù có giết cũng không gây rắc rối gì. Tuy nhiên bát phẩm thì có hơi khó, nếu đánh lén thất bại thì sẽ phải nói lời tạm biệt với thế giới này. Nhưng mỏ linh thạch này làm sao không động tâm được chứ? Tu luyện đến giờ đã tiêu tốn rất nhiều linh thạch, của trời cho, không lấy thì phí. Đã là yêu thú độc hành cũng chẳng có gì đáng sợ. Các ngươi có kế hoạch gì không? Khuyển hoàng đại nhân đã hứng thú với việc này, thật là tốt quá. Nhưng việc này vẫn cần bàn bạc kỹ lưỡng, để đảm bảo vạn vô nhất thất, chúng ta cần thảo luận với các tộc trưởng khác. Dù sao người càng nhiều thì sức mạnh càng lớn mà. Vậy các người cứ bận rộn đi, chờ tin tốt của các người, ta đi xem nhà tắm lớn của các người. Cung tiễn khuyển hoàng đại nhân. Tiểu địch tử, kế này thực sự khả thi sao? Xin nữ vương yên tâm, kế này hoàn hảo. Để thần đi thuyết phục lang vương và hùng vương cùng đi. Nếu họ đánh nhau với yêu thú bát phẩm kia, chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Lúc đó chúng ta sẽ ngồi thu lợi. Nếu hắn may mắn giết được sư ưng thú kia, cũng là giúp chúng ta giải quyết một mối lo lớn. Lúc đó nữ vương lại phóng thích kịch độc, đâu phải đám tàn binh bại tướng đó có thể chống đỡ. Tiểu định tử, vẫn phải nhờ ngươi.
của Nhiên Đa Mưu Túc Trí, chủ yếu là do nữ vương bồi dưỡng tốt. Vậy cứ theo kế hoạch này mà hành động nhanh đi. Vâng, thưa nữ vương. Thật không phải là anh tôi nói thật, cẩu vương hiện tại rất kiêu ngạo, lợi hại không tưởng, chỉ một kiếm đã giết chết cả cẩu vương và hồ vương. Huynh đệ, cẩu vương trước đã chết, thần khí bị cướp, huynh đệ tôi đã rất sốc rồi. Cậu nghĩ xem, bao nhiêu người thèm muốn thần khí đó bao lâu rồi mà không được. Giờ hai tộc hồ vương lại chết thảm, huynh đệ tôi thực sự không thể yên tâm. Ngươi, một lục phẩm bình yêu thù cũng có lúc sợ hãi sao? Cẩu vương, hồ vương đều đã chết, giờ hắn lại đánh lên thần sơn, tôi làm sao không sợ được? Biết đâu ngày nào đó sẽ tìm đến tôi. Chẳng lẽ Thương Lang huynh không sợ sao? Tôi làm sao không sợ được? Đám em út của tôi ở Tây Tước Thành bị diệt, không một ai sống sót. Chuyện này điều tra đến giờ vẫn chưa biết là thằng nào làm. Cậu nói có phải là hắn không? Nam thúc, đế khuyển tộc này từ khi nào có một vị lợi hại như vậy? Thực lực này cũng quá đáng sợ rồi. Trước đây những tên nhỏ lẻ đến còn chưa đủ để chúng ta chú ý. Hai vị đang bàn chuyện gì vậy? Địch lão đệ à, nghe nói nữ vương các người đi gặp tân cẩu vương rồi, có tiến triển gì không? Tin tức của hai người nhanh thật đấy. À, chuyện sư ưng thú mà lần trước nói với các người ấy đã quyết định chưa? Lão đệ à, lại muốn lừa chúng ta đi chịu chết à? Không đi, không đi. Yêu thú bát phẩm đâu phải chúng ta có thể động đến. Làm gì có chuyện đó. Nữ vương tộc ta đã bàn bạc hợp tác với tân cẩu vương rồi, lần này nhất định sẽ hạ được sư ưng thú. Thực lực của tân cẩu vương chắc các người cũng rõ rồi. Địch lão đệ à, làm sao cậu lại móc nối được mối này vậy? Dẫn anh em chúng ta theo với, đề phòng một ngày cẩu vương đột nhiên muốn ăn gan gấu, diệt luôn tộc ta. Đúng vậy, địch lão đệ, nếu có chỗ nào cần đến anh em cứ nói. Chuyện này không dễ đâu, huyền hoàng đại nhân vốn rất kiêu ngạo, không thích người lạ. Nếu tôi đột ngột đưa các người đến, hắn sẽ... Lão đệ à, cứ yên tâm, lễ vật tôi lo. Hiểu chứ, phần của cậu cũng không thiếu đâu. Nói gì vậy, chúng ta là quan hệ gì chứ? Thế này đi, tìm cơ hội tôi sẽ nói chuyện với huyền hoàng đại nhân. Mặt mũi của tôi hắn vẫn sẽ cho vài phần, nhưng khi thực sự cần đến, hai vị phải cùng đi nhé. Địch lão đệ đã nói vậy rồi, làm anh em cũng không tiện từ chối nữa. Gan óc lấy đất cũng không từ. Chúng ta cũng theo cẩu vương làm việc lớn. Tuyết trì này cũng không có cảm giác gì lớn, tinh huyết cũng không thể hấp thu, chẳng lẽ cần thứ gì để phối hợp? Ồ, linh lực của linh thạch này lại được hấp thu ngay lập tức. Tuyết trì này lại có thể đẩy nhanh quá trình tinh luyện linh lực. Thì ra là vậy, đây hẳn là tác phẩm của một đại yêu. Để nâng cao tốc độ tu luyện của yêu tộc, dùng máu mạnh mẽ của mình để khai phá huyết trì, cung cấp cho các yêu thú khác suốt nhiều năm. Mục đích là để đột phá giai đoạn bế tắc càng nhanh càng tốt, nâng cao cảnh giới. Cầu phú quý, đến đúng chỗ rồi, đây đúng là thần trì. Trời ơi, đại ca, ngài lấy đâu ra nhiều linh thạch thế này? Đừng để ý những thứ đó, dùng phương pháp ta dạy người nhanh chóng điều tức đi. Được ạ. Khi hàng trăm viên linh thạch thượng phẩm rơi vào huyết trì, dưới ảnh hưởng của huyết trì, chúng dần dần phân hủy. Chu du vận chuyển, bá thiên quyết lập tức cảm nhận được, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều như được mở ra, từng sợi huyết khí từ bốn phương tám hướng ùa đến, đổ vào cơ thể hắn. Vào lúc này, máu trong cơ thể hoàn toàn sôi trào, chẳng chỉ đan sen, bá thiên quyết liên tục tôi luyện thân thể. Chu du cũng tự quan sát những biến hóa bên trong, ánh sáng vàng vốn chỉ lấp lánh trong máu dường như đang dần dần tăng lên, những năm tháng tích lũy của hắn đang dần dần thức tỉnh, màu ánh lên màu vàng, dấu ấn cổ xưa hiện rõ, mỗi sợi gân đều không ngừng run rẩy. Có tiếng rồng ngâm vang lên, cầu phú quý cũng không dám lãng phí cơ hội vào được huyết trì, đang hấp thu linh lực còn sót lại bên cạnh. Bây giờ hắn cũng biết, đây có thể là cơ hội đột phá tốt nhất của hắn. Đừng coi thường việc tăng một phẩm, không cẩn thận có thể phải mất hàng trăm năm thời gian. Phàm huyết cảnh bát trọng thiên, phàm huyết cảnh cửu trọng thiên. Chu Du trong lòng không ngừng vui sướng, hắn cảm nhận được dưới sự dẫn dắt của huyết trì và kích thích của linh thạch thượng phẩm, cơ thể hắn dường như mở ra một lỗ thông, một sức mạnh mênh mông đang cưỡng bức rửa sạch thân thể. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đột phá đến thoát thai cảnh, trăm viên linh thạch thượng phẩm tính là gì? Dù là 1000 viên hắn cũng sẵn sàng bỏ ra. Một hơi đột phá đến thoát thai cảnh, Chu Du cắn răng, linh khí bên ngoài đã dần dần trở nên thừa thớt. Sao vậy? Hết rồi sao? Không thể nào, chỉ còn một bước nữa thôi. Nhìn thấy màu sắc huyết trì dần dần tối đi, dường như tinh huyết trong đó đã bị hắn hấp thu hết. Chu Du vừa định rời khỏi huyết trì, người đột nhiên biến mất. Khi mở mắt lần nữa, đã xuất hiện bên ngoài hang động, vừa rồi vô tình thi triển. Chẳng lẽ chính là bí kỹ huyết mạch của đế độn điện thuật? Độn điện thuật? Độn điện thuật sao không có phản ứng? Kệ đi, chuyến này dù sao cũng không thiệt. Chu công tử, thật sự là ngài sao? Tiểu tử, muốn chết à? Ngươi kêu loạn gì vậy? Rất dễ thu hút yêu thú đấy. Sao ngài không mặc quần áo? Nói nhảm, ngươi thấy ai tắm mà mặc quần áo chưa? Làm sao ngươi tìm được đến đây? Em gặp Kỳ Mạn trên đường, nghe cô ta nói nhất đao hiệp xuất hiện yêu hoàng hóa hình. Em nghĩ chắc cô ta nhầm rồi, nên theo dấu xác yêu thú tìm đến đây. Cô gái điên từ Bách Hoa Môn đó à? Anh mau mặc quần áo vào đi. Một thằng đàn ông sao lại èo là thế? Kỳ cục quá, tiểu trần nhà ta vẫn ổn chứ? Có lão cầu ở đó, không có vấn đề gì đâu. Vậy thì tốt, chúng ta cùng về nhé. Tạm thời chưa được, ta còn chút việc phải xử lý ở đây. Đợi giải quyết xong, ta sẽ đến Diệp Thành tìm các người. Có cần chúng tôi qua giúp không? Không cần đâu, ta có người giúp rồi. Ngươi về trước đi.
Nói với Tiểu Trần một tiếng là được. Đại ca, người này là ai vậy? Về tắm lại đi. Đi thôi, đi thôi. Đế Huyền thất phẩm, sao trông có vẻ nghe lời thế nhỉ? Làm cách nào mà được vậy? Cầu Phú Quý, người cũng đột phá rồi. Là một con chó nhưng lại không ăn xương, chỉ ăn linh thạch đan dược. Một con chó bên cạnh lão Lục này phát triển thành công, biến mình thành dáng vẻ người khác phải ghen tị. Cầu Phú Quý, không ngờ ngươi thật sự thành công. Phải cảm ơn sự bồi dưỡng của Khuyến Hoàng đại nhân. À phải rồi, hỏi ngươi một câu. Yêu tộc những năm gần đây hoàn toàn áp đảo nhân tộc. Mỗi lần tấn công có phải nhận được mệnh lệnh gì không? Hay là theo thời gian cố định? Đều là nhận mệnh lệnh cụ thể vào thời gian cố định. Lần trước chính là đại yêu của tộc Huyết Ảnh Lang ra lệnh. Trong Huyết Ảnh Lang còn có đại yêu sao? Mỗi tộc yêu sống theo bầy đàn đều có đại yêu trấn giữ. Thực lực cá nhân tuy không bằng những yêu thú độc hành, nhưng thắng ở số lượng đông. Nếu không thì, dù là một con dương bát phẩm, cũng chỉ có thể làm được rất ít việc. Lần tấn công tới có thể sẽ đến lượt tộc đế khuyển chúng ta. Vậy nên, về thời gian khoảng 7 tháng nữa, Khuyển Hoàng đại nhân, thuộc hạ có lời không biết nên nói thế nào. Cứ nói, thuộc hạ biết ngài là nhân tộc, yêu thú trong khu vực này cũng đều biết ngài là nhân tộc. Nhưng hiện giờ nhân tộc nếu là một bàn cờ tan rã, sau này ngài còn quay về nhân tộc không? Tranh đấu nội bộ của nhân tộc còn nghiêm trọng hơn yêu tộc các ngươi nhiều. Tranh đấu nội bộ của yêu tộc rốt cuộc vẫn xảy ra, giữa các chủng tộc khác nhau tranh giành tài nguyên. Có đôi khi lòng người thật sự còn độc ác hơn cả yêu thú. Nếu ngài uy linh ở lại yêu tộc, chỉ cần ngài nỗ lực giết địch, sau này địa vị trong yêu tộc sẽ từng bước tăng cao. Đến lúc đó ngài muốn ăn gì thì ăn, còn có quyền giao phối tuyệt đối, giống như long tộc cao cao tại thượng vậy. Chỉ cần long tộc muốn, bất kể là quy tộc, hổ tộc, phượng hoàng tộc hay bất kỳ chủng tộc nào, họ đều có quyền giao phối tuyệt đối. Vậy nếu sau này ta rời đi, ngươi sẽ thế nào? Vĩnh viễn ngài là vương, thà bị ngài chém giết cũng tuyệt đối không phản kháng. Chó ngoan, yên tâm đi. Trước khi đi ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết mối họa xung quanh. Đừng như vậy mà, biết đâu sau này ta không thể ở lại nhân tộc nữa, còn chạy về đây, thuộc hạ nhất định sẽ giúp ngài giết chết sư ưng thú, cướp được mỏ linh thạch. Được rồi, ngươi phải nhớ kỹ. Đừng chết dễ dàng như vậy, biết đâu một ngày nào đó ngươi có thể vượt qua tất cả chó. Vương Miêu, bái kiến Cẩu Vương tiểu tử. Lần này đến đây, đặc biệt giới thiệu với ngươi hai người. Bái kiến Cẩu Vương đại nhân, là kẻ đã gửi móng gấu cho ta ăn phải không? Biết ngay mà, tên này của nhiên nhờ móng của ta. Cẩu Vương đại nhân thật thích nói đùa. Vị này là Hùng Vương, vị này là Thương Lang Vương, đều là nghe nói về thực lực của đại nhân, đặc biệt đến để giúp đại nhân một tay. Cẩu Vương đại nhân, đây là bách niên bạch ngọc sâm ta đặc biệt chọn cho ngài, xin hãy vui lòng nhận. Thương huynh của lá danh ma đem cả bảo bối trong dương ra rồi. So sánh thế này, lễ vật của ta trông thật tầm thường. Đây là mật ong rừng đặc sản của ta. Mời Cẩu Vương đại nhân nếm thử. Tốt tốt tốt, người và yêu thực ra cũng chẳng khác gì nhau, toàn là những thủ đoạn xã giao. Nếu sau này có thể chung sống hòa bình, cần gì phải giết chóc lẫn nhau chứ? Không tệ, biểu hiện của các người ta rất hài lòng. Ngươi tên gì? Bẩm Cẩu Vương đại nhân, tiểu nhân là bá chủ của khu rừng nhỏ. Tiểu Hùng Duy Ni, Duy Ni phải không? Ta nhớ rồi. Còn ngươi? Bẩm Cẩu Vương đại nhân, tiểu nhân là bá chủ của Không Lang Quân. Không tỉnh. Không tệ, không tệ. Tên của hai người đặt cổ thật rất có nghệ thuật. Này, sao không thấy vật tương vong? Nữ vương đã đi trước một bước, đi thăm dò tung tích của sư ưng thú cho chúng ta. Vừa mới đột phá lên cửu phẩm, vừa hay lấy hắn để luyện tay. Được, vậy chúng ta cũng mau đi thôi. Cầu Phú Quý, xuất phát. Huynh đệ, Cẩu Vương đại nhân này là sao vậy? Sao chỉ có cảnh giới phàm huyết? Tôi ngửi thấy sao không giống cường giả chút nào? Huynh đệ, tôi cũng không biết. Khí tức của hắn quả thật rất yếu. Chúng ta không bị địch huynh lừa chứ? Nhưng đã đến rồi, cứ theo qua xem sao. Không ổn thì chúng ta chạy. Nói gì vậy? Cậu thì chạy nhanh được, còn tôi với cấp độ này thì sao? Không được thì cậu già chết. Đó không phải sở trường của cậu sao? Đúng, vậy làm thế đi. Với sư ưng thú này, các ngươi có kế hoạch gì không? Huyền Hoàng đại nhân, nữ vương đã có diệu kế. Đây là thức ăn đặc biệt chuẩn bị cho sư ưng thú. Bên trong đã ẩn chứa kịch độc của tộc ta. Khi sư ưng thú ăn vào, ít nhất có thể khiến nó trong 3 đến 5 hơi thở toàn thân tê liệt, khó cử động. Địch lão đệ, không tệ. Gia tộc này của nhiên có mưu lược, kế hoạch nghe có vẻ ổn. Nhưng ai sẽ đi cho ăn đây? Ý gì đây? Sao đều nhìn tôi vậy? Tôi không đi được đâu. Vẫn là để Thương Lang huynh đi đi. Ít ra hắn chạy nhanh. Tôi à, thực lực của tôi quá yếu. Việc đi đầu này đương nhiên phải là Hùng Vương ngươi rồi. Thương huynh đùa rồi. Vẫn là Thương huynh đi đi. Hùng huynh đi đi. Dừng dừng dừng, ai muốn đi thì đi. Khi lấy được mỏ linh thạch sẽ chia thêm một phần. Tôi đi, tôi đi. Thương huynh, cái này đừng dành với tôi. Sau này chúng ta chia 4 đến 6. Vậy được rồi, yên tâm. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu từ phía sau. Phía trước có vẻ có tấm biển, xem thử viết gì. Đây là lãnh địa riêng, ai xâm phạm tự chịu hậu quả. Xem kìa, con sư ưng thú này kiêu ngạo quá, hôm nay nhất định phải bắt ngươi. Này, các ngươi đã gặp sư ưng thú chưa? Chưa. Những kẻ đi do thám chỉ dám nhìn từ xa. Cũng có người đột nhập vào lãnh địa của nó, nhưng có vẻ đều không sống sót trở về. Thực lực của sư ưng thú mạnh đến vậy sao? Có lẽ ta cũng chưa từng tiếp xúc. Lúc đó để họ lên trước, ta ở phía sau xem thử thực lực. Kẻ độc hành mà,
tính cách hơi kỳ lạ cũng bình thường, dù sao ai rảnh mà đi chọc nó chứ. Phía trước là nơi nó thường xuất hiện rồi. Ôi, bụng hơi đau, con người có ba cái gấp, anh em thông cảm nhé, tôi đi giải quyết chút. Không sao, các người cứ theo kế hoạch, ta sẽ hỗ trợ các người từ phía sau. Cẩu vương này của Nhiên thâm sâu khó lường, tên này không phải sợ rồi chứ. Đừng nói bậy, khuyển hoàng đại nhân của ta không phải loại người đó. Sao hai vị không dám à? Đã đến đây rồi. Địch lão đệ, kế hoạch tôi thấy cũng khá ổn đấy. Tạm thời thử xem sao. Vị trí này không tệ, có thể thấy rõ hành động của họ. Lại nằm trong tầm chém của ta. Này này này, tiểu huynh đệ, các ngươi đang làm gì vậy? Yêu tộc gì vậy? Cảm giác khí tức rất mạnh, ít nhất thất phẩm trở lên. Ngươi lại là người tộc à? Không thấy tấm biển đó sao? Thấy rồi thì sao? Thấy rồi mà các ngươi còn dám vào? Ngươi không phải cũng vào rồi sao? Tao khác, nghe nói ở đây có mỏ linh thạch, ta chỉ đến thăm dò thôi. Với thực lực của ta, chạy trốn là chuyện dễ dàng. Lại các ngươi đến đây không phải tự tìm đến cái chết sao? Một con gấu lục phẩm, một con sói lục phẩm, một con chó thất phẩm suy dinh dưỡng, hai con rắn thất phẩm, đặc biệt là ngươi còn yếu hơn họ, chỉ là phàm huyết vào lãnh địa yêu tộc, không coi mạng sống ra gì sao? Lão già, ngươi nói nhiều quá. Tiểu huynh đệ, ngươi đã là người tộc, chắc hẳn kiến thức rộng rãi, giúp ta xem thử bảo bối này. Còn có thể là cái gì nữa? Chẳng phải là của trứng sao? Ngươi xem kỹ lại đi. Có vẻ không phải trứng bình thường, cứng như đá, cũng không thể mở ra được. Ta nghiên cứu của trứng này lâu rồi, cũng thử ấp nó, nhưng có vẻ không có tác dụng ta gì. Ta cũng không biết, có thể là trứng rồng chăng? Nghe nói trứng rồng cứng vô cùng. Ngươi xem những đường vân màu máu này. Trứng rồng, đúng rồi, ngươi xem. Ta già rồi, đầu óc lù lù. Sao không nghĩ ra nhỉ? Phát tài rồi. Cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ. Hai người đó đang làm gì vậy? Trông không thông minh lắm. Bỏ độc chờ sư ưng thú ăn, chắc chắn sẽ bắt được nó. Thương lang huynh, tôi hơi sợ. Sợ gì? Có tôi đây. Lúc nó không để ý, chúng ta thả xuống rồi chạy. Có đồ ngon, nó còn ăn cậu làm gì? Sao sư ưng thú vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Tiểu huynh đệ, ngươi cứ nhìn đây, lão phu đi thăm dò nơi khác. Lần này là ai đến vậy? Không biết, ai cũng chưa từng thấy sư ưng thú. Không lẽ nhầm rồi? Ha ha ha, là lão già lúc nãy. Này lão già, mau đi đi. Đồ ăn đó không phải cho người đâu. Lão già này phá hỏng chuyện của chúng ta rồi. Xong rồi, xong rồi. Xem thử đi. Lão già, nếu chưa chết thì mau cút đi. Sư ưng thú. Cái này có vẻ như chúng độc rồi. Sao tên kia vẫn chưa ra tay? Không quản nữa, liều một phen. Đây hoàn toàn không phải cấp độ chúng ta có thể đánh được. Địch lão đệ, xem kịch vui à? Mau tới giúp đi. Huynh đệ, không sao chứ? Không được rồi, chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không đánh lại. Mẹ kiếp, liều mạng. Tấn công từ phía sau. Đánh lén. Tại sao ngươi phải nói? À, chết mất huynh đệ. Đừng lo cho ta, cứ coi như ta đã chết. Cẩu vương đâu? Hắn đi đại tiện, nửa ngày rồi không thấy đâu. Chắc tên đó chạy mất rồi. Tiểu đệ tử, mau đến giúp. Nữ vương, xin tha lỗi. Hôm nay là ngày tàn của ngươi rồi. Sa tộc từ nay giao cho ta. Địch tử, hóa ra ngươi không quên. Cẩn thận, ta đến đây, cầu phú quý. Chính là lúc này, tích tụ sức mạnh, siêu cấp nghiêm túc, bạt kiếm thuật. Sao tên nhóc này lại mạnh như vậy? Yêu thú bát phẩm của Nhiên rất mạnh. Xã hội thật hiểm ác, xích nữa bị hắn lừa rồi. Nói thật của trứng này rốt cuộc là cái gì vậy? Đừng giả vờ nữa, ăn móng gấu đi. Cẩu vương đại nhân, tôi thực sự bị thương rồi. Vật thương vong, ngươi không sao chứ? Khuyển hoàng đại nhân, cảm ơn đã ra tay giúp đỡ. Tiểu nữ tử này tính mạng được bảo toàn rồi. Cầu phú quý, giao hắn cho ngươi chăm sóc. Phải chăm sóc hắn cho tốt. Yên tâm đi đại ca, ta xuống xem thử. Vi nhận cháu gái làm đồ đệ. Cả bang phái bị diệt sạch. Lão lúc này vì lạc đường mà gặp được yêu quái, không chỉ xưng vương trong yêu tộc mà còn thu phục các thủ lĩnh làm thuộc hạ. Chỉ bằng sức một người khiến cả yêu tộc cúi đầu. Ôi chao, ghê gớm thật. Phát tài rồi. Tên này đúng là cho ta một món quà lớn. Linh thạch thượng phẩm, trung phẩm đều có. Lần này thu hoạch đến cả vạn miếng linh thạch, còn nhanh hơn cả đi cướp. Mang hết đi. Thu hoạch không nhỏ. Các ngươi có công, chọn phần đại nhân, chỉ cần giúp được ngài là tốt rồi. Ta là người vốn coi trọng công bằng chính trị, các ngươi chịu ra sức, ta cũng không bạc đãi. Chúng ta cũng có phần chứ. Mấy linh thạch này mang đi chia đều. Phần này riêng cho mấy đứa đi đầu. Cái này đều cho chúng ta sao? Ngài không giữ lại chút nào à? Ta không hứng thú với linh thạch. Tiểu hoàng, không, cậu ca à? Ngài thật sự quá hào phóng. Vậy giải tán đi, không có bữa tiệc nào không tàn. Hẹn gặp lại các vị trên giang hồ. Trước khi đi, nói với các ngươi một bí mật. Bọn huyết ảnh lang ở thành tích nhạc đều do ta giết. Của Nhiên là tên khốn này, nhưng làm sao đây? Giết thì giết, thuộc hạ nguyện cùng khuyển hoàng đại nhân sống chết, thế không hối hận. Không cần đâu, chỉ là có vài chuyện cần có một lời giải thích. Cầu phú quý à, sau khi ta đi, ngươi sẽ là tân cầu vương. Chia tay hôm nay là để gặp lại tốt đẹp hơn, ngày sau gặp lại.
Ta tin các người đều sẽ trở nên tốt hơn. Lần sau gặp, tôi nhất định sẽ là bác phẩm. Không, tôi sẽ là cửu phẩm. Đại yêu nhất định sẽ hết sức theo bước chân ngài. Cố gắng có thể thực sự giúp đỡ được ngài. Được rồi, cún ngoan, tự chăm sóc bản thân. Tập trung tu luyện. Đừng lo cho ta, Huyền Hoàng đại nhân. Ngài nhất định đừng quên tiểu nhân. Gì cơ, sống tốt với Ngộ Tương nhé. Mong đợi ngày ngươi đột phá. Tạm biệt nhé. Cầu ca, nhớ thường về thăm nhà. Lão Đồng, Tiểu Trần, Nhị ta đã về. Các ngươi sống tốt chứ? Huyền Hoàng đại nhân, ngài đi nhầm đường rồi. Diệp Thành vẫn như cũ. Chu Du tìm một vòng nhưng không thấy tung tích của Chu Thành và những người khác. Lạ thật, mọi người chạy đi đâu hết rồi? Giết nhiều yêu quái thế này, không biết đổi được bao nhiêu điểm công lao. Công pháp bay của ta có hy vọng rồi. Lão Đầu, đổi điểm công lao. Biết rồi, các người mỗi ngày đều phiền phức quá. Giết vài con mèo con chó là chạy đến đổi. Sao không tích nhiều hơn rồi đổi một lần? Xem này, của nhiên toàn sói nhị tam phẩm. Mấy thứ này rất bình thường. Giết nhiều hơn rồi quay lại. Không đúng, sao lại giết được nhiều thế này? Đây là cái gì? Lục phẩm yêu hồn, thất phẩm yêu hồn, trời ơi. Bát phẩm yêu hồn. Ngươi mệt lắm à, hay để ta quay lại sau. Để ngươi nghỉ ngơi một lát. Rốt cuộc làm cách nào mà được vậy? Chẳng lẽ gặp phải đại chiến của yêu tộc nên nhặt được món hời lớn? May mắn của ngươi thật không thể tưởng tượng nổi. Lão Đầu, ngươi không tin tưởng vào thực lực của ta sao? Xin lỗi, ta sẽ tính toán ngay cho ngươi. 243.256 người có muốn kiểm tra lại không? Làm tròn giúp ta đi, đầu óc ta không tốt. Không nhớ nổi con số phức tạp thế này. Được, vậy tính 250.000 đi. Có gì muốn đổi không? Ta muốn đổi một bộ công pháp bay thần cấp. Đổi công pháp bay? Mà còn đòi thần cấp nữa chứ? Tên nhóc này có bị điên không vậy? Ngươi chắc chứ? Chắc chắn. 250.000 điểm công lao đấy. Ngươi hoàn toàn có thể đổi lấy ngũ bộ thiên cực. Công pháp tu hành của Hoàng Triều đấy. Đó là thứ biết bao người mơ ước. Nói thật về công pháp bay này, thật sự là lãng phí. Ta chỉ muốn đổi công pháp bay, và phải là thần cấp. Theo ta biết, ngay cả Hoàng Thất cũng không tu luyện công pháp này. Nếu ngươi thật sự muốn đổi, ta sẽ giúp ngươi nói vài lời. Ước chừng 50.000 điểm công lao là có thể lấy được. Được, vậy trừ đi 50.000 đi. Còn lại 200.000 thì sao? Có muốn đổi linh khí không? Có áo linh khí không? Áo này cứ bị rách hoài, ta rất khó chịu. Vậy một bộ áo dài linh khí, tính rẻ cho ngươi. 50.000 điểm công lao nhé. Còn cần gì nữa không? Ta có thể đổi công pháp cho người khác không? Có thể thì có thể, nhưng ngươi sẽ không thể tu luyện nó. Nếu ngươi muốn tu luyện thì phải đổi lại một lần nữa. Không vấn đề, tìm một bộ ngươi có thể tu luyện đi. Khi công pháp được gửi đến, ngươi phải đưa người đó đến đây. Việc này cần phải có cấm chế. Cấm chế này vô hại, chỉ là không cho họ nói ra ngoài thôi. Tìm cho người kẻ tốt nhất. Tính ngươi 80.000 điểm công lao, còn lại 70.000 cũng chẳng có gì đáng đổi. Có muốn xem xét đổi lấy vài mỹ nữ tuyệt phẩm không? Về nhà massage nấu cơm cũng tốt lắm. 2.000 điểm công lao một người, ngươi có thể đổi vài chục người. Về nhà còn có thể đổi người nữa à? Đương nhiên rồi, nếu ngươi lo không đúng hàng, ta có thể gửi một người đến trước. Ngươi thử trước đi, nếu ngươi không hài lòng, 7 ngày được đổi trả không cần lý do. Cái này còn có dịch vụ hậu mãi nữa. Hay là mua vài người thử xem. Còn 70.000 điểm công lao mà. Ta có một ước mơ vĩ đại, là được yêu một mối tình oanh oanh liệt liệt. Tạm thời để đó đã, khi nào cần sẽ tính sau. Được, vì ngươi đã đổi nhiều thứ như vậy, ta sẽ tặng thêm cho ngươi 8.000 điểm. Còn có quà tặng nữa à? Ngươi làm ăn cũng khá đấy, ta rất thích. Hỏi thăm một chuyện, ngươi quen Lý Oánh Cơ chứ? Cô ấy chắc đã về rồi phải không? Ta muốn tìm cô ấy. 5 ngày trước còn gặp Lý Ứng, vẫn còn trong thành. Được, vậy ta sẽ đi tìm thêm. Mấy thứ này khi nào sẽ được gửi đến? Khoảng 10 ngày nữa. Dù sao đường xa núi cao mà. Tiểu huynh đệ xin dừng bước. Còn chuyện gì nữa? Không biết huynh đệ có muốn chính thức gia nhập chư yêu sư không? Ta đã gia nhập rồi còn gì? Chỉ muốn xác nhận lại với ngươi thôi. Ta sẽ gửi thông tin cơ bản của ngươi về tổng bộ. Với thành tích hiện tại của ngươi, chắc chắn sẽ là huyền bào chư yêu sư rồi. Chỉ có như vậy, ngươi mới là chính thức. Hiện tại những người kia đều là tạm thời. Sau khi trở thành huyền bào chư yêu sư, mỗi tháng đều có nguồn tu luyện cố định. Nếu có thứ tốt, ngươi còn có quyền ưu tiên lựa chọn. Ngươi tự cân nhắc đi, cân nhắc là gia nhập hay không gia nhập. Nhưng nhân tài mà, có chút quái gở cũng bình thường. Không nên tin tưởng hai tên đó. Ta làm bậc trưởng bối cũng thật sự không xứng đáng. Cháu gái cũng bị làm mất. Huynh đệ quen Lý Oánh Cơ à? Cô gái cầm hai cái bùa lớn này, ngươi thật là bất kính. Lão phu năm nay 88 tuổi. Ngươi gọi ta là huynh đệ. 88 tuổi. Tiểu đệ, ta xin lỗi vì lời nói vô lễ vừa rồi, thật sự xin lỗi. Thật là một tên cuồng đồ, dám sỉ nhục lão phu như vậy. Ngươi sao đau gì với một người trẻ tuổi chứ? Hắn gọi vậy chứng tỏ ngươi trông còn trẻ mà. Này tiểu huynh đệ, ngươi chưa biết đâu, Lý Oánh Cơ đó đã chọc giận Phong Vân Bang, làm sao có kết cục tốt được? Chọc giận Phong Vân Bang nghĩa là sao? Có lẽ ngươi vẫn chưa biết, bên cạnh Lý Oánh Cơ có một cô gái mang theo bảo vật của Mã Thượng Ti Phong Vân Bang, chắc đã bị bọn họ bắt rồi. Bị bắt à? Đời vốn là thế mà. Nếu ngươi là bạn của họ, giờ mau rời đi đi. Bảo toàn tính mạng mới là việc quan trọng nhất. Phong Vân Bang ở đâu? Ngươi thật sự định đi à? Ngươi dẫn ta đến đó, ta sẽ báo thù cho ngươi. Đừng, đừng. Chuyện đường Phong Vân Bang ta không dám dính líu đâu. Ngươi tìm người khác mà hỏi đi. Nhị gia, ngươi là ai vậy? À, nhớ ra rồi. Cái gì mà? Vai phụ gì thật đó? Thật sự là ngươi à? Ta còn tưởng mình nhìn nhầm. Tên này trông còn trẻ, mà bối phận lại cao. Sao ngươi lại đến đây? Một tháng trước ta đã đến nhà họ Chu, nghe nói các ngươi đến đây.
Hình như Tiểu Trần gặp chuyện, ta cũng nghe nói từ lâu. Mấy ngày nay đang dò la tình hình của họ. Đã biết địa điểm chưa? Hôm qua đã dò ra rồi. Rất tốt. Mau dẫn đường đi. Đây chính là lãnh địa của Phong Vân Bang. Nhị gia, ngài có kế hoạch gì không? Kẻ nào dám? Cái này, trực tiếp xông vào. Bang chủ, có người. Nhị gia. Sao mà hung dữ thế? Kẻ nào dám tự tiện xông vào Phong Vân Bang của ta? Cho ngươi một cơ hội, muốn sống thì mau thả người ra. Ngươi chính là nhị gia mà con bé đó nói phải không? Lão cổ nói ngươi có bảo bối, còn bảo ngươi có bối cảnh lớn. Ta cũng rất tò mò xem là nhân vật gì. Hóa ra chỉ là một tên nhóc con. Tên lão cổ đó của nhiên không đáng tin. Ngươi muốn bảo bối gì? Ngươi thích bảo bối này không? Tiểu tử, ngươi biết mình đang ở địa bàn của ai không? Giao họ ra đây đi. Ta đã gặp nhiều kẻ cuồng, nhưng như ngươi, một kẻ phản bội dám cuồng như vậy thì quả là lần đầu. Ta muốn mạng của các ngươi, ta cũng muốn giết hắn. Liên tục rút kiếm thuật. Kiếp sau nhớ học cách tôn trọng người lớn. Kiếp này ta tha cho ngươi. Nhị gia, đồ ngốc, không sao chứ? Công tử, Chu công tử, còn có người nữa à? Thật có lỗi, chuyện này xảy ra có chút bất ngờ. Nhưng ta có thể giải thích. Thực lực nếu có thể hiểu được, ta không có ý trách móc các ngươi. Trời ơi là trời, ngươi diệt hết cả Phong Vân Bang rồi à? Lão cẩu, ngươi làm gì vậy? Lục xác chứa gì? Mau qua đây đi. Phát tài rồi, phát tài rồi. Phong Vân Bang những năm qua cũng kiếm không ít đồ. Không ngờ bây giờ tất cả đều là của ta. Quả nhiên đi theo đám này có thể nhặt được đồ ngon. Theo chó ăn phân, theo hổ ăn thịt. Nói cũng đúng thật. Ái cha cha, hôm nay một phen này, chi tiêu của chúng ta mấy năm tới không lo rồi. Mẹ kiếp, từ nay ta nhất định bán theo hắn. Làm sao mà không giàu được? Chỉ cần nhặt đồ thừa cũng đủ có được tài sản cả đời người khác không có được.